mọi người đờ đẫn một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Các chủ gia tộc trong liên minh năm gia tộc do Lê Chiết cầm đầu cũng tức điên. Trần Hưng Hải, ông đúng là quá tham lam, một lần đòi nuốt cả nửa gia sản của cả năm gia tộc chúng tôi sao? Lê Chiết tức giận nói, nếu ông bất nhân thì đừng trách chúng tôi bất nghĩa. Ông chủ Lê nói không sai, chỉ với một nhà họ Trần cũng muốn đoạt một nửa sản nghiệp của chúng tôi sao? Trần Hưng Hải, đừng tưởng các ông cướp hết nhà họ Thái thì thật sự có thể thay thế được địa vị bọn họ ở Yến Đô. Năm chủ gia tộc đều tức giận đùng đùng. Dù sao Trần Hưng Hải đòi một nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc bọn họ, nếu bọn họ có thể nhịn được, sẽ biến thành ninja rùa mất. Trần Hưng Hải vẫn chờ đám người nói xong, mới nói, các vị nói không sai. Sau khi nhà họ Trần tiếp nhận mọi thứ của nhà họ Thái, vẫn không thể thật sự thay thế được địa vị của bọn họ trước đây. Nhưng chờ giải quyết các vị xong, chúng tôi lại có thể thật sự thay thế được, thậm chí còn mạnh hơn. Lão ta nói dứt lời lại vỗ tay một cái. Chợt có mấy chục cao thủ xông vào phòng tiệc. Nhất thời, cả phòng tiệc đông nghịt người. Ngoài đám chủ nhà vốn ở trong phòng tiệc còn có hơn 100 cao thủ khác. Bây giờ, tôi cho các vị hai sự lựa chọn. Một là giao ra nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc, sau đó thần phục chúng tôi, gia tộc các vị còn có thể tiếp tục được giữ lại. Trần Hưng Hải nói vô cùng ngang ngược, hai là các vị liên thủ chống lại. Chờ chúng tôi xử lý cả năm nhà, đến lúc đó đừng nói là giữ lại gia tộc, chúng tôi sẽ chiếm hết tất cả gia tộc của các vị. Tôi đã nói xong, các vị có 5 phút để suy nghĩ. Nghĩ xong thì nói cho tôi biết đáp án. Trần Hưng Hải dứt lời, lấy điện thoại di động ra điều chỉnh đếm ngược 300 giây. Có lẽ khí thế của Trần Hưng Hải quá mạnh mẽ, lại thêm hơn 100 cao thủ trong sảnh tiệc, lúc này năm chủ gia tộc đều câm như hến, không dám hó hé gì. Bọn họ đều thấp thỏm lo âu. Lúc này, ngay cả Lê Chiết cũng hoảng loạn. Ông ta biết nhà họ Trần có thể thay thế được nhà họ Thái. Nhưng cho dù phía sau nhà họ Trần có nhân vật lớn ủng hộ thì nhà họ Trần cũng không dám giam giữ năm chủ gia tộc bọn họ cùng một lúc, còn muốn ép buộc bọn họ giao ra nửa sản nghiệp. Nhưng trên thực tế, nhà họ Trần không chỉ làm vậy, còn dám uy hiếp bọn họ, nếu không thần phục và giao ra một nửa sản nghiệp, có thể sẽ cướp cả gia tộc của bọn họ. Hai ông già ngồi hai bên Trần Hưng Hải là ai? Còn có người thanh niên ngồi cùng ba lão già đó có thân phận gì? Sao cậu ta còn trẻ như vậy, lại có thể ngồi cùng đám người Trần Hưng Hải? Trong lòng Lê Chiết bỗng nảy ra 10.000 câu hỏi vì sao? Không phải ông ta tò mò mà vẫn luôn kiêng kỵ nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần. Bây giờ hai ông già và một người thanh niên ngồi cùng Trần Hưng Hải rõ ràng không phải là người nhà họ Trần, hơn nữa phong độ phi phàm. Có lẽ những người này chính là nhân vật lớn phía sau nhà họ Trần. Các chủ gia tộc khác không thắc mắc nhiều như vậy. Bọn họ còn đang hoảng loạn. Bây giờ Lê Chiết chính là chỗ dựa của bọn họ. Ông chủ Lê, ông mau nghĩ cách đi. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì? Một chủ nhà sốt ruột hỏi. Lê Chiết nhíu mày và quát, hoảng loạn cái gì? Ông ta biết rõ, bây giờ một khi mình có chút khiếp sợ nào, liên minh năm gia tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho nên dù ông ta rất hoảng loạn cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Trần Hưng Hải, ông làm vậy có quá đáng không? Ông vừa mở miệng đã đòi một nửa sản nghiệp của năm gia tộc chúng tôi. Lê Chiết căm tức nhìn Trần Hưng Hải nói, ban đầu, năm gia tộc chúng tôi đến đây định bàn với ông thành lập một thế lực liên minh siêu cấp, chống lại sự bóc lột của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đối với chúng ta. Tuy bây giờ ông muốn chiếm đoạt năm gia tộc chúng tôi vẫn có thể không so đo với ông về chuyện này. Ông cũng hiểu, bây giờ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô đang xưng vương, hoàn toàn khinh thường những thế lực phía dưới như chúng ta, chèn ép chúng ta đủ chỗ. Chính bởi vậy, sự phát triển của mấy gia tộc chúng ta bị hạn chế cực lớn. Cho nên chúng tôi định thành lập một liên minh. Một khi 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô dám áp chế bất kỳ gia tộc nào trong liên minh chúng ta sẽ cùng ra tay đấu với gia tộc đó tới cùng. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vốn đã hình thành sự cân bằng. Sợ là bất kỳ gia tộc nào cũng không dám tùy ý tranh đấu với thế lực liên minh của chúng ta. Nếu không thì một khi bọn họ yếu đi, những gia tộc khác sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, chúng ta không bị 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô áp chế, mượn thế phát triển bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày trở thành 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới, thậm chí vượt qua bọn họ. Lê Chiết nói một hơi về suy nghĩ của mình. Đây thật sự là suy nghĩ của bọn họ khi thành lập liên minh nhưng không định kéo nhà họ Trần vào. Chẳng qua bây giờ bọn họ bị Trần Hưng Hải uy hiếp, muốn mượn cớ chạy ra khỏi nhà họ Trần trước. Trần Hưng Hải không ngắt lời. Chờ đối phương nói xong, lão ta liếc nhìn đồng hồ và nói, còn 100 giây cuối cùng. Trần Hưng Hải, ông đừng khinh người quá đáng.
Đừng nói là một nửa sản nghiệp, ông đừng mong cướp được một xu nào từ liên minh năm gia tộc chúng tôi. Lê Chiết cuối cùng nổi giận, hét lên, đừng tưởng chỉ có ông đã chuẩn bị sẵn. Liên minh năm gia tộc chúng ta cũng có sự chuẩn bị. Ông muốn chiến, chúng tôi theo tới cùng. Lê Chiết vừa dứt lời, Trần Hưng Hải cười lạnh, nói vậy, cậu chọn con đường chết. Lúc này, chỉ có một mình Lê Chiết tỏ thái độ, chủ nhà của bốn gia tộc khác đều im lặng như ve sầu mùa đông, thậm chí không dám thở mạnh. Nghe thấy Trần Hưng Hải nói vậy, mí mắt Lê Chiết giật giật. Ông ta nổi giận khi thấy người của liên minh năm gia tộc đều không nói lời nào, các ông đều câm rồi sao? Chẳng lẽ các ông thật sự muốn chờ nhà họ Trần tới tiêu diệt mới hối hận sao? Tôi nói cho các ông biết, nhà họ Trần chỉ đoạt được sản nghiệp của nhà họ Thái, họ hoàn toàn là rác rưởi so với nhà họ Thái trước đây. Bất kỳ gia tộc nào trong chúng ta đều mạnh hơn nhà họ Trần bây giờ. Lê Chiết căm giận nói với người của liên minh năm gia tộc. Trần Hưng Hải để mặc cho Lê Chiết khuyên bảo, chỉ nhìn người của liên minh gia tộc cười chế giễu, không hề sợ hãi. Lão ta càng bình tĩnh, người của liên minh gia tộc càng căng thẳng. Bất kể Lê Chiết khuyên thế nào, người của liên minh gia tộc đều không tỏ thái độ. Lê Chiết giận đến nghiến răng nghiến lợi, Trần Hưng Hải, nếu ông là đàn ông thì thả chúng tôi đi trước, chúng ta chiến đấu công bằng. Ông dùng kế nhốt chúng tôi ở đây lại tính là gì? Trần Hưng Hải mỉm cười, chẳng phải các vị đều chuẩn bị ra tay với nhà họ Trần sao? Đã vậy, tôi không gây khó dễ với các vị nữa. Các vị điện thoại gọi người tới, gọi tất cả thế lực mà các vị có thể dùng được tới nhà họ Trần. Nghe Trần Hưng Hải nói vậy, người của liên minh gia tộc đều giật mình. Lê Chiết kinh ngạc nói, ông nói thật à? Cậu thấy tôi sẽ nói đùa với cậu sao? Trần Hưng Hải mỉm cười hỏi. Lúc này Lê Chiết mới hiểu được, Trần Hưng Hải thật sự cho bọn họ điện thoại gọi người. Nhất thời, ông ta có dự cảm rất tệ. Sự thản nhiên của Trần Hưng Hải làm ông ta không thể bình tĩnh được. Nếu liên minh năm gia tộc gọi hết tất cả cao thủ giỏi trong từng gia tộc tới, cho dù là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không chịu nổi nhỉ. Trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô còn chẳng có một gia tộc nào làm được chuyện này, Trần Hưng Hải chỉ là một gia tộc vừa thay thế nhà họ Thái, sao có thể làm được? Các vị có thể gọi người nhưng phải suy nghĩ kỹ. Nếu bây giờ các vị tỏ thái độ, bằng lòng giao ra nửa sản nghiệp của mỗi gia tộc còn có thể giữ lại được một nửa thực lực. Trần Hưng Hải bỗng nói, nhưng một khi các vị gọi người đến, vậy chúng ta hoàn toàn là kẻ thù không đội trời chung, sống còn với nhau. Một là các vị liên thủ diệt nhà họ Trần, hai là chúng tôi tiêu diệt liên minh của các vị. Bây giờ tôi cho các vị quyền lựa chọn. Các vị nghĩ kỹ rồi quyết định. Tôi cho các vị nửa giờ để gọi người. Trần Hưng Hải dứt lời, đột nhiên đứng lên và dẫn theo đám người quan chính sơn rời đi luôn. Nhưng hơn trăm cao thủ nhà họ Trần đã bao vây sảnh tiệc. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể điện thoại gọi người, không có cách nào rời đi. Đám người Trần Hưng Hải vừa đi, người của liên minh năm gia tộc càng thấy áp lực hơn. Ông chủ Lê, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Sợ là nhà họ Trần thật sự có năng lực đối phó với năm gia tộc chúng ta cùng một lúc. Nếu không, làm sao ông ta có thể để chúng ta gọi người? Tôi cũng nghĩ vậy. Xem ra, chúng ta đều đã đánh giá thấp nhà họ Trần rồi. Đúng vậy, nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế chỉ trong vòng một đêm. Sợ là bất kỳ một gia tộc nào trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không làm được như vậy nhỉ. Nếu nói vậy, rất có thể thực lực của nhà họ Trần còn hơn tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ngoài Lê Chiết, chủ của bốn gia tộc khác đều chấn động. Hay chúng ta đồng ý giao ra nửa sản nghiệp gia tộc? Ít nhất, chúng ta còn có thể bảo vệ được gia tộc của mình. Một chủ gia tộc chợt nói. Ông ta nói ra những lời này, những chủ nhà khác cũng siêu lòng nhưng không ai tỏ thái độ, tất cả đều nhìn Lê Chiết. Lê Chiết đầy tức giận, nghiến răng nói, tôi có thể nói cho các ông biết, hôm nay nhà họ Lê tôi chắc chắn sẽ đấu với nhà họ Trần. Các ông tự quyết định xem có bằng lòng cùng nhà họ Lê đối phó với nhà họ Trần không, tôi cũng không ép buộc hay ngăn cản. Nhưng tốt nhất các ông nên nghĩ kỹ, ai lựa chọn rời khỏi liên minh gia tộc, chờ tới khi liên minh tiêu diệt nhà họ Trần xong, sẽ đến lượt các ông. Lê Chiết nói không ngăn cản năm gia tộc lựa chọn nhưng giọng điệu uy hiếp rất rõ ràng. Bất kể thế nào, nhà họ Lê cũng có thực lực mạnh gần với nhà họ Thái. Sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, rất nhiều người đều cho rằng nhà họ Lê sẽ là gia tộc đứng đầu dưới tám gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Chính bởi vậy, Lê Chiết mới có thể dễ dàng thành lập liên minh năm gia tộc như vậy. Chỉ là liên minh năm gia tộc mới được lập ra không lâu, bây giờ lại phải đối mặt với bờ vực sụp đổ. Ông chủ Lê, ông đã nói vậy, còn nói không miễn chúng tôi làm gì nữa.
chủ gia tộc trước đó muốn quy thuận bất đắc dĩ nói. Liên minh năm gia tộc chúng ta đến nhà họ Trần, mục đích ban đầu là cùng chống kẻ thù chung. Lúc này, bất kỳ một gia tộc nào rời đi đều sẽ khiến thực lực của liên minh chúng ta suy yếu đi. Đổi một góc độ khác, rời khỏi chính là đối đầu với liên minh. Các người đều chuẩn bị cùng nhà họ Trần tiêu diệt liên minh năm gia tộc của tôi rồi, chẳng lẽ còn không cho phép chúng tôi tiêu diệt nhà họ Trần xong, quay lại tiêu diệt gia tộc các ông à? Lê Chiết châm chọc, được rồi, tôi không nói nhiều nữa. Rốt cuộc các ông lựa chọn thế nào thì tự quyết định đi. Tôi phải gọi người đây. Lê Chiết dứt lời, lại bắt đầu điện thoại gọi người. Bốn chủ gia tộc khác vẫn chưa gọi người, có vẻ do dự. Cùng lúc đó, đám người Trần Hưng Hải đã quay về phòng chiêu đãi khách quý của mình. Ông chủ Trần, không ngờ mới mấy tháng không gặp mà ông đã quyết đoán như thế, một lời không hợp là muốn ép lấy nửa sản nghiệp của năm gia tộc. Quan Chính Sơn vừa cười vừa nói. Hàn Khiếu Thiên cũng nói, ông chủ Trần đúng là thay đổi quá lớn, rất có phong độ của người đứng đầu. Trần Hưng Hải bất đắc dĩ cười lắc đầu, các ông đừng chế nhạo tôi. Trước mặt cậu Thanh, tôi đâu dám xưng là người đứng đầu chứ. Nhờ có cậu ấy, nhà họ Trần mới được như bây giờ. Chúng tôi đã thương lượng xong, vẫn quyết định giao ra nửa sản nghiệp. Làm vậy, ít nhất có thể bảo vệ được gia tộc của chúng tôi, người kia nói. Tôi cũng lựa chọn giao ra nửa sản nghiệp. Ngay sau đó, lại có một chủ gia tộc tỏ thái độ. Tôi cũng lựa chọn thỏa hiệp với nhà họ Trần. Tôi cũng lựa chọn quy thuận. Hai chủ nhà còn lại cũng tỏ thái độ. Liên minh năm gia tộc đến đây thì tan rã. Chỉ còn lại một nhà họ Lê định đấu với nhà họ Trần tới cùng. Sắc mặt Lê Chiết trở nên cực kỳ khó coi, trước đó ông ta mới đe dọa bốn chủ gia tộc khác, lòng còn cho rằng bọn họ sẽ đứng về phía mình. Nhưng chẳng thể nào ngờ, bốn chủ gia tộc kia lại đồng loạt chọn thần phục. Như vậy, lời đe dọa của ông ta đã không còn giá trị, trái lại còn khiến ông ta rơi vào tình thế đâm lao phải theo lao. Trong liên minh năm gia tộc, nhà họ Lê có thực lực mạnh nhất, nhưng lúc này, bốn gia tộc khác đều đứng về phía nhà họ Trần, nhà họ Lê hoàn toàn không có một tia hy vọng thắng cuộc nào. Các ông điên cả rồi à? Lê Chiết ra sức khuyên thêm một lần nữa, ngày hôm nay nhà họ Trần đòi lấy một nửa sản nghiệp của các ông, hôm sau, ông ta sẽ dám chiếm toàn bộ sản nghiệp của các ông. Nhà họ Trần chỉ đang phô trương thanh thế mà thôi, bọn họ muốn chơi chiêu tay không bắt sói, đến khi các ông quy thuận rồi, nhà họ Trần sẽ thực sự trở thành gia tộc quyền thế nhất, chỉ thua 8 gia tộc của Yến Đô thôi. Đến khi đó, liệu nhà họ Trần có còn coi trọng mấy gia tộc nhỏ yếu lại còn vừa mất nửa sản nghiệp như nhà các ông không? Nếu các ông đồng ý đứng về phía tôi, lấy thực lực của liên minh năm gia tộc chúng ta, nhà họ Trần tuyệt đối không có đường thắng. Đến khi đó, năm gia tộc chúng ta phân chia sản nghiệp nhà họ Trần, thực lực chúng ta sẽ càng thêm mạnh. Lê Chiết đã thực sự nóng ruột, nhưng ông ta đã ra sức khuyên bảo đến thế mà những vị chủ gia tộc khác vẫn không chịu đổi ý. Ông chủ Lê, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nhà họ Trần chỉ cần một đêm đã có thể thay thế nhà họ Thái, điều này chứng tỏ thực lực nhà họ Trần mạnh đến cỡ nào. Dù đây không phải là thực lực chân thật của họ thì cũng có thể nói rõ, sau lưng họ có một chỗ dựa cực lớn. Một chủ gia tộc lên tiếng, một đối thủ như vậy, dù chúng ta có liên thủ cũng không có khả năng đánh bại được đâu. Đúng thế, ông chủ Trần đột nhiên mời cả năm gia tộc chúng ta tới đây, rõ ràng đã chuẩn bị tốt nhất để chiếm đoạt sản nghiệp của chúng ta. Ông ta không phải kẻ ngu, nếu quả thật ông ta sợ liên minh năm gia tộc thì sao lại mời chúng ta tới? Một người phân tích thêm. Ông chủ Lê, chúng ta thực sự không có khả năng đối kháng với nhà họ Trần đâu, hãy bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc mới mong bảo vệ được gia tộc chúng ta, nếu không, kết cục của nhà họ Thái chính là tương lai của chúng ta đấy. Hai vị chủ gia tộc còn lại cũng lên tiếng khuyên can. Lê Chiết tức giận nghiến răng ken két, lúc trước, khi tôi nói đến việc ra tay đánh nhà họ Trần, các ông đều tỏ vẻ ủng hộ ghê lắm, vậy mà đến thời điểm quyết định lại trở mặt bỏ cuộc nhanh như vậy. Bốn vị chủ gia tộc kia đều xấu hổ ra mặt, nhưng hành vi của Trần Hưng Hải hôm nay khiến cho bọn họ có một áp lực rất lớn. Để bảo vệ gia tộc mình, bọn họ đành lựa chọn con đường thỏa hiệp. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vẳng lại một tràng tiếng vang, ngay sau đó, mấy chục chiếc xe Mercedes màu đen xông thẳng vào trang viên nhà họ Trần, từ trên mỗi xe đều có 4-5 gã đàn ông cao lớn lực lưỡng nhảy xuống. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài khu biệt thự đã bị 200-300 gã đàn ông lực lưỡng bao vây. Các vị chủ gia tộc của liên minh năm gia tộc chứng kiến cảnh tượng này đều sợ ngây cả người. Ông chủ Lê, đây là người do ông gọi tới à? Có ai đó kinh ngạc hỏi. Lê Chiết lắc đầu, giọng trầm xuống, dùng Mercedes-Benz S-Class thuần một màu,
trong tình hình kia phải có chừng 40 chiếc, gia quân hoành tráng như vậy, hẳn chỉ có 8 gia tộc của Yến Đô mà thôi. 8 gia tộc lớn của Yến Đô. Có người sửng sốt kêu lên, chẳng lẽ các gia tộc lớn của Yến Đô tính ra tay với nhà họ Trần sao? Đó là Hồng Hưng. Một chủ gia tộc bỗng thốt lên kinh ngạc. Lúc này mọi người mới phát hiện, Hồng Hưng của nhà họ Hồng cũng vừa bước xuống từ một chiếc xe. Các ông nhìn xem, người bên cạnh Hồng Hưng có phải là Tôn Húc, ông chủ nhà họ Tôn không? Lê Chiết bỗng chỉ vào người đi bên cạnh Hồng Hưng hỏi. Trời đất, đúng thật là Tôn Húc rồi. Người nhà họ Tôn cũng tới, vậy là tính ra tay với nhà họ Trần sao? Mọi người đều kinh ngạc kêu. Lê Chiết hơi nhếch miệng cười giễu cợt, xem ra chúng ta sắp được xem một vở kịch hay rồi đây. Có thể khẳng định, lúc này người vui vẻ nhất chính là ông ta. Nếu không có đám người nhà họ Tôn tới, bốn gia tộc kia đều đã quy thuận nhà họ Trần, một mình nhà họ Lê không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng giờ đây, nhà họ Tôn một trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô đã tới, nhà họ Trần có thể tồn tại hay không đã là vấn đề. Ông chủ Lê, đúng là trời cũng giúp chúng ta rồi. Ông chủ Lê vẫn là người sáng suốt nhất, chúng ta nên liên thủ đối phó với nhà họ Trần mới có cơ hội lớn mạnh. Hôm nay chúng ta làm khán giả ngồi xem hai hổ đánh nhau thôi. Liên minh 5 gia tộc muôn năm, nhà họ Trần là thứ gì? Xứng được đối đầu với liên minh của chúng ta sao? Mấy chủ gia tộc vừa rồi còn tỏ thái độ muốn quy thuận nhà họ Trần nay đều đã nhanh chóng đổi giọng. Lê Chiết vô cùng khinh bỉ đám người gió chiều nào xoay chiều đó, nhưng ông ta cũng không châm chọc bọn họ làm gì, dẫu sao, liên minh 5 gia tộc này vẫn còn cần bọn họ góp sức để lớn mạnh hơn. Ông chủ Tôn, sao ông lại tới đây? Lê Chiết dẫn đoàn người đi ra, nhanh chóng bước tới, nịnh nọt hỏi thăm. Tôn Húc thờ ơ liếc nhìn Lê Chiết một cái, cười lạnh, Lê Chiết, các ông đã quy thuận nhà họ Trần rồi à? Lê Chiết vội lắc đầu, ông chủ Tôn, sao có thể như thế được ạ? Bọn tôi bị nhà họ Trần gài bẫy, nhốt ở trong này thôi. Giờ tôi cho các ông một cơ hội lựa chọn, hoặc là quy thuận nhà họ Tôn, từ nay về sau, mỗi năm nộp cho nhà họ Tôn 50% lợi nhuận của gia tộc, hoặc là tôi sẽ coi các ông cùng nhà họ Trần là một phe, cùng diệt luôn cho gọn. Tôn Húc bỗng lên tiếng. Nghe vậy, liên minh 5 gia tộc đều ngây người ra, mẹ kiếp, hôm nay là ngày đen đủi của liên minh bọn họ sao? Trước đó vừa bị nhà họ Trần đe dọa đòi bọn họ giao ra một nửa sản nghiệp, giờ lại đến lượt nhà họ Tôn dọa dẫm bắt bọn họ cống nạp 50% lợi nhuận hàng năm. Bất luận là nhà họ Tôn hay nhà họ Trần thì dường như đều muốn dồn liên minh 5 gia tộc đến đường cùng. Hồng Hưng nheo mắt cười nói, tốt nhất là các ông nên ra quyết định nhanh chút đi, nếu không, chờ đến lúc nhà họ Tôn tiêu diệt nhà họ Trần rồi, các ông sẽ không còn cơ hội lựa chọn nữa đâu. À đúng rồi, tiện thể nói cho các ông hay. Nhà họ Hồng tôi đã quy thuận nhà họ Tôn, đợi khi các ông cũng về dưới trướng nhà họ Tôn, chúng ta sẽ thành gia tộc anh em rồi. Nghe Hồng Hưng nói vậy, năm ông chủ gia tộc kia đều kinh ngạc ra mặt. Nhà họ Hồng ở Yến Đô có địa vị tương đương với nhà họ Lê, chỉ có điều, xưa nay hai gia tộc này vốn không hợp nhau. Thời khắc này, các thành viên của liên minh 5 gia tộc đều trầm mặc. Một bên là nhà họ Tôn trong 8 gia tộc lớn của Yến Đô, một bên là nhà họ Trần được một vị quyền cao chức trọng nào đó đứng sau hỗ trợ. Lựa chọn đứng về phía nào cũng sẽ khiến lợi nhuận của gia tộc giảm đi một nửa. Điểm quan trọng nhất là, bất kể lựa chọn bên nào cũng không thể nắm chắc thắng lợi 100%. Hai bên đều buộc bọn họ lựa chọn, nhưng một khi chọn sai thì không còn tương lai. Bốp! Nào ngờ, Hồng Hưng vừa dứt lời đã bị Tôn Húc tát cho một cái thật mạnh. Khốn kiếp, ông muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo, cậu Thanh là người mà loại rác rưởi như ông có thể xúc phạm sao? Tôn Húc cực kỳ sợ hãi. Tát cho Hồng Hưng một cái, lại bồi thêm một cước, đá ông ta ngã lăn. Lúc này, bầu không khí bất chợt lắng ngắt không một tiếng động, lời của Tôn Húc vừa nói cứ vần quanh bên tai mỗi người như thứ âm thanh của ma quỷ. Tôn Húc tát Hồng Hưng một cái rồi vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh. Sao cậu Thanh lại ở đây? Tôn Húc cúi đầu khom lưng dò hỏi, thái độ cực kỳ cung kính. Sắc mặt của Hồng Hưng đã quy thuận nhà họ Tôn rất khó coi, đồng thời trong lòng dấy lên nỗi khiếp sợ. Sau khi nhà họ Thái bị diệt đã có tin đồn một gia tộc tỉnh lẻ như nhà họ Trần có thể thay thế nhà họ Thái vì có ông lớn chống lưng. Bây giờ đến cả chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải cung kính với Dương Thanh. Trước đó ông ta tới nhà họ Trần khuyên hàng đã thấy Dương Thanh ở đó, còn ngồi cao hơn Trần Hưng Hải. Tất cả đều chứng minh, Dương Thanh chính là ông lớn thần bí sau lưng nhà họ Trần. Nghĩ vậy, Hồng Hưng chỉ thấy toàn thân sụi lơ, sợ chết khiếp. Không chỉ mình ông ta. Liên minh 5 gia tộc do Lê Chiết cầm đầu cũng sợ ngây người.
Trong mắt bọn họ, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô là mạnh nhất, vậy mà giờ đây chủ của một nhà trong số đó lại cúi đầu trước Dương Thanh, có vẻ rất e sợ. Dương Thanh nhìn Tôn Húc, cười lạnh nói, khí thế của ông chủ Tôn lớn thật đấy, dẫn nhiều người tới để tiêu diệt nhà họ Trần à. Tôn Húc bị dọa run bần bật, cuống quýt lắc đầu, nếu tôi biết nhà họ Trần quen biết cậu Thanh từ trước, cho tôi trăm lá gan cũng không dám dẫn người tới đây. Dứt lời, ông ta quay lại quát tháo đám cao thủ mình dẫn tới, còn ngây ra đấy làm gì? Mau cút đi. Lần trước ông ta dẫn người tới nhà họ Diệp đã bị Dương Thanh chiêu mộ một nhóm cao thủ hàng đầu. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng được những người này, ông ta sợ lại bị Dương Thanh đoạt mất. Nhưng khi đám người định rời đi, Dương Thanh bỗng lên tiếng, đợi đã. Tôn Húc thấp thỏm hỏi, cậu Thanh muốn giữ bọn họ lại giải quyết phiền phức cho cậu sao? Dương Thanh cười híp mắt nói, ông đoán đúng rồi. Tôi muốn mượn dùng bọn họ một khoảng thời gian. Tôn Húc sắp khóc đến nơi, cậu Thanh, tôi thực sự biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi đi. Dương Thanh cau mày hỏi, tôi chỉ muốn mượn vài người của ông cũng không được à? Mọi người thấy Tôn Húc ăn nói khép nép đều trố mắt nhìn. Từ bao giờ chủ của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô dễ bị bắt nạt như vậy? Cậu Thanh cần mượn bao nhiêu người? Tôn Húc biết muốn toàn vẹn rời đi là điều không thể. Dương Thanh liếc nhìn một cái, ước lượng Tôn Húc dẫn theo khoảng 300 người. Tôi cũng không làm khó ông, cho tôi mượn 200 người, dùng xong sẽ trả về cho ông, Dương Thanh nói. Tôn Húc cứ tưởng Dương Thanh sẽ cướp hết 300 người, nghe anh đòi 200 người mới thở phào một hơi. Được, cậu Thanh đã mở lời, tôi sẽ cho cậu mượn 200 người. Nhưng tôi muốn biết đến khoảng lúc nào cậu mới dùng hết số người này. Tôn Húc cắn răng đồng ý, không yên lòng lại dè dặt hỏi. Ông là chủ nhà họ Tôn trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cơ mà, sao lại lằng nhằng thế? Mượn ông có 200 người thôi, không muốn thì từ chối, tôi cũng đâu làm khó ông. Dương Thanh bực bội nói. Tôn lúc vội vàng lắc đầu, cậu Thanh bất giận. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn xem thử số người này đã đủ dùng chưa thôi. Sao hả? Không đủ thì ông cho tôi mượn tiếp à? Dương Thanh châm chọc hỏi. Tôn Húc rất muốn tự vào một phát, nói vớ vẩn gì không biết. Không dám giấu giếm cậu, 300 người này là toàn bộ cao thủ nhà họ Tôn nắm giữ. Nếu còn cho cậu mượn tiếp, nhà họ Tôn sẽ sụp đổ, Tôn Húc đau khổ nói. Được rồi, trông ông keo kiệt chưa kia? Chỉ mượn 200 người của ông chứ bao nhiêu, mau dẫn đám còn lại xéo đi. Dương Thanh phất tay nói. Tôn Húc nào dám ở lại, cuống cuồng dẫn theo 100 người rời khỏi, để lại 200 người. Ông chủ Tôn, đợi tôi với. Hồng Hưng thấy Tôn Húc đi xa mới giật nảy mình vội vàng đuổi theo. Tôi cho phép ông đi chưa? Dương Thanh bỗng lên tiếng. Chân Hồng Hưng mềm nhũn, suýt ngã nhào. Cậu Thanh, tôi chỉ là kẻ truyền lời, xin cậu đừng làm khó tôi, Hồng Hưng nơm nớp lo sợ nói. Dương Thanh ngó lơ ông ta. Hồng Hưng đi không được, ở lại cũng không xong. Hiện giờ ở đây chỉ còn 6 gia tộc, liên minh 5 nhà và nhà họ Hồng. Tôi cho các người nửa tiếng đã suy nghĩ kỹ chưa? Các người định giao ra một nửa sản nghiệp hay là muốn bị xóa sổ? Dương Thanh quét mắt về phía liên minh 5 gia tộc. Bọn họ vốn còn ôm một tia hy vọng, sau khi thấy Tôn Húc cung kính với Dương Thanh nào còn ai dám chọn bị diệt. Cậu Thanh, nhà họ Phùng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp, từ nay quy phục cậu. Nhà họ Viên cũng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp, từ nay quy phục cậu. Nhà họ Tăng đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp, từ nay quy phục cậu. Nhà họ Trương đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp, từ nay quy phục cậu. Ngoại trừ Lê Chiết, chủ của 4 gia tộc còn lại đều lần lượt đồng ý. Trước đó bọn họ đã định giao sản nghiệp ra, chỉ là Tôn Húc dẫn người tới nên mới giao động. Hiện giờ đến cả một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám đắc tội Dương Thanh. Bọn họ đều không bằng nhà họ Tôn, liên thủ lại cũng chẳng được trò chống gì. Hồng Hưng thấy vậy vô cùng khiếp sợ. 4 gia tộc không hề thua kém nhà họ Hồng đều đồng ý giao ra một nửa sản nghiệp và đi theo Dương Thanh. Ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không làm nổi chuyện này, vậy mà Dương Thanh làm được. Dương Thanh nói. Lê Chiết chỉ cảm thấy bắp chân cũng đang run rẩy. Ông chủ Lê đã gọi tới toàn cao thủ hàng đầu, sao có thể rời đi như vậy? Dương Thanh bớn cợt nói. Sắc mặt Lê Chiết lập tức tái mét. Chẳng lẽ ông ta cũng phải để 50 cao thủ mạnh nhất gia tộc được bồi dưỡng tỉ mỉ lại đây sao? Lê Chiết rất bối rối. Nhà họ Lê phải mất rất nhiều tiền của mới bồi dưỡng được 50 cao thủ này. Nếu bị Dương Thanh giữ lại sẽ là tổn thất khổng lồ. Có thể nói không có 50 cao thủ này sẽ không có nhà họ Lê ngày hôm nay.
Tôi đã đồng ý giao một nửa sản nghiệp, cũng đồng ý quy thuận cậu rồi. Cậu có thể cho tôi dẫn họ về được không? Lúc trước Lê Chiết phách lối bao nhiêu, bây giờ lại khúm núm bấy nhiêu, cay đắng nói, tôi sẽ tới tập đoàn Nhạn Thanh giao một nửa sản nghiệp ra ngay bây giờ. Dương Thanh mỉa mai hỏi, thì ra ông dẫn 50 cao thủ này tới không phải để tặng tôi à? Lê Chiết vội vàng lắc đầu, không phải. Nếu không tặng tôi, không lẽ ông định dùng họ đối phó tôi sao? Dương Thanh lại hỏi. Lê Chiết trợn tròn mắt, không biết nên trả lời thế nào. Dù nói phải hay không phải, ông ta đều sai. Cậu Thanh, tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho tôi một mạng. Sau này tôi không dám nữa, Lê Chiết khẩn khoản cầu xin. Lúc này Trần Hưng Hải cười lạnh một tiếng, nếu không nhờ cậu Thanh, người phải cầu xin sẽ là tôi. Nếu vậy cậu có tha cho tôi không? Vẻ mặt Lê Chiết cứng ngắc. Chắc chắn ông ta sẽ không tha cho Trần Hưng Hải, nhưng lại không dám nói ra. Đương nhiên tôi sẽ tha cho ông, Lê Chiết rối lòng nói. Trần Hưng Hải cười nhạo, chỉ e đến cả cậu cũng không tin câu nói này đâu nhỉ. Dương Thanh lạnh nhạt nói, 50 người này coi như cái giá ông phải trả. Giờ ông cút được rồi. Mặc dù Lê Chiết rất muốn dẫn người đi nhưng thái độ của Dương Thanh quá cứng rắn, sao ông ta có thể dẫn người về được chứ? Chỉ đành hốt hoảng chạy bán mạng. Cuối cùng chỉ còn lại Hồng Hưng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta. Hồng Hưng chứng kiến bao nhiêu chuyện đáng sợ như vậy, đã sợ choáng váng từ lâu. Thấy Dương Thanh nhìn mình, chân ông ta mềm nhũn quỳ rạp xuống. Cậu Thanh, tôi sai rồi, xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Tôi cũng sẽ giao ra một nửa sản nghiệp của gia tộc, từ nay quy thuận cậu. Xin cậu tha cho tôi. Hồng Hưng đau khổ cầu xin. Dương Thanh lạnh lùng nhìn ông ta, đột nhiên hỏi, nhà họ Hồng có bao nhiêu tài sản? Hồng Hưng sững sờ một lúc mới đáp, 50 tỷ. Dương Thanh lại nhìn sang Trần Hưng Hải. Lão ta nói, 50 tỷ là thấp nhất, nếu nhờ chuyên gia giám định ít nhất phải được 60 tỷ. Dương Thanh gật đầu lên tiếng, nhà họ Thái trị giá 100 tỷ, tôi cho họ 10 tỷ để họ rời khỏi Yến Đô mãi mãi. Ông thấy tôi nên cho ông bao nhiêu tiền, để đuổi nhà họ Hồng ra khỏi Yến Đô. Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh dán lên người Hồng Hưng. Ông ta trợn trừng mắt, vẻ mặt khó tin. Dương Thanh đang muốn mua lại nhà họ Hồng sao? Nhà họ Thái trị giá 100 tỷ, Dương Thanh chỉ dùng 1/10 chỗ đó để mua lại. Chẳng lẽ nhà họ Hồng trị giá 60 tỷ sẽ bị Dương Thanh mua về với giá 6 tỷ? Cậu Thanh muốn mua lại nhà họ Hồng sao? Hồng Hưng ngơ ngác một lúc, đột nhiên hỏi. Không lẽ ông muốn tặng tôi miễn phí? Dương Thanh nghi hoặc hỏi. Hồng Hưng lập tức hốt hoảng, đừng nói là 6 tỷ, trả 60 tỷ tôi cũng không thể bán nhà họ Hồng. Thái độ của ông ta cực kỳ kiên định, hai mắt đỏ ngầu, bộ dạng chó cùng rứt dậu. Ai bảo tôi muốn dùng 6 tỷ mua lại nhà họ Hồng? Dương Thanh nhíu mày. Hồng Hưng giật mình dò hỏi, cậu định dùng 60 tỷ mua nhà họ Hồng sao? Dương Thanh nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, bỗng nhiên giơ 5 ngón tay, tôi cho ông 500 triệu để cút khỏi Yến Đô. Hồng Hưng cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Tài sản 60 tỷ mà Dương Thanh chỉ bỏ ra 500 triệu. Đây chính là cướp đoạt trắng trợn. Chết tiệt, tôi liều mạng với cậu. Hồng Hưng thẹn quá hóa giận lao về phía Dương Thanh. Cậu chán sống rồi. Trần Hưng Hải nổi giận. Hai gã cao thủ nhà họ Trần tự giác xông lên ấn Hồng Hưng xuống mặt đất. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Muốn cướp nhà họ Hồng của tôi hả? Tôi phải liều mạng với các người. Hồng Hưng đỏ mắt gào thét. Nếu Hồng Hưng không dẫn người tới nhà họ Trần, có lẽ Dương Thanh sẽ tha cho nhà họ Hồng. Anh đã cho ông ta cơ hội, ông ta không thèm quý trọng, còn dẫn người tới. Từ lúc Hồng Hưng dẫn người nhà họ Tôn tới, kết cục của ông ta đã được định sẵn. Ông không đồng ý cũng không sao. Chỉ cần giết ông, tôi không cần tốn một đồng nào vẫn có thể chiếm được nhà họ Hồng. Sao tôi lại không làm? Dương Thanh cười híp mắt nói. Vừa rồi Hồng Hưng bị kích động mới muốn ra tay với Dương Thanh. Khi bị hai gã cao thủ nhà họ Trần đè xuống, ông ta đã tỉnh táo lại. Đến cả Tôn Húc cũng phải khúm núm trước mặt Dương Thanh, ông ta có tư cách gì bàn điều kiện với anh? Nếu cậu Thanh chịu thu nhận tôi, nhất định nhà họ Trần sẽ phát triển nhanh hơn. Ông ta đã đoán đúng được một nửa. Dương Thanh không chỉ muốn dồn toàn bộ tài sản nhà họ Hồng cho nhà họ Trần mà còn muốn bồi dưỡng cả nhà họ Hàn và nhà họ Quan. Cậu Thanh, tuy Hồng Hưng ngang ngược nhưng cũng có năng lực, năm xưa đấu với nhà họ Lê cũng ngang tài. Cậu ta sẽ giúp được cậu rất nhiều. Trần Hưng Hải nhỏ giọng khuyên nhủ. Dương Thanh khá bất ngờ vì Trần Hưng Hải nói vậy.
Điều này cho thấy Hồng Hưng thực sự có tài, nếu không sao Trần Hưng Hải không bảo anh giữ lại các chủ gia tộc trong liên minh năm gia tộc. Nhưng giữ lại Hồng Hưng liệu có thể trở thành tai họa ngầm hay không? Đương nhiên, cuối cùng có thu nhận cậu ta không thì vẫn phải do cậu Thanh quyết định. Trần Hưng Hải lại nói khẽ. Chỉ có Dương Thanh mới nghe được lão ta nói gì, còn những người khác thì không. Hồng Hưng cũng chờ mong nhìn Dương Thanh, lần nữa tỏ thái độ nói, chỉ cần cậu Thanh đồng ý thu nhận tôi, chắc chắn tôi sẽ không khiến cậu thất vọng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn không hiểu rõ tình hình của Hồng Hưng, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, mọi người đều đang chờ quyết định của Dương Thanh. Dương Thanh im lặng hồi lâu, bỗng hỏi, làm sao để bảo đảm ông sẽ không phản bội tôi? Đây là điều Dương Thanh lo lắng nhất. Nếu chỉ một mình anh, thì đừng nói là Hồng Hưng phản bội, cho dù cả thế giới phản bội, anh cũng không sợ. Nhưng anh không phải một mình, sở dĩ anh muốn nâng đỡ những gia tộc này là vì muốn mở rộng thế lực của mình, có như vậy anh mới bảo vệ được người thân của mình. Dương Thanh thừa nhận Hồng Hưng rất thông minh, lại có tầm nhìn xa. Dương Thanh muốn mua rẻ lại sản nghiệp của nhà họ Hồng, vậy mà Hồng Hưng còn muốn làm việc cho anh. Điều này nói rõ, tầm nhìn của Hồng Hưng rất rộng. Hồng Hưng cũng không ngờ Dương Thanh sẽ lo lắng việc ông ta phản bội, ông ta không suy nghĩ quá lâu đã nói, cho dù sau này tôi thật sự phản bội, lẽ nào cậu Thanh không có bất cứ kế hoạch ứng phó gì sao? Câu trả lời của ông ta khiến tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Nhưng nó lại khiến Dương Thanh cực kỳ hài lòng. Điều quan trọng nhất là hễ người nào đi theo Dương Thanh, anh đều sẽ không khiến họ thất vọng. Cho dù bây giờ Hồng Hưng có ý nghĩ muốn phản bội, nhưng Dương Thanh tin không lâu nữa Hồng Hưng sẽ một lòng một dạ với anh. Được, vậy hôm nay tôi sẽ cho ông cơ hội đi theo tôi. Dương Thanh không do dự nữa, quyết định ngay lập tức. Nghe được Dương Thanh đồng ý, Hồng Hưng cảm thấy như đang nằm mơ. Ông ta vốn chỉ muốn giãy giụa lần cuối trước khi chết, nào ngờ Dương Thanh lại thật sự đồng ý. Cảm ơn cậu Thanh, cảm ơn cậu Thanh. Hồng Hưng kích động nói. Còn về sản nghiệp của nhà họ Hồng thì vẫn cứ thuộc về nhà họ Hồng, tôi chỉ có một yêu cầu đó là nếu đã đồng ý đi theo tôi thì phải tuyệt đối trung thành. Dương Thanh dõng dạc nói, nếu ngày nào đó tôi phát hiện ông dám phản bội, giết chết không tha. Hồng Hưng cũng sững sờ, vốn ông ta tưởng Dương Thanh bằng lòng để mình đi theo đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, nào ngờ ngay cả sản nghiệp của nhà họ Hồng anh cũng không cần. Cậu Thanh, cậu cứ yên tâm, nếu tôi đã lựa chọn quy thuận cậu, thì cho đến chết cái mạng này cũng thuộc về cậu, tuyệt đối không phản bội. Hồng Hưng thề thốt, ông chủ Hồng xin chúc mừng. Lúc này Trần Hưng Hải tươi cười bước lên, chủ động đưa tay ra. Hồng Hưng nhanh chóng bắt tay Trần Hưng Hải, vui mừng nói, ông chủ Trần, tôi xin lỗi ông về những chuyện vô lễ đã xảy ra trước đó, mong ông rộng lượng bỏ qua. Ha ha, nếu cậu đã lựa chọn cậu Thanh thì sau này chúng ta là người một nhà rồi, mà đã là người một nhà thì không cần khách sáo như vậy. Trần Hưng Hải cười sang sảng nói. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cũng đi lên trước cười nói, ông chủ Hồng chúc mừng. Hồng Hưng cũng không quen biết Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn nhưng dựa vào việc hai người họ và Trần Hưng Hải đều đi theo Dương Thanh, ông ta cũng có thể đoán ra được mối quan hệ không tầm thường của hai người này với Dương Thanh. Cảm ơn hai vị tiền bối, Hồng Hưng cười nói. Đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Hàn Khiếu Thiên ông chủ nhà họ Hàn ở Yến Đô trong tương lai. Trần Hưng Hải cũng vội vàng giới thiệu, vị này là Quan Chính Sơn ông chủ nhà họ Quan ở Yến Đô trong tương lai. Hồng Hưng âm thầm cả kinh. Yến Đô không hề có nhà họ Hàn và nhà họ Quan, hơn nữa Trần Hưng Hải cũng đã nói, bọn họ là nhà họ Hàn và nhà họ Quan ở Yến Đô trong tương lai. Ông ta biết, nhà họ Trần là gia tộc ở tỉnh khác đến, sau lưng bọn họ có một chỗ dựa rất lớn, bây giờ thì ông ta cũng biết chỗ dựa đó chính là Dương Thanh. Mà Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn lại cùng chung một phe với Dương Thanh, như vậy chẳng phải nói hai nhà này cũng là gia tộc từ tỉnh khác đến. Sau đó ông ta lại nhớ tới hôm nay nhà họ Trần bỗng tổ chức tiệc mời liên minh năm gia tộc tới, trong lòng ông ta đột nhiên xuất hiện một suy đoán rất táo bạo. Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều là kế hoạch của Dương Thanh, cậu ấy đoạt lấy một nửa sản nghiệp của năm gia tộc, thật ra chỉ vì muốn nâng đỡ nhà họ Hàn và nhà Quan lên ngôi. Đối với Dương Thanh, nhà họ Hồng chỉ là việc ngoài ý muốn. Nhớ tới nhà họ Thái bị diệt trước kia, sau đó nhà họ Trần phất lên, suy nghĩ của ông ta càng lúc càng rõ ràng. Ông ta biết không bao lâu nữa, dưới 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ có thêm 2 gia tộc đỉnh cao có thể sánh ngang với nhà họ Trần. Ông chủ Hàn, ông chủ Quan, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn. Hồng Hưng chỉ sững sờ trong chốc lát sau đó tỉnh táo lại vội chắp tay nói. Tiếp theo, Trần Hưng Hải dẫn mấy người đến phòng họp nhỏ của nhà họ Trần. Ngoài Dương Thanh và Hồng Hưng ra,
Trần Hưng Hải dẫn theo Trần Hạo và Trần Anh Hào, Hàn Khiếu Thiên dẫn theo Hàn Diệp, Quan Chính Sơn dẫn theo Quan Tuyết Tùng. Trần Anh Hào vẫn đảm nhiệm công việc bưng trà rót nước. Dương Thanh ngồi ở vị chủ tọa, những ông chủ cũ mới của các gia tộc khác thì chia nhau ngồi hai bên. Hôm nay mượn đỡ phòng họp của nhà Trần để mở một cuộc họp nhỏ với mọi người. Dương Thanh bỗng nói, mọi người cùng chăm chú lắng nghe. Nhất là người nhà họ Hàn và họ Quan, ai cũng vô cùng chờ mong, dường như bọn họ đã biết Dương Thanh muốn nói gì. Trước hết, liên minh năm gia tộc đã giao ra một nửa sản nghiệp, tôi sẽ chia những sản nghiệp này ra hai phần, do nhà họ Hàn và nhà họ Quan giúp tôi quản lý. Nhà họ Trần đã quản lý sản nghiệp của nhà họ Thái thay tôi rồi nên lần này tôi sẽ không chia sản nghiệp của liên minh năm gia tộc nữa. Còn về nhà họ Hồng, vốn đã là một nhà giàu có ở Yến Đô nên không cần phải thay đổi hệ thống phát triển vốn có của mình. Các vị có ý kiến gì với cách chia của tôi không? Dương Thanh nhìn mọi người hỏi. Còn về người của nhà họ Trần và nhà họ Hồng, có thể không đụng đến thì cố gắng giữ nguyên. Dương Thanh nói xong thì nhìn mọi người hỏi, các ông có ý kiến gì không? Cậu Thanh, tôi có một ý tưởng. Đúng lúc này Hồng Hưng bỗng nói. Lập tức ánh mắt của mọi người đều nhìn sang ông ta. Ông nói đi. Dương Thanh cũng nói. Hồng Hưng nhìn mọi người rồi mới chậm rãi nói. Bây giờ ở Yến Đô, kẻ mạnh làm vua, các gia tộc quyền thế có thực lực tổng hợp mạnh mẽ thì thực lực của cao thủ hàng đầu càng mạnh, số lượng cao thủ càng nhiều. Sở dĩ 8 nhà quyền thế ở Yến Đô giữ được vị trí đó cũng vì họ đã truyền thừa mấy đời, có nền tảng vững chắc, cao thủ như mây. Nếu chúng ta đều đã đi theo cậu Thanh thì có thể nói, 4 gia tộc chúng ta vốn là một khối. Không gia tộc nào trong số chúng ta có thể sánh bằng 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, nhưng nếu chúng ta thành lập liên minh 4 gia tộc, số cao thủ mà chúng ta có sẽ không thua kém bất cứ gia tộc nào trong 8 nhà này. Nghe Hồng Hưng nói thế, mọi người đều mỉm cười chứ không hề có vẻ bất ngờ. Nhà họ Trần, nhà họ Hàn và nhà họ Quan đã làm việc cho Dương Thanh từ trước, nhân tiện đưa gia tộc mình đến Yến Đô. Do đó có thể nói, 3 gia tộc họ vốn là một khối, chỉ có Hồng Hưng tới sau mà thôi. Thấy mọi người không có vẻ bất ngờ, tuy Hồng Hưng hơi khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn nói, chúng ta có thể chọn các cao thủ tinh nhuệ nhất từ 4 gia tộc để thành lập một đội ngũ rồi cử ra một thủ lĩnh. Hơn nữa theo ý kiến của tôi, đội ngũ này không cần quá nhiều người, coi trọng chất lượng là chính, cao thủ dẫn đầu phải vừa mạnh vừa trung thành. Người này có cấp bậc ngang với chúng ta, đều nghe lệnh cậu Thanh hết. Không những thế, cậu Thanh còn có thể cử đội ngũ này giám sát 4 gia tộc chúng ta, để xem có ai dám làm trái với hiệp ước. Nghe Hồng Hưng nói thế, những người vốn đang xem thường đều sáng mắt lên. Dù sao Hồng Hưng cũng gia nhập sau, đám người Hàn Khiếu Thiên vẫn chưa tin tưởng ông ta hẳn, chỉ lo sau này Hồng Hưng sẽ phản bội. Nhưng sau khi nghe Hồng Hưng nói thế, họ thấy đây đúng là cách hay để giám sát 4 gia tộc, có thể hạn chế chuyện phản bội Dương Thanh tới mức tối đa. Tôi nói xong rồi, có thành lập đội ngũ hay không phụ thuộc vào ý cậu Thanh, Hồng Hưng nói. Dương Thanh nhìn Hồng Hưng với vẻ nghiền ngẫm, bỗng hiểu tại sao Trần Hưng Hải lại thuyết phục anh giữ lại Hồng Hưng. Vì ông ta đúng là nhân tài, rất thông minh. Ông ta cũng hiểu rõ, nếu muốn hoàn toàn nhập bọn với đám Dương Thanh chỉ trong thời gian ngắn thì không thể nào. Nhưng nếu Dương Thanh đồng ý với đề nghị thành lập đội ngũ vừa rồi của ông ta, Dương Thanh sẽ bớt nghi ngờ ông ta rất nhiều, đồng thời ông ta còn giành được thiện cảm từ 3 gia tộc kia nữa. Mọi người thấy đề nghị của ông chủ Hồng thế nào? Dương Thanh nhìn về phía những người khác. Cậu Thanh, đề nghị của ông chủ Hồng rất hay, có thể liên kết 4 gia tộc thật chặt chẽ, đồng thời tránh được chuyện phản bội. Hàn Khiếu Thiên lập tức tỏ thái độ. Trần Hưng Hải nói, tôi cũng đồng ý thành lập một đội ngũ như thế. Quan Chính Sơn cũng nói, tôi không ý kiến gì. Dương Thanh gật nhẹ đầu, nếu mọi người đã không ý kiến gì thì quyết định thế đi, tiếp theo tôi sẽ cử người tới từng gia tộc để chọn ra các cao thủ tinh nhuệ nhất rồi lập thành một đội. Nghe thấy anh nói thế, rốt cuộc Hồng Hưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta vừa đi theo Dương Thanh, đang cần giành lấy sự tin tưởng từ anh. Dương Thanh đồng ý với lời đề nghị của ông ta, tức là anh đã tin ông ta rồi. Cậu Thanh, đội ngũ này tên gì? Sẽ do ai phụ trách ạ? Hồng Hưng bỗng hỏi. Dương Thanh trầm ngâm một lát rồi nói, đội ngũ này tên Ảnh Vệ, về phần thủ lĩnh của Ảnh Vệ, tôi sẽ sắp xếp sau. Được rồi, hôm nay họp đến đây thôi, tôi sẽ giao sản nghiệp của 5 gia tộc cho nhà họ Hàn và nhà họ Quan, còn 250 cao thủ tinh nhuệ đang ở nhà họ Trần thì tùy các ông phân phối. Dương Thanh đứng dậy. Vâng, thưa cậu Thanh. Đám người thi nhau đứng dậy, đáp. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, Dương Thanh về tập đoàn Nhãn Thanh.
năm nhà do Lê Chiết dẫn đầu đã giao một nửa sản nghiệp của gia tộc cho tập đoàn Nhạn Thanh. Chủ tịch, sau khi có được một nửa sản nghiệp từ các gia tộc kia, giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh trên thị trường đã tăng gấp đôi rồi. Khi thấy Dương Thanh, Lạc Bân kích động nói. Dương Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ nói, ông tổng hợp số liệu về sản nghiệp của năm gia tộc kia rồi chia thành hai phần, tôi sẽ cử chuyên gia quản lý. Lạc Bân vội gật đầu, vâng, thưa cậu Thanh. Nửa tiếng sau, Mã Siêu tới tập đoàn Nhạn Thanh. Anh Thanh, anh tìm em à? Mã Siêu bước vào văn phòng Dương Thanh rồi ngồi xuống sofa. Dương Thanh nói chuyện thành lập ảnh vệ cho Mã Siêu biết. Anh Thanh, anh định để em làm thủ lĩnh của ảnh vệ đấy à? Sau khi nghe xong, Mã Siêu kinh ngạc hỏi. Dương Thanh nhíu mày, sao thế? Cậu không muốn hả? Mã Siêu nói với vẻ đau khổ, toàn một đám gà mờ, anh bảo em làm thủ lĩnh của một đám gà mờ thì có khác gì đang làm khó em đâu. Nếu cậu không đồng ý thì quên đi, để tôi cử người khác, Dương Thanh nói. Anh Thanh, em đùa tí thôi, sao em lại từ chối mệnh lệnh của anh được? Thấy Dương Thanh hơi bất mãn, Mã Siêu vội mỉm cười, anh cứ yên tâm, cho dù đó chỉ là gà mờ, em cũng sẽ biến họ thành Phượng Hoàng. Mã Siêu đã từ bỏ tiền đồ của mình để đi theo anh, tuy cuối năm nay anh ta sẽ kết hôn với Ngải Lâm, nhưng người nhà họ Ngải vẫn hơi xem thường anh ta. Mã Siêu khoát tay rồi quay người rời đi. Không hiểu sao Dương Thanh cứ cảm thấy bất an. Nhưng nghĩ đến thực lực của Mã Siêu, trừ mấy cao thủ mạnh nhất nhà họ Tiết ra, không ai có khả năng giữ anh ta lại, Dương Thanh cũng yên tâm hơn đôi chút. Chưa đến 5 giờ chiều, Tần Đại Dũng đã tới nhà trẻ anh Tài. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiêu Tiêu đi học ở nhà trẻ mới, cũng là ngày Tần Đại Dũng chính thức bắt đầu cuộc sống chăm cháu sau khi về hưu. Ông ngoại, Tiêu Tiêu chưa ra khỏi nhà trẻ thì đã trông thấy Tần Đại Dũng từ xa, bèn vui vẻ hô tay chào. Tần Đại Dũng cũng vội giơ tay chào lại với vẻ trìu mến. Tiêu Tiêu, hôm nay đi học có ai bắt nạt cháu không thế? Trên đường về, Tần Đại Dũng dắt tay Tiêu Tiêu, cười hỏi. Tiêu Tiêu lắc đầu, Tiêu Tiêu siêu 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 đáng yêu thế này, sao lại bị ai bắt nạt được? Lời Tiêu Tiêu nói khiến Tần Đại Dũng bật cười, cũng đúng nhỉ, Tiêu Tiêu rất đáng yêu. Ông ngoại nói nhầm rồi, phải là siêu 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 đáng yêu mới đúng. Được rồi, siêu đáng yêu. Ông ngoại, ông ngốc thật đấy, Tiêu Tiêu đã dạy ông hai lần rồi mà ông vẫn nói sai, phải là siêu 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 đáng yêu cơ mà. Tiêu Tiêu siêu siêu đáng yêu. Lại sai rồi à? Hai ông cháu vừa đi vừa cười nói. Dinh thự Vân Phong ở Giang Hải nằm trên đỉnh núi, còn dinh thự Vân Phong ở Yến Đô thì không. Trừ việc có sân riêng ra, nó cũng khá gần các biệt thự khác, chỉ cách mấy trăm mét. Nhà trẻ anh Tài cũng nằm trong khu biệt thự này, Tần Đại Dũng cũng dễ đưa đón Tiêu Tiêu, không cần lái xe, chỉ cần đi bộ là được. Ông ơi, cháu chưa muốn về nhà, cháu muốn vào kia chơi ạ. Khi đi ngang qua một công viên nhỏ, Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Tần Đại Dũng nhìn đồng hồ, mới 5 giờ hơn, chắc đám Dương Thanh vẫn chưa về, ông ấy đã nấu xong cơm tối, chỉ cần xào lại đồ sau khi về là ăn được ngay. Tần Đại Dũng nói, chỉ được chơi nửa tiếng thôi nhé, bằng không ông không kịp nấu cơm cho bố mẹ và dì út của cháu đâu. Tiêu Tiêu vội đồng ý, vâng ạ. Không hổ là khu biệt thự xa hoa nhất Yến Đô, ngay cả công viên trong này cũng rất đẹp. Lúc này, trong công viên khá đông, phần lớn là người già. Có người đang chơi cờ. Có người đang thổi sáo, tập thể dục, cũng có người đang cầm cọ lớn nhúng nước, viết thư pháp trên mặt đất. Ngoài ra còn có một số người dẫn cháu tới đây chơi. Tần Đại Dũng mỉm cười, ông phát hiện chỗ này vui thật đấy, sáng mai ông sẽ tới đây. Tần Đại Dũng mới đến đây, tuy công viên này cách nhà họ không xa nhưng đúng là ông ấy không biết thật. Ông ngoại, mau lên, mau lên. Tần Đại Dũng tò mò nhìn xung quanh, còn Tiêu Tiêu thì kéo tay ông ấy với vẻ hơi nôn nóng. Chạy tới chỗ có trẻ con ở cách đó không xa. Ở đó có cầu trượt và xích đu, khó trách cô bé lại muốn tới nơi này. Ông ngoại, cho cháu chơi nửa tiếng nhé. Tiêu Tiêu nói rồi để cặp sách lại, tung tăng chạy đi như một chú chim nhỏ vui sướng. Từ khi Dương Thanh quay về, Tiêu Tiêu có bố, tính cách cũng hoạt bát hẳn lên. Cô bé nhanh chóng hòa nhập với các bạn, cùng nhau chạy nhảy chơi đùa. Tần Đại Dũng ngồi ở ghế đá, nhìn theo Tiêu Tiêu với nụ cười hiền hòa. Từng giây từng phút trôi đi, nhoằng cái đã hết nửa tiếng. Tiêu Tiêu à, chúng ta về thôi. Tần Đại Dũng mỉm cười bước tới. Ông ơi, Tiểu Quân gây họa rồi. Tần Đại Dũng vừa đến gần, Tiêu Tiêu đã ủ rũ nói. Gây họa gì cơ? Tần Đại Dũng hỏi với vẻ khó hiểu. Lúc này ông ấy mới phát hiện, trừ một bé trai ra, những đứa trẻ vừa chơi cùng Tiêu Tiêu đã đi hết.
Nào ngờ Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Tiểu Quân đã tức tối nói, tớ không gây họa, rõ ràng là cậu làm cơ mà. Cậu đã bẻ gãy tượng, cậu mới gây họa ấy. Tiêu Tiêu rất tức giận, rõ ràng Tiểu Quân sai, không ngờ Tiểu Quân lại đổ oan cho cô bé. Lúc này Tần Đại Dũng mới phát hiện, bức tượng ở đầu chiếc xe Rolls Royce đắt đỏ đỗ bên cạnh đã bị bẻ gãy, Tiểu Quân vẫn đang cầm bức tượng kia. Chẳng phải tượng đang ở trong tay cháu ư, sao cháu lại nói oan cho Tiêu Tiêu thế? Tần Đại Dũng biết rõ Tiêu Tiêu sẽ không bao giờ nói dối, bức tượng đang nằm trong tay Tiểu Quân, chỉ có thể là do Tiểu Quân làm. Hu hu, Tiểu Quân bị Tần Đại Dũng dọa, lập tức nhét tượng vào tay Tiêu Tiêu rồi bất chợt khóc giống lên. Tiểu Quân, con sao thế? Ai bắt nạt con à? Nhưng câu con danh của đối phương khiến Tần Đại Dũng rất tức giận, cô nói năng cho tử tế vào. Bằng không cô sẽ hối hận đấy. Ôi chao, ông còn dám mạnh miệng à? Mẹ Tiểu Quân tức giận bật cười, giỏi lắm, tôi không nói với ông nữa, giờ tôi sẽ gọi chồng tới xử lý chuyện này, nói cho ông biết, chồng tôi không tốt tính lắm, sẽ không dễ dàng tha cho ông đâu. Mẹ Tiểu Quân nói rồi gọi điện thoại luôn, chồng ơi, con bị đánh ở công viên này, anh mau dẫn người tới đây đi. Tần Đại Dũng không ngờ đối phương lại ngang ngược đến thế, trái ý một cái là gọi người tới luôn. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng người bẻ gãy bức tượng là con trai họ. Chẳng những đối phương đánh Tiêu Tiêu mà còn bắt ông ấy bồi thường nữa. Lúc này Tiêu Tiêu cũng sợ, cứ rúc vào lòng Tần Đại Dũng, rụt rè nhìn mẹ Tiểu Quân. Ông à, ông mau xin lỗi đi, nhà họ Lê đang lên như diều gặp gió, người tới từ nơi khác như ông không đắc tội được đâu. Đúng thế, mau xin lỗi đi. Bằng không, chờ người nhà họ Lê đến đây, hai ông cháu sẽ phiền to đấy, cứ chịu chút thiệt thòi là được. Một số ông bà lão đang đứng xem tốt bụng khuyên nhủ. Mẹ Tiểu Quân trông rất kiêu ngạo, hừng hực khí thế, nhìn Tần Đại Dũng với vẻ khinh thường. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó, Tần Đại Dũng càng giận dữ hơn. Ông ấy bị đối phương cào thì cũng thôi, nhưng cô ta còn tát cả Tiêu Tiêu nữa, giờ trên mặt cô bé vẫn hẳn rõ dấu tay kia kìa. Hơn nữa, lần này ông ấy về hưu. Theo Dương Thành tới Yến Đô cũng là để chăm sóc Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu mới đi học ngày đầu tiên đã bị người ta đánh, sao ông ấy có thể nhịn được chứ? Nếu cô đã muốn làm to chuyện thì tôi cũng chơi với cô. Tần Đại Dũng cắn răng. Ông già, ông còn muốn chơi với tôi á? Một lão già tới từ nơi khác như ông cũng dám đấu với nhà họ Lê à? Tốt lắm, nếu ông giỏi đến thế thì mau gọi người tới đây đi. Mẹ Tiểu Quân cười lạnh. Tôi cũng muốn xem, lão già khú đế như ông sẽ gọi được ai tới giúp. Trông thấy thế, những người đứng xem xung quanh cũng hơi tức giận, ai cũng nghĩ Tần Đại Dũng không biết điều, đấu với người nhà họ Lê thì có khác gì chán sống đâu. Tần Đại Dũng không quan tâm đến người khác, gọi điện thoại luôn, Dương Thanh, bây giờ bố và Tiêu Tiêu đang ở công viên trong khu biệt thự, bị người ta giữ lại, Tiêu Tiêu còn bị tát. Sao cơ? Khi biết con gái mình bị đánh, Dương Thanh đang ở tập đoàn Nhạn Thanh bỗng đứng phát dậy. Tức giận nói, có người dám động đến con gái con ư, chán sống rồi à. Anh vẫn luôn cảm thấy mình nợ con, thương con gái như mạng sống. Chỉ cần Tiêu Tiêu chịu chút ấm ức, anh cũng thấy tim mình như sắp vỡ đến nơi, bây giờ cô bé lại bị tát, có thể tưởng tượng được Dương Thanh tức giận tới mức nào. Bố, bây giờ con qua đó ngay, cho dù thế nào, bố cũng đừng làm căng với họ, cứ đảm bảo cho Tiêu Tiêu được an toàn, chờ con tới rồi tính sau. Tuy Dương Thanh tức giận nhưng cũng biết tình hình hiện giờ. Vội dặn dò. Con cứ yên tâm, bố đang ôm Tiêu Tiêu rồi, cho dù có chết, bố cũng không để bất cứ ai tổn thương Tiêu Tiêu đâu. Tần Đại Dũng cam đoan. Thế là tốt rồi. Dương Thanh vừa gọi điện với Tần Đại Dũng vừa rời khỏi tập đoàn Nhạn Thanh. Anh lái xe như bay, chỉ hận mình không thể bay qua đó. Trong công viên, sau khi Tần Đại Dũng gọi cho Dương Thanh được khoảng 15 phút, lại có thêm một chiếc Rolls Royce đắt đỏ chậm rãi đỗ lại. Một thanh niên khoảng 30 tuổi bước xuống xe. Chồng. Thấy thanh niên kia, mẹ Tiểu Quân lập tức chạy tới, vừa khóc vừa nói, chồng, chính là lão già kia, chẳng những ông ta đánh em mà còn đánh cả Tiểu Quân nữa, anh phải đòi lại công bằng cho mẹ con em. Ông ta muốn chết à? Trong mắt bố Tiểu Quân tràn ngập sự lạnh lùng và sát khí. Khi thấy bố Tiểu Quân, những người đang đứng xem xung quanh đều biến sắc. Không ngờ bố cậu bé đó lại là Lê Chí Khuê. Lê Chí Khuê là ai thế? Lê Chí Khuê là con trai duy nhất của Lê Chiết chủ gia tộc họ Lê. Lê Chiết rất thương đứa con trai này, đã lập anh ta làm người thừa kế đời tiếp theo đấy. Xem ra hai ông cháu kia thảm rồi. Khi thấy thanh niên kia, trong mắt những người đứng xung quanh đều có vẻ e ngại. Tần Đại Dũng cũng không biết nhiều về thân phận của Dương Thanh,
chỉ biết Dương Thanh là con rơi của gia tộc Vũ Văn. Bây giờ thấy đối phương có lai lịch lớn như thế, ông ấy bỗng thấy rất căng thẳng, chỉ sợ Dương Thanh tới rồi cũng bị liên lụy theo. Bây giờ ông ấy rất hối hận, nếu sớm biết thế này thì đã không dẫn Tiêu Tiêu tới công viên, cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Ông già, ông dám đánh vợ con tôi hả, ông chán sống rồi đúng không? Lê Chí Khuê bước tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Đại Dũng. Tuy Tần Đại Dũng e ngại nhưng vẫn tức giận nói, tôi không hề động vào vợ con cậu, chỉ có vợ cậu đánh tôi và cháu gái tôi thôi. Ông còn dám giả mồm à, câm miệng lại. Mẹ Tiểu Quân tức giận nói. Tần Đại Dũng không quan tâm đến mẹ Tiểu Quân, nói với Lê Chí Khuê, nếu cậu không tin thì cứ hỏi đại ai đó về chuyện xảy ra hồi nãy đi, họ đều thấy cả. Ồ, thế ư? Được, cứ làm theo lời em nói. Lê Chí Khuê mỉm cười. Gã vỗ tay, hai tên đàn ông vạm vỡ lập tức bước về phía Tần Đại Dũng. Nghe thấy mẹ Tiểu Quân nói thế, Tần Đại Dũng căng thẳng tới mức suýt ngất. Vừa nhìn đã biết hai gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh Lê Chí Khuê đều là kẻ đáng gờm, nếu họ định đánh ông ấy tàn phế thật thì đúng là dễ như bỡn. Thấy hai gã đàn ông vạm vỡ kia sắp tới gần, Tần Đại Dũng ngày càng căng thẳng, đừng nói là đánh tàn tật, cho dù họ giết ông ấy cũng không sợ. Nhưng Tiêu Tiêu phải làm sao đây? Vừa nãy người phụ nữ độc ác kia đã tát Tiêu Tiêu một phát, nếu Tiêu Tiêu bị họ đưa đi thật, chẳng biết sẽ phải chịu đựng những gì. Tiêu Tiêu cũng sợ, cơ thể nhỏ bé cứ run lẩy bẩy trong lòng Tần Đại Dũng. Tiêu Tiêu đừng sợ, có ông rồi, không ai làm hại cháu được đâu. Tần Đại Dũng cố gắng an ủi bằng giọng dịu dàng. Ông già, ông là cái thá gì chứ, ông bảo vệ nổi con danh đó ư. Mẹ Tiểu Quân cười lạnh. Các người cứ nhắm vào tôi đây này, ức hiếp một đứa bé con thì ra thể thống gì chứ. Tần Đại Dũng lấy hết can đảm, tức giận quát lên. Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng bỗng đặt Tiêu Tiêu xuống đất rồi hô lớn, Tiêu Tiêu, mau chạy đi. Sau khi đẩy Tiêu Tiêu đi, Tần Đại Dũng lập tức lao tới chỗ hai gã đàn ông vạm vỡ với đôi mắt đỏ ngầu, tôi liều mạng với các người. Dầm! Tần Đại Dũng còn chưa chạm vào đối phương thì đã bị một gã đàn ông đá bay. Ông ơi! Thấy Tần Đại Dũng bị đá bay, Tiêu Tiêu hét lên rồi chạy về phía ông ấy. Tiêu Tiêu, cứ mặc kệ ông, cháu mau chạy đi. Tần Đại Dũng ngã lăn ra đất, cảm thấy xương cốt toàn thân sắp vỡ tan. Ông ấy gắng gượng hô lên, chỉ muốn Tiêu Tiêu chạy trốn. Nhưng sao Tiêu Tiêu có thể mặc kệ ông ngoại mình được? Con danh này, đi theo bọn tao. Tiêu Tiêu chạy đến, định đỡ Tần Đại Dũng dậy, nhưng cô bé còn chưa kịp chạm vào Tần Đại Dũng thì đã bị một gã đàn ông tóm lấy tay. Chú đánh ông cháu, chú là người xấu, đồ xấu xa. Tiêu Tiêu ra sức giãy giụa, nhưng sao có thể thoát được chứ? Thấy không thoát được, Tiêu Tiêu bỗng cắn mạnh vào tay gã đàn ông, khiến gã hét lên, mày chán sống rồi chứ gì? Gã giơ tay đánh vào đầu Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu! Tần Đại Dũng mở to mắt, tức giận quát lên rồi cố gắng nhào tới. Những người đang đứng xem xung quanh cũng sững sờ. Tiêu Tiêu chỉ là một bé gái hơn 4 tuổi. Còn gã đàn ông vạm vỡ là vệ sĩ của nhà họ Lê, cánh tay gã to thế kia, nếu đánh vào đầu Tiêu Tiêu thì chẳng phải sẽ khiến cô bé vỡ đầu à. Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân, không hề định ngăn cản gã, còn nở nụ cười khinh miệt, như thể trong mắt họ, Tiêu Tiêu và Tần Đại Dũng chỉ là sâu kiến, cho dù bị dẫm chết thì cũng chẳng có ai quan tâm. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tiêu, không ai chú ý tới một chiếc phê tần đang lao như bay đến, ngay sau đó, một thanh niên bước xuống xe. Đúng lúc gã đàn ông kia sắp đập trúng Tiêu Tiêu, tiếng hét giận dữ bỗng vang lên, mày chán sống rồi. Nghe thấy tiếng hét giận dữ ấy, gã đàn ông kia chỉ thấy sởn da gà, đầu bỗng ù đi, như thể nội tạng đã bị thương vì tiếng hét kia vậy. Đúng lúc gã chần chừ, một luồng khí kình mạnh mẽ bỗng lao tới. Rầm! Một tiếng động rất lớn vang lên, gã đàn ông vạm vỡ nặng gần 100 kg bay đi như quả bóng. Rầm! Ngay sau đó lại có thêm một tiếng vang nữa. Cơ thể gã đàn ông vạm vỡ đập mạnh vào chiếc Rolls Royce đắt tiền của mẹ Tiểu Quân. Sau đó gã nằm im, không rõ còn sống hay đã chết. Vào giờ phút này, mọi người đều kinh ngạc. Bố ơi! Khi thấy Dương Thanh, Tiêu Tiêu lập tức ấm ức gọi rồi nhào vào lòng anh, khóc òa, bố ơi, Tiêu Tiêu không bẻ gãy tượng đâu, là Tiểu Quân làm đấy. Họ bắt nạt Tiêu Tiêu và ông, còn định đưa Tiêu Tiêu đi nữa kìa. Tiêu Tiêu khóc lóc thảm thiết, khiến Dương Thanh cảm thấy tim mình như sắp vỡ tới nơi. Trong đôi mắt đỏ ngầu của anh tràn ngập sát khí dữ dội. Tiêu Tiêu đừng sợ, có bố ở đây rồi, không ai dám bắt nạt con nữa đâu, Dương Thanh cố gắng nói thật dịu dàng. Thanh, cuối cùng con cũng đến. Tần Đại Dũng cũng bước tới,
nhưng sắc mặt ông ấy tái mét, trên ngực áo vẫn còn dấu chân hết sức rõ ràng. Bố không sao chứ? Dương Thanh hỏi với vẻ tự trách. Tần Đại Dũng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự lo lắng, nói khẽ, hình như đối phương có lai lịch không tầm thường, còn đừng làm căng với họ. Tần Đại Dũng không biết rõ thân phận thực sự của Dương Thanh, ông ấy rất sợ Dương Thanh sẽ chuốc họa vào thân trong cơn tức giận. Dương Thanh nói, bố cứ yên tâm, chuyện tiếp theo để con xử lý cho ạ. Tần Đại Dũng gật nhẹ đầu. Lúc này đám đông mới biết, thanh niên vừa xuất hiện là bố của cô bé kia. Ê, mày chính là bố của con danh kia à? Tần Đại Dũng lắc đầu, tuy hồi nãy ông ấy bị đá bay nhưng chỉ thấy hơi khó chịu ở ngực chứ không bị thương nặng. Tiêu Tiêu, con về nhà với ông trước nhé, để bố xử lý chuyện này, được không? Dương Thanh hỏi. Tiêu Tiêu vội vàng lắc đầu, bố chỉ có một mình, còn họ rất đông và xấu xa, Tiêu Tiêu sợ bố bị thương mất. Nhìn đứa con gái hiểu chuyện, Dương Thanh vô cùng đau lòng. Tiêu Tiêu, chẳng phải con nói bố là siêu anh hùng của con à? Con đã thấy kẻ xấu nào có thể làm hại đến siêu anh hùng chưa? Dương Thanh dịu dàng nói. Tiêu Tiêu lắc đầu, chưa ạ. Nếu chưa thì con phải tin tưởng bố chứ, con cứ về nhà với ông đi, lát nữa bố sẽ về chơi với con. Dương Thanh nói tiếp. Vâng ạ. Lúc này Tiêu Tiêu mới đồng ý, nhưng bố phải cẩn thận nha, đừng để thua người xấu đấy. Được, bố cam đoan với con, chắc chắn bố sẽ đánh bại người xấu, Dương Thanh nói một cách chắc chắn. Định đi đấy à? Đã hỏi tao chưa thế? Tần Đại Dũng đang định dẫn Tiêu Tiêu rời đi, Lê Chí Khuê chợt nói. Bố, hai ông cháu cứ đi đi, có con ở đây rồi, không ai ngăn cản hai người được, Dương Thanh nói. Tuy Tần Đại Dũng căng thẳng nhưng cũng biết, nếu họ ở lại thì chỉ thêm gánh nặng cho Dương Thanh, do đó ông ấy dặn Dương Thanh phải cẩn thận rồi dắt Tiêu Tiêu về nhà. Ngăn họ lại cho tôi. Sắc mặt của Lê Chí Khuê hết sức khó coi, gã ra lệnh một tiếng, tên vệ sĩ còn lại lập tức lao về phía Tần Đại Dũng. Nhưng đối phương còn chưa tới nơi thì đã bị Dương Thanh chắn đường. Nếu mày không muốn chết, tốt nhất là ngoan ngoãn cút ra chỗ khác đi. Dương Thanh híp mắt, nhìn chằm chằm vào tên vệ sĩ. Đến giờ tên vệ sĩ đã bị Dương Thanh đá bay lúc nãy vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi nghe thấy Dương Thanh nói thế, tên vệ sĩ còn lại lập tức hiểu ngay, đối phương chính là người luyện võ. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Đại Dũng dẫn Tiêu Tiêu rời đi. Sắc mặt Lê Chí Khuê vô cùng u ám. Gã là cậu cả của nhà họ Lê, làm gì có ai dám chống đối gã đâu cơ chứ. Bây giờ, một thanh niên trẻ mang lại dám đánh người của gã ngay trước mặt gã, đúng là sự sỉ nhục lớn lao. Anh vừa bảo tôi bồi thường nhỉ, đúng rồi, bao nhiêu tiền thế? Dương Thanh chợt hỏi. 1 tỷ, nếu hôm nay mày không lấy ra được 1 tỷ thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lê Chí Khuê còn chưa đáp lời, mẹ Tiểu Quân đã hống hách nói. Hai người chắc chắn rằng muốn tôi bồi thường 1 tỷ à, trong mắt Dương Thanh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thằng oắt kia, tao chỉ cho mày 1 tiếng thôi, trong vòng 1 tiếng, nếu chưa có 1 tỷ, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Trong mắt Lê Chí Khuê tràn ngập vẻ trêu ngươi, tao thấy con gái mày xinh xắn thế kia, chắc vợ mày cũng đẹp lắm nhỉ. Nếu mày không bồi thường nổi thì để vợ mày ngủ với tao 1 đêm đi, tao sẽ miễn cưỡng đồng ý. Dương Thanh bỗng bật cười. Nếu Mã Siêu đang ở đây. Chắc chắn anh ta cũng biết, nếu Dương Thanh cười trong tình huống này thì sẽ xảy ra chuyện đáng sợ tới mức nào. Được, nếu anh muốn 1 tỷ, tôi sẽ cho anh. Dương Thanh nói rồi gọi điện thoại, chuyển cho nhà họ Lê 1 tỷ ngay nhé. Sau khi cúp máy, Dương Thanh nói, không cần đến 1 tiếng, chắc chưa đầy 5 phút nữa, 1 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của nhà họ Lê. Mày đang đùa tao đấy à? Sắc mặt của Lê Chí Khuê u ám đến mức đáng sợ, gã nghiến răng ken két. Đùa anh á, sao tôi phải đùa với anh, Dương Thanh hỏi. Mày tưởng mày nói đã chuyển 1 tỷ vào tài khoản của nhà họ Lê thì sẽ có ngay à? Lê Chí Khuê tức giận chất vấn. Nếu anh không tin thì tôi cũng bó tay. Dương Thanh cười lạnh, đúng rồi, anh có thể gọi điện cho Lê Chiết cơ mà, bảo với ông ta tôi tên là Dương Thanh nhé. Cùng lúc đó, ở nhà họ Lê, trong phòng của chủ gia tộc, tiếng đập đồ liên tục vang lên, dòng chính của nhà họ Lê đứng hết ngoài cửa, không ai dám vào. Khốn kiếp, tài sản của nhà họ Lê có hơn 70 tỷ, giờ tự dưng phải tặng 1/2 cho người ta. Đến khi chết đi, tôi biết đối mặt với liệt tổ liệt tông của nhà họ Lê kiểu gì bây giờ. Tổ tiên của nhà họ Lê ơi, con có tội, con có lỗi với nhà họ Lê. Lê Chiết chủ gia tộc họ Lê vừa ném đồ, vừa hét lớn với vẻ tự trách. Lúc này ông ta đang thấy vô cùng hối hận, nếu biết chỗ dựa của nhà họ Trần mạnh mẽ đến thế, có chết ông ta cũng không dám dây vào họ đâu.
giờ thì hay rồi, chẳng những không tiêu diệt được nhà họ Trần mà còn phải dâng một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê cho người ta nữa. Dương Thanh, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, tao thề, tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi. Sau khi chút giận xong, Lê Chiết mới ra khỏi phòng, thấy dòng chính của nhà họ Lê đã đứng hết ở bên ngoài. Chủ gia tộc, ông không sao chứ? Những người thuộc dòng chính của gia tộc đang định đến hỏi xem tại sao Lê Chiết lại giao một nửa sản nghiệp của gia tộc cho người khác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thấy Lê Chiết tức giận như vậy, không ai dám nhắc tới chuyện này nữa. Lê Chiết cắn răng, mọi người vào đi, bây giờ chúng ta sẽ mở cuộc họp gia tộc. Người nhà họ Lê nhanh chóng ngồi vào với nhau, Lê Chiết ngồi ở ghế giữa. Ông ta nhìn đám người, chợt hỏi, Lê Chí Khuê đâu rồi? Chủ gia tộc, Tiểu Quân gặp chút chuyện nên Chí Khuê đi xem rồi, một bề trên có quan hệ không tệ với Lê Chí Khuê lên tiếng. Tiểu Quân không sao chứ, Lê Chiết hỏi. Cho dù thế nào, Tiểu Quân cũng là cháu ông ta. Người vừa trả lời lại nói tiếp, chủ gia tộc cứ yên tâm, Chí Khuê đã đến đó rồi, chắc chắn sẽ không sao hết. Tiểu Quân không sao là tốt rồi. Lê Chiết nói rồi nhìn đám người, nghiến răng nghiến lợi, tôi biết mọi người đến đây để làm gì. Mọi người đang muốn hỏi tại sao tôi lại giao một nửa sản nghiệp của gia tộc cho tập đoàn Thịnh Thiên đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lê Chiết bắt đầu kể lại chuyện liên minh năm gia tộc định tiêu diệt nhà họ Trần để tăng địa vị của nhà họ Lê ở Yến Đô, nhưng lại gặp phải Dương Thanh. Lần này tôi đã tính sai, đánh giá thấp thực lực của đối thủ nên mới khiến nhà họ Lê bị thiệt hại nặng nề, tôi sẽ gánh chịu mọi hậu quả. Lê Chiết cắn răng, nhưng mọi người cứ yên tâm. Tôi không bao giờ từ bỏ thế đâu. Cho dù nhà họ Trần có chỗ dựa mạnh mẽ đến mấy, tôi cũng không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho việc họ đã cướp mất một nửa sản nghiệp của chúng ta. Lê Chí Khuê cũng sững sờ, ôi mẹ ơi, thằng ngu kia thật sự chuyển 1 tỷ cho nhà họ Lê ạ. Ai chuyển tiền thế? Lê Chiết có linh cảm rất xấu, ngay cả giọng nói cũng run lên. Là một thanh niên khoảng 27, 28 tuổi ạ. Bố không biết thằng ngu này vênh váo tới mức nào đâu. Lê Chí Khuê rất vui mừng, cười nói, chính thằng ngu này đã bảo con gọi điện cho bố, đúng rồi, nó còn bảo con nói với bố, nó tên là Dương Thanh. Khi nghe thấy Lê Chí Khuê nói người chuyển tiền cho nhà họ Lê chính là Dương Thanh, Lê Chiết sợ tới mức suýt tè ra quần. Lê Chí Khuê, con nghe đây, bây giờ con lập tức quỳ xuống xin tha cho bố, bằng không con chỉ còn đường chết mà thôi. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi. Nhà họ Lê phải giao một nửa sản nghiệp cho người khác cũng là vì Dương Thanh. Ông ta mở cuộc họp để nhắc nhở các thành viên trong gia tộc, không được đắc tội với Dương Thanh trước khi họ tìm được chỗ dựa mạnh mẽ. Kết quả cuộc họp còn chưa kết thúc, con trai ruột của ông ta đã đắc tội với Dương Thanh rồi. Bố đang nói gì thế? Nó chỉ là một thằng khố rách áo ôm lái con phê tần mà thôi, sao con phải quỳ xuống cầu xin nó ạ? Lê Chí Khuê không tin người lái chiếc phê tần chỉ trị giá mấy triệu lại có tư cách khiến cậu cả nhà họ Lê như gã phải quỳ xuống xin tha. Thằng trời đánh này! Bố đã bảo con quỳ thì con cứ quỳ cho bố. Lê Chiết giận dữ quát, bây giờ bố sẽ đến chỗ con, nếu trước khi bố tới, con vẫn chưa được người ta tha thứ cho thì bố sẽ đích thân đánh gãy chân chó của con đấy. Lê Chiết nói rồi cúp máy luôn. Thấy Lê Chiết cúp máy, Lê Chí Khuê cũng sững sờ, gã lại nhìn về phía Dương Thanh. Theo gã thấy, Dương Thanh chỉ là tên nhãi nhép mặc đồ vỉa hè, lái phê tần, cho dù gia thế của anh mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể ngang hàng với gã được. Chồng ơi, bố nói gì thế? Mẹ Tiểu Quân hỏi. Lê Chí Khuê cười khan, bố bảo chúng ta quỳ xuống xin tha. Sao cơ, quỳ xuống xin tha á? Bố điên rồi à, bố bảo chúng ta quỳ xuống để xin một thằng đến từ nơi khác tha thứ ư. Sắc mặt của mẹ Tiểu Quân thay đổi hẳn. Lê Chí Khuê lại nhìn Dương Thanh rồi nói với vợ, anh nghĩ bố đã nhận nhầm người, chắc chắn ông ấy tưởng thằng danh này là một nhân vật lớn mà ông ấy biết. Nói thừa, chắc chắn bố đã nhận nhầm rồi. Bằng không, sao bố lại bảo chúng ta quỳ xuống xin tha chứ, mẹ Tiểu Quân nói. Thằng danh kia, tao đã hỏi bố tao rồi, ông ấy nói tiền đã về tài khoản, mày cũng biết điều đấy. Lê Chí Khuê vênh váo nói, đấy mới là khoản bồi thường cho xe của vợ tao thôi, còn chuyện bố vợ mày đánh vợ con tao nữa, mày định xử lý thế nào? Anh muốn thế nào? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Lê Chí Khuê chưa kịp mở lời, mẹ Tiểu Quân đã nói, giờ mày bồi thường thêm 1 tỷ phí tổn thất về mặt tinh thần nữa. Bọn tao sẽ cho mày rời đi. Dương Thanh bỗng mỉm cười, hồi nãy hai người vừa nói, trong 1 tỷ kia đã có cả phí bồi thường tổn thất về mặt tinh thần cơ mà. Bọn tao muốn mày đưa tiền mặt cho bọn tao,
nhưng mày lại chuyển tiền vào tài khoản của nhà họ Lê, xem như không có nữa. Mẹ Tiểu Quân nói với vẻ tham lam. Theo cô ta thấy, Dương Thanh dễ dàng chuyển 1 tỷ vào tài khoản của nhà họ Lê như thế, chắc chắn đã bị danh tiếng của nhà họ Lê hù dọa rồi. Nếu Dương Thanh đã có thể dễ dàng lấy ra 1 tỷ thì rõ ràng cũng không phải kẻ thiếu tiền, đòi thêm 1 tỷ nữa cũng chẳng sao. Lê Chí Khuê cũng nghĩ thế, gã cười híp mắt, mày nghe vợ tao nói rồi chứ. Bồi thường 1 tỷ, tao sẽ bỏ qua cho mày. Những người đang đứng xem đều sững sờ. Rất nhiều người đang kinh ngạc trước sự trơ trẽn của Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân. Nhưng vì e ngại địa vị của nhà họ Lê ở Yến Đô nên không ai dám nói gì. Họ cứ tưởng Dương Thanh sẽ ngoan ngoãn chuyển thêm 1 tỷ nữa cho Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân, nào ngờ anh lại lắc đầu, tôi thấy 1 tỷ là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì không có đâu. Vâng ạ. Mã Siêu đáp rồi khoát tay, đập cho tôi. Sau khi anh ta ra lệnh xong, 100 người đàn ông lập tức lao tới chỗ hai chiếc Rolls Royce của vợ chồng Lê Chí Khuê, giơ vũ khí lên đập thật lực. Khốn kiếp, dừng tay, bọn mày dừng tay cho tao. Đây là xe của tao, bọn mày không được đập. Thấy chiếc xe yêu quý của mình bị đập, mẹ Tiểu Quân cuống quýt hô lên. Chẳng riêng gì xe của mẹ Tiểu Quân, xe của Lê Chí Khuê cũng bị đập nốt. Đám đông đứng xung quanh đều rất ngạc nhiên, hai chiếc xe này là Rolls Royce chỉ giá tận mấy chục triệu đấy. Cứ thế đập luôn à? Thằng khốn, mày bồi thường cho bọn tao ngay. Mày bồi thường xe cho bọn tao ngay. Mẹ Tiểu Quân nhào tới chỗ Dương Thanh. Dầm. Cô ta còn chưa đến gần thì đã bị Mã Siêu đá bay. Dương Thanh nhìn mẹ Tiểu Quân từ trên cao, cười lạnh, chẳng phải tôi vừa chuyển 1 tỷ cho nhà họ Lê rồi à? Bây giờ hai chiếc xe này thuộc về tôi đập xe của tôi thì liên quan gì tới cô chứ? Mẹ Tiểu Quân hoàn toàn sững sờ, lúc này mới nhớ ra họ vừa lừa Dương Thanh 1 tỷ. Nhưng cô ta có định đưa Dương Thanh hai chiếc xe này đâu. Ban đầu cô ta chỉ tốn 200.000 để sửa lại bức tượng bị gãy. Giờ thì hay rồi, Rolls Royce mấy chục triệu đã hoàn toàn trở thành đồ bỏ đi. Mày dám động đến vợ tao, mày muốn chết à? Lê Chí Khuê lao đến, tức giận quát. Đúng lúc gã dứt lời, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài đã nhanh chóng đỗ lại. Trong mắt Lê Chí Khuê lập tức lóe lên vẻ đắc ý, bố tao đến rồi, mày xong đời là cái chắc. Đúng là Lê Chiết thật, ông ta bước xuống khỏi chiếc Rolls Royce phiên bản dài kia. Không ngờ lại là Lê Chiết chủ gia tộc họ Lê thật kìa. Xem ra cậu thanh niên này gây họa lớn rồi, giờ nhà họ Lê đang lên như diều gặp gió. Sau khi nhà họ Thái bị nhà họ Trần thay thế, nhà họ Lê có xu hướng trở thành gia tộc mạnh nhất sau 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Nghe nói nhà họ Lê đã bắt tay với 4 gia tộc khác để lập nên liên minh 5 gia tộc, còn Lê Chiết chính là người đứng đầu liên minh này. Khi thấy Lê Chiết, những người đứng xem đều có vẻ kinh ngạc, xì xào bàn tán. Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân mừng rỡ như điên, mẹ Tiểu Quân vênh váo nói, chẳng phải mày vừa hống hách lắm à? Hống hách nữa đi. Nó đã sợ tới mức tè ra quần rồi, làm sao dám nữa. Bây giờ nhà họ Lê chúng ta chỉ thua mỗi 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, bố anh là chủ gia tộc họ Lê, ai dám đắc tội với chúng ta nào? Lê Chí Khuê ngạo nghễ nói. Dương Thanh nhìn Lê Chí Khuê, nói với vẻ dí dỏm, nhỡ bố anh đến đây để dạy dỗ anh thì sao? Đã đến nước này rồi mà mày vẫn tinh tướng trước mặt tao à? Lê Chí Khuê tức giận nói, tao cho mày cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống cầu xin tao. Có lẽ mày vẫn còn đường sống. Dương Thanh khinh thường liếc Lê Chí Khuê rồi nhìn về phía Lê Chiết đang vội vàng đi đến. Trông Lê Chiết rất lo lắng, còn chạy bước nhỏ luôn. Bố, rốt cuộc bố cũng đến rồi, chính là thằng nhãi này, nó vừa đòi giết con, còn nói cho dù bố tới đây thì bố cũng không dám làm gì nó hết, nó còn gọi cả đống người nữa ạ. Lê Chí Khuê vội tiến lên đón. Mẹ Tiểu Quân cũng nói, bố, thằng khốn này có một đứa con gái, chính con danh đó đã đánh cháu bố đấy. Bố phải làm chủ cho chúng con. Bốp! Lê Chiết tát mẹ Tiểu Quân một phát, khiến cô ta lảo đảo, ngồi bệt xuống đất luôn. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Sao Lê Chiết lại tát con dâu vậy? Bố, sao bố lại đánh con? Mẹ Tiểu Quân ngơ ngác hỏi. Ông đây đánh cô vì cô ăn nói sằng bậy đấy, Lê Chiết giận dữ quát. Lúc này, đừng nói là đánh mẹ Tiểu Quân, ông ta còn muốn giết người phụ nữ này luôn kia kìa. Bố! Rõ ràng con gái của thằng xúc sinh này đã đánh cháu bố, sao bố lại đánh em Ngọc ạ? Lê Chí Khuê cũng ngơ ngác, ngờ vực hỏi. Bốp! Nào ngờ Lê Chiết lại quay sang tát Lê Chí Khuê. Sao ông đây lại sinh ra thằng ngu như mày nhỉ? Trong mắt Lê Chiết hừng hực lửa giận, sau khi tát Lê Chí Khuê xong thì xông tới đạp thêm mấy phát. Lê Chí Khuê không dám đánh trả,
chỉ có thể kêu đau, bố đánh nhầm rồi. Đánh nhầm rồi, con gái của thằng khốn kia đánh cháu bố phải đánh nó mới đúng chứ. Mày câm miệng lại cho tao. Lê Chiết tức điên, Tần Lê Chí Khuê tơi bời. Hồi nãy ông ta đã dặn Lê Chí Khuê quỳ xuống đất, xin Dương Thanh tha thứ, nhưng giờ thì hay rồi, chẳng những Lê Chí Khuê không xin lỗi mà còn chửi người ta là đồ khốn nữa cơ. Mẹ Tiểu Quân còn chửi con gái của Dương Thanh là con danh, chẳng phải là đang chán sống à? Dương Thanh khoanh tay, lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra, vẫn không nói gì. Mã Siêu đứng cạnh anh như một tòa tháp sắt. 100 người đàn ông vạm vỡ im lặng đứng xung quanh, chờ đợi mệnh lệnh từ Dương Thanh. Còn đám đông đang đứng xem thì sững sờ. Họ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, họ cứ tưởng sau khi Lê Chiết tới đây, chắc chắn Dương Thanh sẽ phải trả giá đắt, nào ngờ bây giờ Dương Thanh vẫn yên ổn đứng đó, còn Lê Chí Khuê thì bị Lê Chiết tẩn cho một trận. Lê Chiết cũng rất mạnh tay, trên mặt Lê Chí Khuê nhanh chóng dính đầy máu. Cậu Thanh, rất xin lỗi cậu, đều do tôi không biết dạy con. Lúc này Lê Chiết mới đi đến trước mặt Dương Thanh, hơi khom người, nói bằng giọng cầu khẩn, xin cậu Thanh cho con trai tôi một con đường sống. Dầm. Nghe thấy thế, ai cũng kinh ngạc. Lời Lê Chiết nói như tiếng sấm, nổ vang trong đầu Lê Chí Khuê và mẹ Tiểu Quân. Họ bỗng cảm thấy mình đang nằm mơ. Lê Chiết là chủ gia tộc họ Lê, bây giờ lại cúi đầu xin lỗi Dương Thanh, còn xin anh cho Lê Chí Khuê một con đường sống nữa. Cho đến giờ phút này, Lê Chí Khuê mới hiểu được tại sao trong điện thoại, Lê Chiết lại bảo gã quỳ xuống xin tha. Vừa nãy ông ta đánh gã cũng là để tỏ thái độ với Dương Thanh. Mẹ Tiểu Quân còn hoảng sợ hơn. Cô ta nghĩ đến việc mình đã tát con gái Dương Thanh, còn chửi cô bé nữa, chỉ muốn khâu miệng lại cho rồi. Dương Thanh lạnh lùng nói, ông không có tư cách lên tiếng, cứ câm miệng rồi đứng sang bên đi, tôi sẽ đích thân xử lý. Nghe thấy thế, sắc mặt Lê Chiết khó coi tới cực điểm, ông ta cắn răng, cậu Thanh, rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới nguôi giận. Bốp! Dương Thanh tát Lê Chiết rồi quát, tôi bảo ông câm mồm. Lần này Lê Chiết sợ hết hồn, khi ở nhà họ Trần, Dương Thanh cũng không tức giận đến thế, còn giờ anh tức giận thật rồi. Cũng có nghĩa là hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đám đông vây xem đều trợn tròn mắt, có người còn dụi mắt thật mạnh để xem mình có bị hoa mắt không. Không ngờ chủ gia tộc họ Lê lại bị Dương Thanh tát cho, quan trọng nhất là Lê Chiết thực sự không dám nói gì nữa. Vụ anh đánh bố vợ tôi cũng dễ tính lắm. Dương Thanh bỗng nhìn về phía Lê Chí Khuê, ở đây tôi có 100 anh em, mỗi người sẽ đá anh một phát, nếu anh vẫn sống sót thì xem như anh may. Được rồi, bắt đầu đi. Dương Thanh ra lệnh, Mã Siêu lập tức đi về phía mẹ Tiểu Quân. Còn 100 người đàn ông vạm vỡ thì bao vây Lê Chí Khuê lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy đám người đông như kiến vây xung quanh mình, Lê Chí Khuê sợ đến nỗi sắp tè ra quần. Những người này nhìn là biết không phải người hiền lành. 100 người, mỗi người một cú đá, dù là người sắt cũng sẽ mất mạng như chơi. Bố, cứu con với. Lê Chí Khuê bỗng nhìn Lê Chiết, bây giờ chỉ có bố gã mới có thể cứu được gã. Cùng lúc đó Mã Siêu đi tới trước mặt mẹ Tiểu Quân, lạnh lùng nói, giơ bàn tay đánh Tiêu Tiêu ra. Mẹ Tiểu Quân sợ xanh mặt, quỳ bịch xuống chân Mã Siêu, khóc lóc cầu xin nói, tôi sai rồi, tôi biết sai thật rồi. Sau này tôi sẽ không dám tùy tiện đánh người nữa, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội, tôi biết sai thật rồi. Mã Siêu vẫn thờ ơ nói, lúc cô đánh một đứa bé mới 4 tuổi sao không biết sai. Bây giờ mới biết sai à, muộn rồi. Nếu cô không tự giơ tay ra, tôi sẽ phế bỏ hai cánh tay của cô. Mẹ Tiểu Quân biết, Mã Siêu sẽ không bỏ qua cho mình. Bố ơi, xin bố hãy cứu con. Con biết sai rồi, mẹ Tiểu Quân lại cầu xin Lê Chiết. Lê Chiết đứng bên cạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta đường đường là chủ nhà họ Lê nhưng bây giờ con trai và con dâu đều bị người của Dương Thanh khống chế. 100 cao thủ sắp thay nhau đạp con trai ông ta mỗi người một cước, còn ông ta còn sống nổi không? Còn con dâu của mình cũng sắp đối mặt với nỗi đau bị chặt tay, thậm chí mãi mãi sẽ không nói chuyện được nữa. Ông ta cũng chỉ có mỗi đứa con trai Lê Chí Khuê này, nếu gã chết thật, vậy sau này nhà họ Lê nên làm thế nào đây? Ra tay. Dương Thanh bỗng ra lệnh. Bốp. Dương Thanh vừa dứt lời, Lê Chí Khuê liền bị người ta đạp văng ra mười mấy mét, sau đó cơ thể ngã phịch xuống đất, bị đụng trúng hai lần. À, con sắp chết rồi, con sắp chết rồi, bố ơi, cứu con với. Lê Chí Khuê đau đớn kêu lên. Đây mới chỉ là cú đá đầu tiên mà gã đã gãy mấy cái xương, sao gã có thể chịu nổi 99 cú đá còn lại chứ?
Răng rắc. Cùng lúc đó, Mã Siêu cũng đạp lên tay phải của mẹ Tiểu Quân, tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Á! Mẹ Tiểu Quân chỉ hét lên một tiếng rồi ngất đi. Lúc này những người xem xung quanh đều sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Đường đường là cậu cả nhà họ Lê và vợ của gã, một người thì bị người khác đạp gãy tay, còn một người thì sắp bị 100 cao thủ đá 100 cước trước mặt ông chủ nhà họ Lê. Bốp bốp bốp. Tiếp đó là 5-6 cái chân liên tiếp đá ra, Lê Chí Khuê không biết mình đã gãy bao nhiêu cái xương, gã chỉ biết không ngừng gào thét. Đủ rồi. Rốt cuộc Lê Chiết cũng không thể chịu đựng được nữa, ông ta vọt tới trước mặt Dương Thanh giống lên. Hai mắt Dương Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Chiết nói, con trai và con dâu của ông sỉ nhục, đánh đập bố vợ và con gái tôi trước mặt mọi người, bây giờ ông nói với tôi đủ rồi. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Dương Thanh, Lê Chiết sợ run người, cắn răng nói, cậu Thanh, tôi thừa nhận, con trai và con dâu tôi đã làm sai chuyện, nhưng cũng không đến nỗi bị phạt nặng như vậy chứ. Cậu xem, cánh tay đánh người của con dâu tôi đã gãy, con trai tôi cũng bị đạp 7-8 cái rồi, cậu có thể nể mặt tôi tha cho bọn chúng một con đường sống không? Giọng nói của Lê Chiết dịu lại rất nhiều. Ông ta hiểu rõ, bây giờ ông ta không hề có tư cách bàn điều kiện với Dương Thanh. Nhưng nếu ông ta không cầu xin Dương Thanh bỏ qua thì con trai và con dâu của ông ta chỉ còn đường chết. Dương Thanh lắc đầu, không được. Không phải con trai và con dâu ông rất thích đòi người khác bồi thường tổn thất tinh thần sao? Dương Thanh bỗng nói, vậy hôm nay tôi cũng đòi chút phí tổn thất tinh thần cho bố vợ và con gái tôi. 10 tỷ, trong vòng 10 phút, tôi muốn thấy số tiền đó được chuyển tới tài khoản của tập đoàn Nhãn Thanh, như vậy việc hôm nay sẽ xem như kết thúc. Lê Chiết sững sờ, Dương Thanh đã lấy đi một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê, đó là tài sản 3-40 tỷ rồi. Thế mà bây giờ anh còn đòi thêm 10 tỷ tiền mặt nữa. Anh muốn vét sạch của cải của nhà họ Lê sao? Ông ta đột nhiên hiểu rõ tại sao lúc trước Dương Thanh lại thoải mái đưa cho nhà họ Lê 1 tỷ như vậy. Lê Chiết thoáng do dự, sau đó cắn răng nói, được, tôi đồng ý với cậu. Nói xong ông ta trực tiếp gọi điện thoại, lập tức chuyển khoản cho tập đoàn Nhãn Thanh 11 tỷ. Ông ta không quên tài khoản của nhà họ Lê còn có số tiền 1 tỷ mà Lê Chí Khuê đã bắt chẹt Dương Thanh. Không biết đối phương nói gì mà Lê Chiết nổi giận gầm lên, tôi dặn cậu thế nào thì cậu làm thế đó đi. Hỏi nhiều làm gì? Rõ ràng người nhà họ Lê đã phản đối ông ta. Bởi vì mới lúc chưa một nửa sản nghiệp nhà họ Lê đã được chuyển khoản miễn phí cho tập đoàn Nhãn Thanh mà bây giờ chưa được bao lâu lại phải chuyển cho tập đoàn Nhãn Thanh thêm 10 tỷ nữa. Chưa đầy 5 phút, Dương Thanh đã nhận được điện thoại, chủ tịch, nhà họ Lê đã chuyển khoản 11 tỷ. Được. Dương Thanh không hề bất ngờ, sau khi cúp điện thoại, anh nói với Lê Chiết, các người đi được rồi. Lê Chiết cố nén giận, dẫn đám người rời đi. Anh Thanh, chúng ta bỏ qua cho bọn họ thật sao? Mã Siêu gần giọng nói, tôi luôn cảm thấy nhà họ Lê là mối họa. Dương Thanh hờ hững nói, sai người theo dõi, nếu nhà họ Lê muốn chết thì cho bọn họ toại nguyện. Dạ, Mã Siêu không dám nói thêm nữa. Đúng rồi, không phải cậu đi Đông Lan sao? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Buổi trưa, Dương Thanh vừa mới gặp Mã Siêu nói muốn đáp chuyến bay buổi chiều tới Đông Lan để dạy cho nhà họ Tiết một bài học. Mã Siêu bất đắc dĩ nói, em cũng đến sân bay nhưng bỗng nhận được tin tức từ Đông Lan nói, không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhà họ Tiết đột nhiên từ bỏ Đông Lan và Nam Dương, sáng nay đã rời đi rồi. Ồ, Dương Thanh cũng hơi ngạc nhiên. Trước đây nhà họ Tiết muốn lấy cho bằng được 3 tỉnh phía Tây, bởi vì Dương Thanh mà nhà họ Tiết đành phải từ bỏ Giang Bình, nên sau đó bọn họ dồn hết trọng tâm vào Đông Lan và Nam Dương. Nhưng nào ngờ bọn họ lại cũng từ bỏ luôn cả Nam Dương và Đông Lan. Tại sao bọn họ phải từ bỏ, Dương Thanh nghi ngờ hỏi. Mã Siêu lắc đầu, theo tin từ thám tử bên kia nói, nhà họ Tiết rời đi mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Nghe nói sáng nay bọn họ vẫn đang thuyết phục mấy gia tộc đứng đầu Đông Lan đầu hàng, thế mà buổi trưa đã rời đi. Thời gian này chú ý động tĩnh của nhà họ Tiết, bọn họ đã dám phái tử sĩ đến đối phó tôi thì e rằng sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Dương Thanh nghiêm nghị nói. Mã Siêu vội gật đầu, tiếp theo lại hỏi, anh Thanh. Anh nói xem liệu có phải tử sĩ nhà họ Tiết không trở về nên bọn họ đoán được anh sẽ điều tra bọn họ vì vậy mới rời đi đột ngột như vậy. Cũng có khả năng này. Dương Thanh gật đầu, mặc kệ thế nào, trước hết phải sai người theo dõi bọn họ chặt chẽ, nhất là Yến Đô, một khi người nhà họ Tiết xuất hiện, phải báo cho tôi ngay. Dạ. Mã Siêu đáp. Nhà họ Tiết đã dám phái tử sĩ tới đối phó Dương Thanh, thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ dám sai người đối phó người thân của anh. Đây là điều Dương Thanh lo lắng nhất. Dương Thanh vừa về nhà,
Tiêu Tiêu đã nhào vào lòng anh, trên gương mặt thơ ngây vẫn còn hiện lên nét lo lắng. Bố ơi, bố đã đánh bại người xấu chưa? Thấy con gái lo lắng, Dương Thanh rất áy náy, dịu dàng nói, bố là siêu anh hùng vô địch mà, bọn người xấu đã bị bố đánh chạy mất dép rồi. Bố thật tuyệt vời. Tiêu Tiêu nghe bố mình nói vậy thì cười vui vẻ nói, bố là siêu anh hùng vô địch, con là bé dễ. Thương vô địch siêu cấp. Ha ha. Dương Thanh cười to nói, con gái của bố là bé dễ thương vô địch siêu cấp. Tần Đại Dũng vẫn đang lo lắng cho Dương Thanh, thấy anh không bị thương, trong lòng ông mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng họp nhà họ Lê, Lê Chiết ngồi ở vị trí đầu, người nhà họ Lê ngồi xung quanh bàn họp. Bên cạnh Lê Chiết còn có một người đàn ông trung niên khá giống ông ta, lúc này trên mặt người đàn ông kia đang lộ ra vẻ tức giận. Chủ gia tộc, có phải anh nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói, chỉ trong ngày hôm nay, nhà họ Lê chúng ta đã tổn thất một nửa sản nghiệp, mới vừa nãy thôi chúng ta lại tổn thất 10 tỷ. Là chủ gia tộc, anh nhất định phải giải thích cho rõ ràng. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện chính là Lê Chí, em họ của Lê Chiết. Là một gia tộc có tuổi đời hàng thế kỷ, nhà họ Lê là một gia tộc khổng lồ với nhiều phe phái. Trong đó, hai phe Lê Chiết và Lê Chí khá mạnh, không ai có thể uy hiếp được địa vị của hai phe này trong nhà họ Lê. Lúc này, không chỉ có Lê Chí mà còn rất nhiều người đều tỏ ra bất bình. Chủ gia tộc, ông nhất định phải cho chúng tôi câu trả lời hợp lý. Sau khi Lê Chí mở màn, lập tức có người hỏi tiếp. Sắc mặt của Lê Chiết cực kỳ khó coi. Ông ta quản lý nhà họ Lê lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình trong cuộc họp gia tộc. Tôi đã giải thích với các người rất rõ ràng rồi, ngay cả Tôn Húc ông chủ nhà họ Tôn một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng phải khúm núm trước Dương Thanh, huống chi là nhà họ Lê chúng ta. Ánh mắt Lê Chiết liếc nhìn xung quanh phòng họp, lạnh lùng nói, nếu đã không đấu lại, các người còn muốn tôi trả lời thế nào? Anh dẫn liên minh 5 gia tộc đến nhà họ Trần, muốn chiếm đoạt nhà họ Trần để phát triển nhà họ Lê, nhưng nào ngờ lại bị Dương Thanh lấy hết nửa sản nghiệp, chúng tôi có thể hiểu. Lê Chí nói, nhưng vừa nãy, anh lại sai người chuyển 10 tỷ cho tập đoàn Nhạn Thanh, anh giải thích việc này thế nào? Có người nói việc này liên quan đến đứa con trai vô dụng kia của anh. Chủ gia tộc, chắc tôi nói không sai nhỉ? Lê Chí cười lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Lê Chiết nhất thời như đóng băng, cậu điều tra tôi. Đừng nói khó nghe như vậy, dù sao việc này cũng xảy ra ở nơi công cộng, cần gì phải đi điều tra. Bỗng nhiên mấy chục gã đô con vọt vào phòng họp. Lúc Lê Chiết thấy những người này thì xanh mặt, bởi vì những người này đều không phải là người của nhà họ Lê. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài của mấy chục gã đô con này cũng có thể biết thực lực của bọn họ không tầm thường. Lê Chí, cậu lại dám lén lút bồi dưỡng cao thủ. Lê Chiết lập tức nổi giận. Lê Chí bình tĩnh ngồi nhìn Lê Chiết, cười híp mắt nói. Lê Chiết, anh nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bây giờ anh còn tư cách tranh với tôi sao? Giỏi, giỏi lắm. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói, cậu muốn cục diện rối rắm này hả? Tôi sẽ cho cậu. Dứt lời, Lê Chiết quay lưng rời đi. Lê Chiết đi rồi. Tôi tuyên bố từ nay trở đi, tôi chính là chủ gia tộc mới của nhà họ Lê, mọi người không có ý kiến gì chứ? Lê Chí cười đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh. Chúc mừng chủ gia tộc. Chúc mừng chủ gia tộc. Đám dòng chính nhà họ Lê rối rít chúc mừng. Lê Chí vui tới mức mặt sắp nở hoa. Cùng lúc đó Lê Chiết rời khỏi phòng họp gia tộc, tức giận nói, Dương Thanh, tôi không tha cho cậu đâu. Cứ chờ đấy. Ông là Lê Chiết phải không? Bỗng một giọng nói bình thản vang lên. Lê Chiết vừa trở về phòng mình giật mình hoảng sợ, đứng bật dậy quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn. Các cậu là ai? Lê Chiết nổi giận chất vấn. Người đàn ông cao lớn kia ăn mặc rất xa hoa. Sau lưng có hai người trung niên mặc áo vải. Hai người trung niên rất mờ nhạt, Lê Chiết có cảm giác như bọn họ đang hòa làm một với không khí. Đương nhiên là không phải, chỉ có thể là vì thực lực của đối phương quá mạnh. Tôi họ Tiết. Người đàn ông cao lớn đáp lại ba chữ. Lê Chiết nghĩ tới gì đó, lập tức hoảng hốt hỏi, ông là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, Tiết Nguyên bá sao? Lê Chiết là chủ nhà họ Lê, đương nhiên biết về vương tộc. Người trung niên trước mắt ăn mặc rất sang trọng, chắc chắn là một người có địa vị cao. Trong vương tộc nhà họ Tiết chỉ có một người giữ địa vị cao lại có thể hình cao lớn như vậy, chính là tam vương tử được Tiết Vương yêu quý nhất Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá khẽ gật đầu, cười híp mắt nói, bây giờ tôi cho ông một cơ hội, phải xem ông có muốn hay không. Lê Chiết vừa bị đoạt mất vị trí chủ gia tộc đột nhiên gặp được tam vương tử của vương tộc họ Tiết, không khỏi kích động tột độ.
Ông ta vội vàng gật đầu đáp, muốn, đương nhiên là muốn. Tốt. Hai người này là cao thủ hàng đầu được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng. Các phương tộc và hoàng tộc khác cũng không biết đến sự tồn tại của họ. Tiết Nguyên Bá bật cười nói, tôi sẽ cho hai người họ đi theo ông, làm theo mọi mệnh lệnh của ông, kể cả giết người. Lê Chiết sợ ngây người, không ngờ Tiết Nguyên Bá lại cho hai cao thủ mạnh như vậy đi theo bên mình, quan trọng là bọn họ sẽ nghe lệnh của ông ta. Ông muốn tôi làm gì? Lê Chiết không phải kẻ ngu. Đối phương chủ động tìm đến mình, còn cho mình hai cao thủ được nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng, chắc chắn không đơn giản. Giao dịch với người thông minh rất sảng khoái. Tiết Nguyên Bá cười híp mắt lại, tôi chỉ có một yêu cầu, đối phó Dương Thanh. Nếu thất bại, nhà họ Tiết có thể rũ bỏ trách nhiệm. Tôi cho ông 10 phút suy nghĩ, nghĩ xong cho tôi biết đáp án. Tiết Nguyên Bá lại nói tiếp, tôi cũng có thể cam đoan với ông, nếu ông hoàn thành nhiệm vụ tôi giao trong vòng 3 ngày, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ thuộc về ông. Lê Chiết vốn còn do dự, nghe vậy lập tức hạ quyết tâm. Tam Vương Tử, không cần nghĩ nữa. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này. Lê Chiết vội vàng lên tiếng. Cập nhật sau. 10 phút sau, Tần Thanh Tâm và Lữ Oánh cùng tới một nhà hàng cách tập đoàn Nhạn Thanh không xa. Lữ Oánh gọi 3 món mặn, 1 món canh và 1 bình trà bưởi. Bây giờ đang có phong trào tiết kiệm lương thực, chúng ta gọi đơn giản một chút. Sếp Tần không có ý kiến gì chứ? Lữ Oánh cười hỏi. Tần Thanh Tâm đương nhiên không có ý kiến, vội vàng lắc đầu, tôi thấy ở cùng sếp Lữ rất thoải mái. Chắc chắn chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ thuận lợi. Trong lúc chờ đồ ăn lên, Lữ Oánh cười nói, sếp Tần đã nhắc tới chuyện hợp tác, tôi cũng không dài dòng nữa. Không dám giấu sếp Tần, tập đoàn của tôi rất xem trọng dự án thành Cửu Châu ở ngoại ô phía nam của tập đoàn Nhạn Thanh, định đầu tư 10 tỷ vào đó. Nghe Lữ Oánh nói muốn đầu tư vào dự án thành Cửu Châu, Tần Thanh Tâm lập tức thất vọng. Tuy hôm qua cô mới tới tập đoàn Nhạn Thanh nhưng đã tìm hiểu trước về những vấn đề quan trọng nhất của tập đoàn. Tập đoàn Nhạn Thanh vốn không định kêu gọi đầu tư cho dự án thành Cửu Châu mà muốn nắm giữ toàn bộ cổ phần. Xin lỗi sếp Lữ, tập đoàn Nhạn Thanh không có ý định hợp tác với công ty khác để xây dựng thành Cửu Châu. Tần Thanh Tâm áy náy nói. Vậy sao? Lữ Oánh tỏ vẻ thất vọng. Sau một hồi im lặng, cô ta cười nói, không sao. Nếu dự án này không kêu gọi đầu tư, tôi cũng không làm khó sếp Tần nữa. Tuy không đầu tư được nhưng vật liệu xây dựng cùng với việc trang hoàng hậu kỳ của dự án, hẳn là có thể thương lượng chứ. Tần Thanh Tâm mừng rỡ gật đầu, tập đoàn chúng tôi đang tìm kiếm công ty cung cấp vật liệu trang hoàng phù hợp. Tuy việc trang hoàng phải đợi sau khi xây dựng nhưng có thể bàn bạc trước chuyện hợp tác. Thế thì không còn gì tốt hơn. Lữ Oánh cười nói, chủ tịch chúng tôi đã nói, chỉ cần tập đoàn Nhạn Thanh đồng ý hợp tác, chúng tôi có thể lấy giá thấp hơn giá trung bình trên thị trường 10%. Tần Thanh Tâm bỗng có cảm giác nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Dự án thành Cửu Châu vô cùng hùng vĩ, nhu cầu về vật liệu rất lớn. Bình thường nhà cung cấp chịu lấy giá thấp hơn giá thị trường 5% đã là tối đa. Vậy mà tập đoàn Thịnh Thiên lại đồng ý lấy thấp hơn 10% so với giá thị trường. Đối với một dự án có vốn đầu tư mấy chục tỷ, 5% tăng thêm này đúng là tiết kiệm được mấy tỷ phí vật liệu. Lữ Oánh như nhìn thấu suy nghĩ của Tần Thanh Tâm, sếp Tần đừng lo lắng. Tập đoàn chúng tôi lọt vào top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới, sẽ không lừa gạt các cô đâu. Chủ tịch của tôi nói muốn kết bạn nên mới đưa ra ưu đãi lớn như vậy cho tập đoàn Nhạn Thanh. Hơn nữa, tập đoàn Thịnh Thiên nắm giữ rất nhiều nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Giá chúng tôi đưa ra với tập đoàn Nhạn Thanh vốn là giá bán buôn, cùng lắm thì ít lợi nhuận hơn một chút mà thôi. Bớt đi vài tỷ lại kết bạn được với tập đoàn Nhạn Thanh là một lợi ích lớn. Không phải ý của tôi đâu. Chủ tịch của tôi đã nói như vậy đấy. Nghe Lữ Oánh giải thích, Tần Thanh Tâm mới hiểu ra. Vậy thì cảm ơn sếp Lữ nhiều. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện hợp tác với cấp trên, nếu không có vấn đề sẽ liên hệ với chị sau. Tần Thanh Tâm cẩn trọng nói. Tuy mối làm ăn này rất lớn, rất có lợi cho tập đoàn Nhạn Thanh nhưng cô vẫn phải báo cáo với Lạc Bân trước. Lữ Oánh cũng không để bụng, khẽ cười đáp, được, không thành vấn đề. Lúc này, đồ ăn cũng được dọn ra. Bàn xong chuyện công việc rồi. Bây giờ chúng ta cứ ăn uống thoải mái, nói chuyện phiếm thôi. Lữ Oánh bật cười nói. Lữ Oánh rất có tài ăn nói, học rộng biết nhiều. Dường như không có chuyện gì khắp trời Nam đất Bắc mà cô ta không biết. Hai người trò chuyện từ quần áo đến mỹ phẩm, từ ăn uống tới làm đẹp. Bữa cơm này kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Nào Thanh Tâm, chúng ta uống thêm một ly.
uống xong ly này là phải tạm biệt rồi. Lữ Oánh rót cho Tần Thanh Tâm và mình mỗi người một ly trà bưởi. Tần Thanh Tâm cũng vui vẻ nhận chén rồi cười đáp, em rất vui vì được quen biết người phụ nữ giỏi giang như chị Lữ. Chị Lữ, em xin dùng trà thay rượu kính chị một ly. Một bữa cơm đã khiến hai người phụ nữ trở thành chị em tốt. Trong mắt Lữ Oánh hiện lên một tia trêu tức, ngoài mặt vẫn vui vẻ nâng chén, được, chúng ta cạn nào. Hai người đều uống một hơi cạn sạch. Thanh Tâm, lát nữa chị còn phải đi gặp một khách hàng lớn, tiện được đưa em về tập đoàn Nhãn Thanh luôn. Sau khi ra ngoài, Lữ Oánh đột nhiên nói. Lúc hai người đi ăn, Tần Thanh Tâm không lái xe mà đi cùng xe với Lữ Oánh. Dương Thanh Sa sầm mặt, trầm giọng nói, ông cứ âm thầm theo dõi, thường xuyên báo cáo tuyến đường của ông cho tôi. Vâng, Tiền Bưu đáp lời. Nhưng ông ta vừa mới cúp máy, một chiếc xe tải hạng nặng đột nhiên lao tới. Rầm, chiếc Passat bay lên không trung lộn mấy vòng liên tục rồi rơi xuống đất, trượt dài mấy chục mét về phía trước mới dừng lại. Trông thấy tai nạn kinh hoàng ấy, người đi đường bốn phía đều sợ ngây người. Nếu là bình thường, người trong xe đã chết tươi rồi. Nhưng cửa xe lại bị đá văng ra từ bên trong, một người máu me toàn thân giãy giụa bò ra khỏi xe. Tiền Bưu đứng trên mặt đất, toàn thân run rẩy. May mà chiếc Passat này đã được cải tiến đặc biệt, tính an toàn cực mạnh. Nếu không dù Tiền Bưu từng là vua bóng đêm của biên giới phía Bắc cũng phải bỏ mạng trong tai nạn xe này. Giờ ông ta muốn tìm kiếm xe của Lữ Oánh cũng không còn bóng dáng. Chết tiệt! Tiền Bưu nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận. Rốt cuộc ông ta ý thức được, Tần Thanh Tâm thực sự gặp chuyện. Tai nạn xe nghiêm trọng vừa rồi không thể là chuyện trùng hợp. Còn chiếc xe tải kia đã biến mất lâu rồi. Ông đừng động đậy nhiều, tôi gọi cấp cứu rồi. Đợi bác sĩ tới kiểm tra đã. Có người tốt bụng bước tới khuyên nhủ. Tiền Bưu thấy đối phương cầm điện thoại, dứt khoát cướp đi gọi cho Dương Thanh, cậu Thanh, xảy ra chuyện rồi. Dương Thanh đang đuổi trên đường nghe vậy lập tức nổi giận, dù là ai cũng phải trả giá đắt cho chuyện này. Sau khi cúp máy, Dương Thanh lập tức gọi thêm mấy cuộc điện thoại. Toàn bộ các gia tộc lớn của Yến Đô đồng loạt hành động. Điều động toàn bộ người ra ngoài tìm kiếm Tần Thanh Tâm. Ở nhà họ Diệp, Diệp Mạn nghe Dương Thanh báo tin lập tức gọi cả gia tộc đi tìm. Cùng lúc đó, Vũ Văn Cao Dương cũng ra lệnh cho người trong gia tộc Vũ Văn, lập tức phong tỏa toàn bộ Yến Đô. Hoàng Thiên Hành cũng vội vàng triệu tập toàn bộ người đi tìm kiếm Tần Thanh Tâm. Lần đầu tiên ba trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô ăn ý hành động, khí thế rất lớn. Không chỉ như vậy, bốn nhà Hàn, Quan, Trần, Hồng cũng triệu tập hết thảy mọi người tìm kiếm. Rất nhiều gia tộc ở Yến Đô giật mình kinh hãi. Nếu các gia tộc lớn kia muốn nhằm vào một nhà nào đó, chỉ sợ dù là ai cũng không chống đỡ nổi. Yến Đô sắp biến đổi rồi. Nhiều người có máu mặt nghe tin nhiều gia tộc lớn đồng loạt hành động đều cảm thán. Lúc này Dương Thanh như một con dã thú điên cuồng, lái xe đến vận tốc cực đại. Chiếc Phaeton đặt làm riêng lao vun vút trên đường lớn như tia chớp. Trong đầu Dương Thanh xuất hiện một vài đối tượng đáng nghi. Tiền Bưu là vua bóng đêm theo dõi người ta còn có thể bị phát hiện, chứng tỏ lai lịch của đối phương không nhỏ, chỉ sợ đã biết Tiền Bưu âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm từ trước. Nếu không Tiền Bưu sẽ không trùng hợp gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy. Thế lực có thể làm được như vậy ngoài nhà họ Tiết và nhà họ Tào từng có xích mích với Dương Thanh cũng chỉ còn hiệp hội võ thuật. Dù là tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không thể có người phát hiện ra Tiền Bưu. Hiệp hội võ thuật chính là thế lực lấy võ làm chính, mấy lần giao đấu trước đó đều là công khai. Sau khi Dương Thanh đánh bại cao thủ xếp thứ tư là Lý Kình, hiệp hội võ thuật không tiếp tục phái người tới đối phó anh nữa. Vậy nên khả năng là hiệp hội võ thuật không lớn. Còn nhà họ Tào, lần trước Dương Thanh thắng hơn 10 tỷ ở Club Hoàng Kim đã dọa sợ Tào Huy. Nghe nói đến tận bây giờ nhà họ Tào vẫn chưa biết Tào Huy làm tổn thất hơn 10 tỷ của Club Hoàng Kim. Chắc chắn là Tào Huy cố ý giấu giếm chuyện này, nếu không nhà họ Tào sẽ không nén giận lâu như vậy. Vậy nên trước khi nhà họ Tào biết chuyện có lẽ sẽ không làm gì Dương Thanh. Chỉ còn lại nhà họ Tiết. Trước đó nhà họ Tiết phái hai tử sĩ tới ám sát Dương Thanh nhưng đều thất bại. Lần này Tần Thanh Tâm bị bắt đi rất có thể là do nhà họ Tiết giở trò, biết không thể đấu lại Dương Thanh nên ra tay từ người bên cạnh anh. Bây giờ ông ta chỉ cần chờ tin tốt Dương Thanh bỏ mạng. Cùng lúc đó, Lữ Oánh đã lái xe tới một trường học bị bỏ hoang. Chủ gia tộc, tôi đưa người tới rồi. Lữ Oánh xuống xe nhìn thấy Lê Chiết dẫn theo hai người trung niên mặc áo vải đi tới. Lúc này, trong mắt Lê Chiết tràn đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, cậu nhất định phải chết.
Tần Thanh Tâm cũng bị mang ra khỏi xe. Bấy giờ cô cũng dần tỉnh lại, mở mắt liền hoảng sợ phát hiện mình bị đưa tới một trường học bị bỏ hoang. Chị Lữ, sao chị lại đưa em tới đây? Tần Thanh Tâm vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình, sốt ruột hỏi Lữ Oánh. Lữ Oánh cười lạnh một tiếng, danh con, mày đừng gọi tao là chị. Mày không xứng. Trong đầu Tần Thanh Tâm nổ ầm ầm, vẻ mặt khó tin nhìn Lữ Oánh. Lúc ở nhà hàng, Lữ Oánh rất thân thiện, cô cũng rất kính nể học thức của cô ta, cứ tưởng mình đã tìm được người chị tri kỷ. Bây giờ Lữ Oánh lại đưa cô tới nơi hoang tàn này, quan trọng là còn có ba gương mặt xa lạ. Nhất là người trung niên dẫn đầu, vẻ mặt dữ tợn như muốn nuốt chửng cô. Tần Thanh Tâm có ngốc đến đâu cũng phải biết mình đã bị bắt cóc. Các người là ai? Sao lại đưa tôi tới đây? Tần Thanh Tâm cố kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cắn răng hỏi. Bốp! Lữ Oánh tát vào mặt cô, quát lớn, câm miệng cho tao. Nếu mày còn nói nhảm thêm một câu, tao sẽ đập chết mày. Tần Thanh Tâm sợ phát khóc, cảm thấy vô cùng hối hận. Tại cô quá ngu ngốc, mới gặp Lữ Oánh lần đầu đã tin tưởng cô ta, còn tưởng là chị em tốt. Nếu cô biết cảnh giác một chút đã không bị bắt tới đây. Chủ gia tộc, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Lữ Oánh không muốn bị liên lụy quá nhiều, định bỏ đi. Lê Chiết lạnh lùng nhìn cô ta, đi đi. Đoàng. Nhưng Lữ Oánh vừa quay người, tiếng súng chói tai chợt vang lên, cô ta ngã lăn ra đất. Á! Tần Thanh Tâm thấy Lữ Oánh trúng đạn mà chết, hoảng sợ hét toáng lên. Toàn bộ người liên quan đến chuyện này đều phải chết. Trong mắt Lê Chiết tràn đầy tàn nhẫn, khẩu súng câu trong tay ông ta còn phả ra khói xanh. Tiết Nguyên Bá đã dặn dò phải làm thật sạch sẽ, nếu không sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Các ông thả tôi ra đi. Chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, anh ấy rất giàu có. Chỉ cần ông thả tôi ra, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tần Thanh Tâm thấy Lê Chiết nhìn mình, vội vàng run rẩy nói. Tôi biết chồng cô là ai, không cần phải giới thiệu. Nói cho cô biết, cô bị bắt cóc là vì thằng chồng khốn nạn kia của cô đấy. Lê Chiết nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ta hủy hoại toàn bộ của nhà họ Lê, cậu ta phải đền mạng. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm sợ phát khiếp. Lê Chiết có thể dứt khoát bắn chết Lữ Oánh, bây giờ lại căm hận Dương Thanh như vậy. Nếu Dương Thanh tới sẽ chỉ còn đường chết. Huống hồ cô đã bị Lê Chiết khống chế. Nếu ông ta dùng tính mạng của cô để uy hiếp, Dương Thanh chỉ có thể nghe theo. Càng nghĩ Tần Thanh Tâm càng lo sợ. Nhưng trước khi chồng cô tới, chúng ta có thể chơi đùa một chút. Lê Chiết nhìn gương mặt xinh đẹp của Trần Thanh Tâm, dục vọng trỗi dậy, trong mắt chỉ còn sự tà ác. Tần Thanh Tâm biết đối phương muốn làm gì, hốt hoảng đứng dậy bỏ chạy. Cô há miệng ra cho tôi. Lê Chiết nổi giận gào lên muốn ngăn lại. Tần Thanh Tâm đã cắn vào đầu lưỡi, ánh mắt tuyệt vọng dữ tợn nhìn Lê Chiết. Cô muốn nhớ kỹ kẻ hại chết mình. Đến khi làm quỷ sẽ không tha cho kẻ cầm thú này. Grrr. Đúng lúc này tiếng động cơ gào thét vang lên. Một chiếc Phaeton màu đen vọt vào. Kít! Lốp xe ma sát trên mặt đất. Chiếc xe lượn một vòng đẹp mắt đỗ lại ngay giữa trường học bị bỏ hoang. Dương Thanh bước ra khỏi xe, thấy Tần Thanh Tâm tuyệt vọng cắn lưỡi, lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu. Tâm, em đừng làm vậy. Dương Thanh nổi giận gầm lên. Tần Thanh Tâm vốn đang tuyệt vọng nghe thấy giọng nói của Dương Thanh lập tức sững người. Lê Chiết cũng kinh hãi nói, sao cậu biết chúng tôi ở đây? Ông ta chọn nơi hoang vu này vì xung quanh không hề có camera giám sát. Dù Dương Thanh có thể tìm tới đấy cũng phải tốn ít nhất 2 tiếng. Nhưng lúc này mới trôi qua được nửa tiếng ngắn ngủi. Chồng ơi! Tần Thanh Tâm hét lên, nước mắt rơi lã chã. Cô đã quyết định thà chết, thế nhưng trông thấy Dương Thanh, cảm xúc hoàn toàn vỡ òa. Hai mắt Dương Thanh đỏ sậm, cố gắng dịu giọng nói, vợ ơi, có anh ở đây rồi. Không ai có thể làm hại em được. Hai cao thủ mặc áo vải sau lưng Lê Chiết nghiêm túc nhìn Dương Thanh. Bọn họ cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra từ người anh. Trước khi đi theo Lê Chiết, bọn họ đã biết lần này phải đối phó với một cao thủ rất mạnh. Nhưng đến khi gặp được Dương Thanh, bọn họ vẫn không khỏi kinh ngạc. Một người trẻ tuổi có khí thế đáng sợ như vậy, quả thực rất dọa người. Lê Chiết, ông mau thả vợ tôi ra, tôi có thể tha cho ông và nhà họ Lê một con đường sống. Dương Thanh nén giận nhìn chằm chằm Lê Chiết. Anh không ngờ người bắt cóc Tần Thanh Tâm lại là ông ta. Vợ cậu đang nằm trong tay tôi, sao cậu còn dám phách lối như vậy? Lê Chiết châm chọc nói, dí họng súng câu vào huyệt thái dương của Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm hoảng sợ run lẩy bẩy. Thấy vợ mình sợ hãi,
Dương Thanh thấy lòng mình tan nát. Anh cố giữ bình tĩnh nói, coi như là vì nhà họ Lê, hy vọng ông đừng làm gì xúc động. Con mẹ nó sao mày còn dám uy hiếp tao? Tao đã dám bắt cóc vợ mày nghĩa là không màng sống chết. Mày dùng nhà họ Lê để uy hiếp tao có tác dụng gì? Nào ngờ Lê Chiết lại càng xúc động, giận dữ hét, quỳ xuống. Mày lập tức quỳ xuống cho tao. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cầu xin tao tha cho vợ mày. Tần Thanh Tâm hốt hoảng giãy giụa, chồng ơi, anh đừng nghe theo ông ta. Ông ta điên rồi. Dù anh quỳ xuống cầu xin, ông ta cũng không bỏ qua cho chúng ta đâu. Nếu em chết đi, anh nhất định phải bảo vệ con gái chúng ta thật tốt. Vì con gái, anh phải sống bình an. Tần Thanh Tâm điên cuồng giãy giụa. Câm miệng, cô câm ngay cho tôi. Lê Chiết bóp cổ Tần Thanh Tâm, quát lớn. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe gầm thét lại vang lên, từng chiếc xe hơi xông thẳng vào. 10 chiếc, 30 chiếc, 50 chiếc, 100 chiếc. Vậy mà vẫn chưa kết thúc, xe vẫn không ngừng xông vào. Mỗi chiếc xe đều có 4-5 gã cao to lực lưỡng bước xuống. Lê Chiết thấy vậy sợ chết khiếp, toàn thân run bần bật. Ông ta biết Dương Thanh không đơn giản nhưng không ngờ chỉ trong vòng nửa tiếng anh đã có thể huy động được nhiều người tới vậy. Vù vù vù. Trên bầu trời chợt truyền ra tiếng quạt xé gió. Lê Chiết ngẩng đầu trông thấy 3 chiếc trực thăng bao vây ở phía trên. Đến tận lúc này, Lê Chiết mới biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ông ta cứ nghĩ bắt được Tần Thanh Tâm, Dương Thanh sẽ phải ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng bây giờ có nhiều người đến vậy. Quan trọng là chắc chắn có cả tay súng bắn tỉa. Chỉ cần lơ là sẽ bị bắn nổ đầu ngay lập tức. Ông ta cứ nghĩ sau khi giết được Dương Thanh, mình có thể an toàn trở ra. Nhưng hiện giờ dù có diệt được Dương Thanh, ông ta cũng không có khả năng sống sót rời đi. Hai cao thủ áo vải sau lưng Lê Chiết cũng đang hoảng sợ. Nhiệm vụ của bọn họ là giúp Lê Chiết lấy mạng Dương Thanh, sau đó giết Lê Chiết diệt khẩu. Chuyện này không được liên lụy tới nhà họ Tiết. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, chỉ e bọn họ sẽ phải thất bại. Lùi lại, mau bảo bọn họ lùi lại hết đi. Lê Chiết biết mình không thoát được, kích động hét lên, cút hết đi cho tao. Dương Thanh, mày mau bảo bọn họ cút đi, nếu không tao sẽ giết vợ mày. Mau đuổi bọn họ đi. Lê Chiết vừa khống chế Tần Thanh Tâm lùi lại tìm kiếm sự che chắn vừa gào lên. Đoàng! Đúng lúc này, tiếng súng bỗng vang lên. Lê Chiết đang ép Tần Thanh Tâm lùi về sau chợt ngừng bước, giữa trán xuất hiện một lỗ máu. Á! Tần Thanh Tâm hoảng sợ hét lên rồi ngất xỉu. Lên! Hai cao thủ áo vải sau lưng Lê Chiết đồng loạt vọt tới chỗ cô. Nhiệm vụ của bọn họ là giết Dương Thanh. Lê Chiết đã chết, vậy thì bọn họ chỉ có thể tự ra tay. Cút! Từ lúc tiếng súng bắn tỉa vang lên, Dương Thanh đã biến mất tại chỗ. Tần Thanh Tâm sợ quá ngất xỉu, chưa kịp ngã xuống đất đã được anh kịp thời đỡ lấy. Dương Thanh, còn yên tâm, mọi người đều sẽ bảo vệ Thanh Tâm. Vũ Văn Cao Dương cũng dẫn cao thủ tới, nghiêm giọng nói. Dương Thanh khẽ gật đầu, cất bước đi tới chiến trường. Cậu không phải đối thủ của bọn họ, tránh ra đi. Dương Thanh từng bước tới gần, cả người tỏa ra sát khí dày đặc như ác ma đến từ địa ngục. Mã Siêu đang đấu với hai cao thủ nghe Dương Thanh nói thế lập tức tránh ra. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi anh ta đã bị hai người họ liên thủ đánh bị thương nặng, nếu không vì mới đột phá thì đã bị lấy mạng rồi. Anh Thanh, nhớ giữ lại người sống. Mã Siêu nhắc nhở một câu. Anh ta lo lắng Dương Thanh quá tức giận sẽ giết chết họ. Chuyện hôm nay rất kỳ quặc. Một mình nhà họ Lê sẽ không dám động tới vợ Dương Thanh. Nhất là đột nhiên xuất hiện hai cao thủ mạnh như vậy. 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô không thể có cao thủ cấp bậc này được. Dương Thanh không đáp lời, trong mắt chỉ còn sát khí mãnh liệt. Hai cao thủ áo vải cũng cảm thấy áp lực khủng khiếp, vẻ mặt nghiêm túc. Sao cậu lại trở về? Mau đi giúp Dương Thanh đi. Diệp Mạn thấy Mã Siêu chạy ra, vội vàng nói. Vũ Văn Cao Dương cũng vô cùng lo lắng. Thấy Mã Siêu và hai cao thủ kia giao đấu, ông ta biết bọn họ rất mạnh. Đến cả chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô như ông ta cũng chưa từng nghe tới hai cao thủ này. Mã Siêu, cậu đi giúp Dương Thanh đi, Vũ Văn Cao Dương cũng trầm giọng nói. Mã Siêu đắng chát nói, mọi người yên tâm, anh Thanh đã ra tay, bọn họ chỉ còn đường chết. Thực ra Mã Siêu muốn nói vừa rồi mình đã bị thương nặng, bây giờ muốn giúp Dương Thanh cũng không thể. Thật sao? Diệp Mạn hoài nghi hỏi. Từ khi bà ta nhận đứa con rể này vẫn luôn thấy áy náy, muốn đền bù. Bà ta rất lo lắng khi thấy một mình Dương Thanh phải đối mặt với hai cao thủ mạnh như vậy. Chắc chắn.
Mã Siêu dứt lời liền ho ra máu. Bấy giờ mọi người mới biết anh ta đã bị thương dù chỉ đánh vài giây ngắn ngủi. Cậu bị thương rồi sao? Diệp Mạn hoảng sợ hô lên. Mã Siêu khẽ gật đầu, cảm thấy kiệt sức. Hay là chúng ta dùng tay súng bắn tỉa, Diệp Mạn hỏi Vũ Văn Cao Dương. Vũ Văn Cao Dương thở dài nói, thực lực của hai cao thủ kia quá kinh khủng, súng bắn tỉa không thể khóa chặt mục tiêu, rất có thể sẽ bắn phải Dương Thanh. Thế ông nói đi, phải làm thế nào bây giờ? Diệp Mạn không hài lòng với câu trả lời của Vũ Văn Cao Dương, đỏ mắt nói, nó là con trai ông, chẳng lẽ ông muốn trơ mắt đứng nhìn một mình nó nghênh chiến sao? Mã Siêu đứng cạnh cảm thấy bất lực. Rõ ràng Diệp Mạn không hề tin Dương Thanh có thể đánh bại hai cao thủ áo vải kia. Vũ Văn Cao Dương cũng lo lắng, trầm giọng nói, chính vì nó là con tôi nên tôi còn lo lắng hơn bà. Nhưng nó đấu với cao thủ cấp bậc này, chúng ta có tư cách tham gia không? Cậu Thanh ra tay rồi. Đúng lúc này có người giật mình hô lên. Diệp Mạn và Vũ Văn Cao Dương vội vàng nhìn sang. Bịch, bịch. Ngay sau đó, hai cao thủ áo vải lần lượt bay ngược ra ngoài. Người chưa chạm đất đã phun máu. Hai người kia ngã lăn ra đất, muốn bò dậy mà không thể. Mọi người thấy thế đều sợ ngây người. Diệp Mạn và Vũ Văn Cao Dương há hốc mồm. Dù bọn họ từng chứng kiến sự lợi hại của Dương Thanh nhưng hai cao thủ hôm nay mạnh hơn toàn bộ đối thủ lúc trước của anh. Chỉ e là người của vương tộc và hoàng tộc. Thế mà bọn họ chưa kịp phản ứng đã thấy hai người kia bị đánh bay mười mấy mét, phụt máu ngã nhào. Dương Thanh mạnh tới mức này rồi sao? Nhà họ Tiết phái các ông tới phải không? Dương Thanh bỗng hỏi. Sắc mặt hai người lập tức biến đổi. Dương Thanh tinh mắt phát hiện ra. Khi hai người kia ý thức được mình đã bại lộ nhà họ Tiết, tất cả đều đã muộn. Nhưng việc đến nước này, bọn họ cũng bất lực, cùng nhau cắn nát túi thuốc độc trong miệng. Cả hai đồng loạt sùi bọt mép, co quắp vài cái rồi tắt thở. Dương Thanh đứng tại chỗ, sát khí lấp lóe trong con ngươi đen nhánh. Nhà họ Tiết đã muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng các người. Dương Thanh đột nhiên lên tiếng. Cùng lúc đó trong một căn biệt thự cao cấp ở ngoại ô. Tiết Nguyên Bá đứng cạnh cánh cửa sổ sát sàn nhìn về phương xa, không biết vì sao thấy sống lưng rét lạnh, tinh thần hoảng hốt. Không thể nào, Dương Thanh chắc chắn phải chết. Ông ta nghĩ tới khả năng nào đó, vội vàng tự phủ nhận. Hôm nay có rất nhiều gia tộc tham gia giải cứu Tần Thanh Tâm, chứng kiến Dương Thanh tiện tay đánh giết hai cao thủ cực mạnh kia, tất cả đều chết sững. Vũ Văn Cao Dương nghĩ tới Dương Thanh vốn là người của gia tộc Vũ Văn lại cảm thấy đau thương. Nhưng ông ta cũng không hối hận đã đuổi hai mẹ con anh ra khỏi Yến Đô. Ông ta làm vậy cũng vì bảo vệ họ. Diệp Mạn vẫn luôn lo lắng cho Dương Thanh trố mắt nhìn. Tuy bà ta từng chứng kiến thực lực của Dương Thanh nhưng không ngờ anh có thể mạnh tới mức này. Thực lực của hai cao thủ áo vải kia mạnh hơn toàn bộ người của tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Nhưng ở trước mặt Dương Thanh, hai người kia lại không chịu nổi một đòn, chưa chạm được tới quần áo của anh đã bị lấy mạng. Anh Thanh yên tâm. Chị dâu chỉ bị dọa sợ nên mới ngất đi thôi. Thấy Dương Thanh lo âu nhìn Tần Thanh Tâm, Mã Siêu vội vàng bước tới an ủi. Dương Thanh khẽ gật đầu, về đi. Tần Thanh Tâm quả thực không sao, quá sợ hãi nên mới ngất xỉu. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Dương Thanh đang ngồi cạnh giường bệnh, lập tức òa khóc nhào vào lòng anh. Dương Thanh lẳng lặng ôm vợ mình, sát khí trong mắt càng thêm mãnh liệt. Lần này suýt chút nữa cô đã bị anh liên lụy, bây giờ nghĩ lại vẫn chưa hết hoảng sợ. Anh có thể chắc chắn nhà họ Tiết đứng sau toàn bộ. Nếu không, nhà họ Lê chắc chắn sẽ không dám làm vậy. Khi màn đêm buông xuống, Mã Siêu gọi điện tới. Anh Thanh, không tìm thấy người nhà họ Tiết. Mã Siêu trầm giọng báo cáo. Dương Thanh đã đoán trước được kết quả này. Yến Đô rất rộng lớn, dù anh có thể huy động được nhiều thế lực, nhà họ Tiết vẫn có thể dễ dàng lẩn trốn ở Yến Đô. Được, tôi biết rồi. Dương Thanh lạnh nhạt đáp. Ba ngày sau đó, Yến Đô đều bị lục tung lên. Mấy gia tộc hàng đầu âm thầm tìm kiếm người nhà họ Tiết nhưng vẫn không có kết quả. Trong một tòa biệt thự cao cấp nào đó ở ngoại ô Yến Đô, Tiết Nguyên Bá chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, nơm nớp lo sợ. Ông ta bị vây ở đây suốt ba ngày, bây giờ không có cách nào rời khỏi Yến Đô. Thám tử của gia tộc ở Yến Đô báo tin, hầu như toàn bộ Yến Đô đều đang tìm kiếm người nhà họ Tiết. Tiết Nguyên Bá cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ông ta là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, đứa con được Tiết Vương yêu quý nhất, có khả năng thừa kế vị trí chủ vương tộc nhất. Vậy mà ông ta lại bị vây hãm ở Yến Đô. Chết tiệt! Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Thanh, sao mày dám ra tay với nhà họ Tiết?
không biết chữ chết viết thế nào à? Ông ta mới nhận được tin sản nghiệp của nhà họ Tiết ở Yến Đô bị tổn thất nghiêm trọng, nơi bị niêm phong, nơi bị đóng cửa hoặc người quản lý cuỗm tiền bỏ trốn. Mày đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì đừng trách tao. Hai mắt Tiết Nguyên Bá lóe sáng, lập tức gọi một cuộc điện thoại, tôi muốn tập đoàn Nhạn Thanh đóng cửa trong vòng 3 ngày. Trong phòng chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh đang đọc tài liệu xếp la liệt trên mặt bàn. Vừa thấy đến giờ tan làm, Lạc Bân đã hốt hoảng chạy vào. Chủ tịch, dự án Thành Cửu Châu xảy ra chuyện rồi. Lạc Bân lo lắng kêu lên. Từ từ nói. Dương Thanh bình tĩnh lên tiếng. Đến cả sản nghiệp nhà họ Tiết anh cũng dám động vào, còn gì khiến anh sợ được nữa. Công ty cung ứng vật liệu đột nhiên đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Lạc Bân đỏ mắt nói, tôi đã dùng toàn bộ quan hệ cũng không tìm được công ty nào chịu cung cấp vật liệu cho dự án này. Nghe vậy, Dương Thanh đã biết chuyện gì xảy ra. Với địa vị hiện giờ của tập đoàn Nhạn Thanh ở Yến Đô, công ty cung ứng nào dám đơn phương hủy hợp đồng. Rõ ràng là nhà họ Tiết đang dở trò quỷ. Bọn họ làm vậy không sợ phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng khổng lồ sao, Dương Thanh hỏi. Ồ, xem ra lợi ích này rất béo bở, nếu không sao chủ tịch Kim lại không tiếc đắc tội tập đoàn Nhạn Thanh, đơn phương hủy hợp đồng với họ. Người trung niên nằm trên giường cười nói. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một người thanh niên bước vào, các cô ra ngoài hết đi. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Mấy cô gái massage nước ngoài tưởng Dương Thanh quen biết chủ tịch Kim bèn đứng dậy rời đi. Thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại chủ tịch Kim, người trung niên nằm trên giường massage và Dương Thanh. Này chàng trai, cậu vào nhầm phòng rồi à? Người trung niên trên giường bỗng nhiên lên tiếng. Dương Thanh ngó lơ ông ta, đi tới cạnh hồ bình tĩnh nhìn chủ tịch Kim. Chào chủ tịch Kim, tôi là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh. Hầu như ai ở Yến Đô cũng biết tới tập đoàn Nhạn Thanh nhưng rất ít người biết chủ tịch của tập đoàn này là ai. Lúc này Dương Thanh đột nhiên xuất hiện tự xưng là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh khiến chủ tịch Kim và bạn sửng sốt. Ha 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 ha. Hai người im lặng rồi cùng cười phá lên. Buồn cười chết mất. Một thằng nhóc danh cũng dám nhận là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh sao? Chủ tịch Kim cười lớn nói, nếu cậu là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, ông đây chính là chủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người trung niên nằm trên giường massage cũng cười nói, danh con, nếu cậu tới làm trò thì khỏi đi, tranh thủ lúc chúng tôi còn hiền, mau cút đi. Hai người họ không thèm coi Dương Thanh ra gì, bởi vì trông anh còn quá trẻ. Từ rất nhiều năm về trước tập đoàn Nhạn Thanh đã tiến vào top 500 công ty lớn nhất thế giới, sao lại có thể nằm trong tay một chàng trai trẻ được. Dương Thanh cũng không tức giận, chỉ cười nhạt một tiếng, chủ tịch Kim. Tôi rất muốn biết rốt cuộc nhà họ Tiết đã cho ông bao nhiêu lợi ích để ông từ bỏ đối tác lớn như tập đoàn Nhạn Thanh. Nghe thấy thế chủ tịch Kim lập tức hoảng hốt, không dám tin vào tai mình. Người nằm trên giường massage cũng kinh hãi ngồi dậy. Chủ tịch Kim là người kinh sợ nhất. Bởi vì nhà họ Tiết đã cảnh cáo không được để lộ quan hệ của mình với bọn họ ra ngoài. Đến cả bạn tốt nhất của ông ta là Lưu Long cũng không biết, vậy mà Dương Thanh lại biết được. Lưu Long chính là người trung niên trên giường massage, trông thấy vẻ mặt của chủ tịch Kim liền biết Dương Thanh nói đúng. Danh con, cậu đừng nói lung tung, hủy hợp đồng với tập đoàn Nhạn Thanh là do tôi tự quyết định, không liên quan đến bất cứ ai khác. Chủ tịch Kim vội vàng phủ nhận. Dương Thanh cười lạnh nói, ông không muốn thừa nhận cũng không sao. Tôi tới tìm ông chỉ vì một chuyện. Chuyện gì, chủ tịch Kim vô thức hỏi. Dương Thanh nhếch khóe môi cười châm chọc, thu mua công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Cả chủ tịch Kim và Lưu Long đều sợ ngây người. Một lúc lâu sau, chủ tịch Kim mới lấy lại tinh thần, lạnh giọng hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Cậu có chắc không phải đang nói đùa hay không? Ông trông tôi có giống đang nói đùa không? Dương Thanh cười híp mắt hỏi. Không biết tại sao chủ tịch Kim và Lưu Long cứ cảm thấy nụ cười của Dương Thanh rất rùng rợn. Cút! Chủ tịch Kim nổi giận quát, lúc ông đây sáng lập công ty Trấn Long, con mẹ nó cậu còn chưa sinh ra đấy. Cậu xứng thu mua công ty của ông đây sao? 100 tỷ. Dương Thanh hào phóng nói. Sắc mặt chủ tịch Kim lập tức trở nên âm trầm. Giá thị trường của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long đã đạt tới 300 tỷ. Vậy mà Dương Thanh muốn dùng 100 tỷ để thu mua công ty của ông ta. Tôi cho cậu cơ hội xin lỗi, nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã được sinh ra. Chủ tịch Kim lạnh giọng uy hiếp. Dương Thanh bình thản lên tiếng, 80 tỷ. Chủ tịch Kim và Lưu Long nhìn anh như đang nhìn kẻ ngốc. Con mẹ nó cậu bị điên à? Cậu là con cái nhà ai? Mau gọi điện cho bố cậu tới đón đi. Lưu Long giễu cợt.
Chủ tịch Kim cũng xa sầm mặt nói, trong vòng 10 giây lập tức cút đi cho tôi. Dương Thanh lại nói tiếp, 50 tỷ. Bấy giờ, Chủ tịch Kim hoàn toàn bị chọc giận, rút một khẩu súng lục từ trong khăn tắm chĩa thẳng vào đầu anh, cậu muốn chết hả? Thấy ông ta rút súng, Dương Thanh vẫn chẳng mảy may sợ hãi, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Xem ra Chủ tịch Kim thật sự không muốn cho tôi thu mua công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Vậy thì tôi đành phải chờ đến khi giá thị trường của công ty ông sụt giảm lại tới bàn chuyện tiếp. Dứt lời, Dương Thanh quay lưng ra ngoài. Một thằng ngu cũng dám đùa cợt với tao, mày có tư cách sao? Thấy Dương Thanh định rời đi, Chủ tịch Kim lại tưởng anh sợ, lạnh giọng mắng. Rồi lấy một điếu thuốc nhét vào miệng. Két! Họng súng của ông ta đột nhiên bật ra một ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc. Ngay sau đó lại có một người xông vào hoảng sợ báo cáo. Chủ tịch Kim, kho vật liệu của chúng ta bị niêm phong rồi. Chủ tịch Kim chưa kịp lấy lại tinh thần lại có thêm người chạy tới báo tin dữ. Chủ tịch Kim sụi lơ trên ghế làm việc, vẻ mặt bàng hoàng. Sao, sao lại như vậy? Công ty vật liệu xây dựng Trấn Long vừa dựa vào nhà họ Tiết, thế mà bây giờ lại gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Mỗi cái đều là tai họa lớn. Công ty ở cấp bậc như Trấn Long chỉ cần có một tin tức bất lợi đã đủ để khiến giá thị trường sụt giảm. Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch Kim nổi giận gào lên. Lưu Long cau mày, bỗng lên tiếng, e là có người đứng sau đang nhằm vào ông. Chủ tịch Kim nghiến răng nghiến lợi nói, với địa vị của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long, ai dám động vào? Chủ tịch Kim, giá cổ phiếu của công ty vẫn đang không ngừng sụt giảm. Ước tính từ lúc bắt đầu giao dịch đến giờ đã mất hơn chục tỷ. Cứ thế này chỉ sợ hôm nay sẽ còn giảm thêm hơn 10 tỷ nữa. Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Tài chính trầm giọng nói, hiện giờ giá trị sụt giảm chỉ là việc nhỏ. Quan trọng là trên mạng có rất nhiều tin tức vật liệu của công ty chúng ta có vấn đề. Nếu không mau chóng ép xuống chỉ sợ đến phiên giao dịch chứng khoán ngày mai sẽ xuống kịch sàn. Với tốc độ sụt giảm giá trị hiện giờ, tối đa 3 ngày nữa. Công ty vật liệu xây dựng Trấn Long sẽ phải xin phá sản. Sắc mặt Chủ tịch Kim trắng bệch. Ông ta vừa mới thảo luận với Lưu Long tập đoàn Nhạn Thanh có thể chống đỡ mấy ngày. Bây giờ công ty của ông ta lại có nguy cơ sụp đổ trước. Chủ tịch Kim, liệu chuyện này có liên quan tới thằng nhóc chúng ta gặp ở Ngự Thủy Uyển tối qua không? Lưu Long bỗng hỏi. Chủ tịch Kim lập tức lắc đầu, không thể nào. Một thằng danh con như nó làm được như vậy, tôi sẽ ăn sạch 3 cân cánh gà nướng. Không biết Chủ tịch Kim có hài lòng với món quà của tôi không? Đúng lúc này, có hai người đột nhiên bước vào văn phòng của ông ta. Chủ tịch Kim và Lưu Long trông thấy người trẻ tuổi trước mặt liền xanh mặt. Chính là Dương Thanh mà bọn họ vừa mới gặp tối qua ở Ngự Thủy Uyển. Lạc Bân đi theo sau lưng anh. Chủ tịch Kim và Lưu Long không biết Dương Thanh nhưng đã từng gặp mặt Lạc Bân, lại còn rất quen thuộc. Phải rồi, tôi xin chính thức giới thiệu với Chủ tịch Kim, tôi là Dương Thanh. Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh cười híp mắt nói. Đến tận lúc này, Chủ tịch Kim và Lưu Long mới biết Dương Thanh thực sự là Chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Nếu không sao Lạc Bân lại đi theo cậu ta tới đây. Chuyện của công ty Trấn Long đều do mày gây ra hả? Chủ tịch Kim căm tức chất vấn Dương Thanh. Anh cười nhạt một tiếng, ngồi xuống sofa đáp, nếu Chủ tịch Kim đồng ý bán lại Trấn Long cho tôi, mức giá 100 tỷ tối qua sẽ vẫn giữ nguyên. Chủ tịch Kim chợt nở nụ cười. Danh con, mày là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh thì đã sao? Mày nói mày chèn ép cổ phiếu của công ty tao là tao phải tin à? Lạc Bân cười lạnh nói, ông đừng không tin chủ tịch của chúng tôi, mọi chuyện đều do cậu ấy làm đấy. Con mẹ nó ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi? Chủ tịch Kim giận tím mắt quát lớn. Dương Thanh híp mắt nói với Lạc Bân, xem ra chủ tịch Kim không tin rồi. Xếp Lạc cho ông ta thêm chút gia vị đi. Vâng. Lạc Bân gật đầu đáp. Lập tức gọi điện thoại, làm đi. Vẻn vẹn hai chữ khiến Chủ tịch Kim có dự cảm không lành. Đúng là giả thần giả quỷ. Tao muốn xem chúng mày có thể giả vờ đến lúc nào. Chủ tịch Kim cười lạnh một tiếng. Nhưng ông ta vừa dứt lời, chuông điện thoại riêng của ông ta chợt reo lên. Chủ tịch Kim vội vàng nghe máy, tôi là Lưu Kim Tinh, giám đốc ngân hàng Yến Đô. Yêu cầu công ty của ông trả lại khoản nợ 50 tỷ trong ngày hôm nay. Cái gì? Chủ tịch Kim hốt hoảng vội vàng cầu xin, giám đốc Lưu, ông không thể làm vậy được. Hiện giờ công ty của tôi chỉ đang gặp chút vấn đề nhỏ, có thể nhanh chóng giải quyết. Ông không thể ép chúng tôi trả hết 50 tỷ nhanh như vậy được. Chủ tịch Kim, tôi có lòng tốt nhắc nhở ông một câu. Ông đắc tội phải người không nên đắc tội rồi.
Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng, ông hiểu chưa? Nói xong, Giám đốc Lưu lập tức cúp máy. Chủ tịch Kim vô cùng sợ hãi. Giám đốc Lưu đã nói rất rõ ràng, ông ta đắc tội người khác. Chủ tịch Kim cắn răng nói, đối với tao, mấy chuyện này chẳng phải phiền phức gì lớn, sẽ giải quyết được nhanh thôi. Nhưng tập đoàn Nhạn Thành chúng mày không được bọn tao cung ứng vật liệu xây dựng, dự án Thành Cửu Châu có thể kiên trì được bao lâu? Dương Thanh cười đáp, cái này không cần chủ tịch Kim quan tâm. Xếp Lạc, chủ tịch Kim cảm thấy đây chỉ là phiền phức nhỏ, ông mau tăng thêm mức độ đi, cho ông ta thấy thực lực của chúng ta. Dương Thanh lại ra lệnh. Lạc Bân nhếch miệng cười, được. Lạc Bân chỉ gọi thêm một cuộc điện thoại. Ngay sau đó một lãnh đạo cấp cao của công ty hốt hoảng chạy vào. Chủ tịch Kim, không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Vị lãnh đạo kia hét toáng lên. Chủ tịch Kim có dự cảm rất không tốt, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con mẹ nó mau nói đi. Sếp Liễu, sếp Tề, sếp Phùng và cấp dưới của bọn họ đồng loạt xin từ chức. Người kia đưa cho chủ tịch Kim một sấp đơn xin từ chức. Chủ tịch Kim chợt thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, ngồi bệt xuống ghế, vẻ mặt khó tin. Bởi vì mấy sếp lớn kia đều nắm giữ tài liệu cơ mật của công ty và nhiều dự án lớn. Có thể nói nếu không có bọn họ, công ty vật liệu xây dựng Trấn Long sẽ không được như ngày hôm nay. Giá cổ phiếu bị chèn ép ác ý, công ty vẫn còn đường sống. Nhưng những người giữ vai trò quan trọng nhất trong công ty rời đi mới là tận thế của công ty Trấn Long. Vào giai đoạn khó khăn nhất, nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty lại đồng loạt từ chức, làm sao công ty Trấn Long có thể chống đỡ nổi. Là mày. Chủ tịch Kim đứng bật dậy chỉ vào mặt Dương Thanh, tức giận nói, mày làm hết sao? Có vẻ chủ tịch Kim vẫn chưa tin nhỉ. Dương Thanh cười híp mắt nói, hay là để tôi tăng thêm mức độ nhé. Lạc Bân cũng cười lạnh, Kim Chí Bằng, tôi khuyên ông mau giao công ty vật liệu xây dựng Trấn Long ra. Nếu không công ty của ông sẽ phá sản trong vòng 3 ngày. Người làm chủ tịch như ông cũng sẽ phải gánh món nợ khổng lồ. Chúng mày ác ý chèn ép giá cổ phiếu của công ty tao quá đáng như vậy, tao phải kiện chúng mày ra tòa. Kim Chí Bằng gầm lên. Quá đáng. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, sau lúc đơn phương hủy bỏ hợp đồng với tập đoàn Nhạn Thanh ông không biết quá đáng. Bây giờ lại nói tôi quá đáng. Ông xứng sao? Muốn thì cứ kiện đi. Tôi cũng muốn xem thử trong vòng 3 ngày, ông có thể làm gì được chúng tôi. Dứt lời. Dương Thanh đứng dậy nói, đi thôi. Lạc Bân lạnh lùng nhìn Kim Chí Bằng, lớn tiếng cười nhạo, tôi sẽ chờ tin tức cổ phần công ty vật liệu xây dựng Trấn Long xuống kịch sàn lúc bắt đầu phiên giao dịch chứng khoán vào sáng mai. Kim Chí Bằng giận dữ nhìn theo bóng lưng Dương Thanh và Lạc Bân rời đi. Ông ta vội vàng gọi điện thoại, xếp Tiết, công ty vật liệu xây dựng Trấn Long xảy ra chuyện, ông không thể khoanh tay đứng nhìn được. Vô dụng. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Đến cả tập đoàn Nhạn Thanh cũng không giải quyết được mà đòi dựa vào nhà họ Tiết. Kim Chí Bằng rất tức giận nhưng vì thân phận của đối phương nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Yên tâm, có tôi ở đây, Trấn Long sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đối phương im lặng một hồi mới chịu lên tiếng. Nghe vậy, Kim Chí Bằng mừng rỡ vội đáp, cảm ơn sếp Tiết. Cùng lúc đó, Dương Thanh và Lạc Bân đã rời khỏi công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Chủ tịch. Cậu nghĩ Kim Chí Bằng có nhượng lại công ty Trấn Long cho chúng ta không? Trên đường trở về, Lạc Bân tò mò hỏi. Dương Thanh lạnh nhạt nói, ngày mai ông ta sẽ cầu xin chúng ta mua lại công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Tuy Lạc Bân không biết Dương Thanh lấy đâu ra tự tin nhưng cũng rõ thực lực của anh vô cùng khó lường, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu tập đoàn Nhạn Thanh thu mua một doanh nghiệp có giá trị ngang bằng với mình là công ty vật liệu xây dựng Trấn Long, quản lý vận hành thật tốt. Chắc chắn xếp hạng trong top 500 doanh nghiệp thế giới sẽ tăng vọt. Lần này sẽ tạo ra thay đổi lớn về chất cho tập đoàn Nhạn Thanh. 2 năm nữa, Thành Cửu Châu hoàn thành, chắc chắn giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh sẽ lại tăng vọt. Nghĩ tới tương lai huy hoàng này, Lạc Bân vô cùng mong đợi. Ngày hôm sau khi phiên giao dịch chứng khoán bắt đầu, giá cổ phiếu của công ty Trấn Long lập tức giảm kịch sàn. Quan trọng là ngân hàng đã đòi nợ tới cửa, một số lượng lớn nhân viên trong công ty lại đồng loạt từ chức. Bấy giờ, Kim Chí Bằng mới ý thức được, nhà họ Tiết không hề đáng tin, nếu không bọn họ đã giải quyết được ngân hàng Yến Đô rồi. Phải rồi, danh thiếp. Ông ta đột nhiên nhớ ra hôm qua trước khi đi, Dương Thanh có để lại một tấm danh thiếp nhưng đã bị ông ta ném vào thùng rác. Ông ta vội vã đổ rác ra ngoài, lục tung đống rác tìm kiếm danh thiếp của Dương Thanh. Lúc này Dương Thanh đang ngồi trong phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Anh không hề sốt ruột chuyện của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Bình tĩnh ngồi xem mấy bản vẽ trên mặt bàn.
Những bản vẽ này đều là giáo sư Đỗ thiết kế cho thành Cửu Châu. Dương Thanh không ngờ đến cả hai con sư tử đá ngoài cổng bà ấy cũng tự thiết kế. Không chỉ như vậy, đến cả cách bài trí trong thành cũng có bản thiết kế chi tiết. Giáo sư Đỗ không hổ là người nổi danh trong giới kiến trúc, những bản thiết kế này quá hoàn mỹ. Dương Thanh không tiếc lời tán thưởng. Lạc Bân cũng vui sướng cười nói, mấy ngày nay bị mất nguồn cung ứng vật liệu, công trường thành Cửu Châu đình công. Giáo sư Đỗ còn tưởng là dự án chết hiểu, gấp phát điên rồi. Dương Thanh cười bảo, ông không nói cho bà ấy biết à. Trong vòng 3 ngày tới dự án thành Cửu Châu lại có thể tiếp tục tiến hành. Lạc Bân cười khổ nói, tôi nói rồi, nhưng giáo sư Đỗ không thấy công trường làm việc cũng không chịu tin. Ông mau thông báo đi, có lẽ chiều nay vật liệu sẽ được chuyển tới, dặn phía công trường chuẩn bị sẵn sàng đi. Dương Thanh đột nhiên nói. Lạc Bân giật mình thầm nghĩ, công ty Trấn Long vẫn chưa thỏa hiệp, Dương Thanh lại nói chiều nay có thể khởi công lại, rõ ràng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không phải Lạc Bân không tin tưởng Dương Thanh, mà là kẻ địch lần này của tập đoàn Nhãn Thanh quá mạnh. Lạc Bân đang định rời đi, điện thoại riêng của Dương Thanh bỗng reo lên. Dương Thanh ấn mở loa ngoài, giọng nói quen thuộc tràn ngập lo lắng vang lên, Chủ tịch Dương, tôi đồng ý chuyển nhượng công ty cho tập đoàn Nhãn Thanh với giá 100 tỷ. Nghe vậy, Lạc Bân không khỏi kinh hãi. Cứ tưởng công ty vật liệu xây dựng Trấn Long sẽ còn kiên quyết từ chối, không ngờ lại thỏa hiệp nhanh như vậy. Dương Thanh nói đúng rồi, chiều nay công trường có thể khởi công lại. Chủ tịch Kim, dường như ông đang hiểu nhầm gì đó. Hôm qua giá thị trường của công ty ông là 300 tỷ, tôi đồng ý trả 100 tỷ. Hôm nay giá thị trường của công ty ông chỉ còn 100 tỷ thì phải, ông nghĩ tôi vẫn bỏ ra 100 tỷ sao? Dương Thanh bình thản nói, với xu thế giảm mạnh giá thị trường hiện nay, ông nghĩ công ty Trấn Long của ông còn đáng giá sao? Thế cậu muốn bỏ ra bao nhiêu tiền? Kim Chí Bằng nghiến răng nghiến lợi nói. 10 tỷ. Dương Thanh hờ hững đáp. Đến cả Lạc Bân cũng chết sững người. Hôm qua vẫn là công ty trị giá 300 tỷ, hôm nay đã bị trả giá 10 tỷ để mua lại. Cậu nói cái gì? 10 tỷ, 10 tỷ mua lại công ty vật liệu xây dựng Trấn Long trị giá 300 tỷ. Kim Chí Bằng tức giận nói, cậu đừng quá đáng. Tôi nói cho cậu biết, nếu không trả tôi 100 tỷ, dù Trấn Long có phải phá sản tôi cũng sẽ không bán lại cho cậu. Lạc Bân hốt hoảng rất muốn bảo Dương Thanh mau đồng ý mức giá 100 tỷ đi. Nào ngờ, Dương Thanh lại lạnh lùng nói, vậy thì không còn gì để nói nữa. Ông cứ tiếp tục chống mắt chờ đợi ngày mai công ty ông phá sản đi. Phải rồi, tôi phải nhắc nhở ông một chuyện, dù công ty vật liệu xây dựng Trấn Long phá sản thì vẫn sẽ có công ty vật liệu xây dựng khác thay thế. Với địa vị của tập đoàn Nhãn Thanh ở Yến Đô, chúng tôi sẽ nhanh chóng đạt được hợp đồng cung ứng. Dự án thành Cửu Châu sẽ tiếp tục được khởi động lại. Đến lúc đó không còn cách nào ngăn cản việc thi công thành Cửu Châu. Ông và công ty của ông cũng mất giá trị lợi dụng với nhà họ Tiết. Chủ tịch Kim nghĩ thử xem, liệu nhà họ Tiết có còn cho ông lợi ích đã từng hứa hẹn nữa không? Dương Thanh nói rất thản nhiên, khiến Lạc Bân cũng cảm thấy sống lưng rét lạnh. Dứt lời, Dương Thanh dứt khoát cúp máy. Còn rút dây cắm điện thoại ra. Chủ tịch định từ bỏ thu mua Trấn Long sao, Lạc Bân nghi hoặc dò hỏi. Dương Thanh lắc đầu cười đáp, Kim Chí Bằng không liên lạc được với tôi, nhất định sẽ chạy tới tập đoàn Nhãn Thanh cầu xin tôi. Bây giờ toàn bộ Yến Đô đều bị chúng ta khống chế. Ngoại trừ Nhãn Thanh không ai có thể cứu được công ty của ông ta. Lạc Bân tỉnh ngộ, càng thêm sùng bái Dương Thanh. Quả nhiên, chưa đầy 20 phút sau, Kim Chí Bằng đã tìm tới tập đoàn Nhãn Thanh. Chủ tịch Dương, tôi bán. 10 tỷ cũng được, tôi bán lại công ty vật liệu xây dựng Trấn Long cho cậu. Kim Chí Bằng trông thấy Dương Thanh, vội vàng cầu xin. Ông ta vừa nói vừa thở hồng hộc, rõ ràng là chạy một mạch tới văn phòng của Dương Thanh. Giờ phút này, nỗi lo trong lòng Lạc Bân mới tan biến, vẻ mặt kích động. Công ty có giá thị trường 300 tỷ lại bị tập đoàn Nhãn Thanh thu mua với giá 10 tỷ. Dương Thanh vẫn rất bình tĩnh, xếp Lạc thương lượng với chủ tịch Kim đi. Vâng. Lạc Bân cung kính đáp, chào phúng liếc nhìn Kim Chí Bằng, chủ tịch Kim đi nào. Từ đầu đến cuối, Dương Thanh chỉ chăm chú xem bản thiết kế thành Cửu Châu, không thèm nhìn Kim Chí Bằng. Nhưng hiện giờ không chỉ không tiêu diệt được Dương Thanh mà còn bị anh nhốt lại ở Yến Đô. Tới tận bây giờ nhà họ Tiết vẫn chưa biết được chuyện này. Nếu hai người anh trai của ông ta biết ông ta tốn bao nhiêu thời gian vẫn không chiếm được ba tỉnh phía Tây, lại còn bị Dương Thanh vây lại ở Yến Đô, địa vị của ông ta trong gia tộc sẽ bị giảm sút. Đến lúc rời khỏi đây rồi. Tiết Nguyên Bá im lặng hồi lâu, bỗng cắn răng nói,
nhưng trước tiên phải khiến Yến Đô loạn lên, tôi mới có cơ hội rời đi. Từ khi công ty vật liệu xây dựng Trấn Long bị tập đoàn Nhạn Thanh thu mua, những người từng xin từ chức đều quay trở về. Ngân hàng Yến Đô từng giáo giết đòi nợ lại chủ động nâng cao hạn mức vay của công ty vật liệu xây dựng Trấn Long. Giá cổ phiếu của tập đoàn Nhạn Thanh cũng tăng liên tục suốt mấy ngày. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, giá trị của tập đoàn Nhạn Thanh đã tăng hơn gấp đôi. Dù sao Trấn Long cũng là công ty có giá trị không hề thua kém tập đoàn Nhạn Thanh, sau khi thu mua giá thị trường tăng gấp đôi cũng là bình thường. Thứ hạng của tập đoàn Nhạn Thanh trong top 500 doanh nghiệp thế giới cũng tăng lên mấy chục hạng. Chúc mừng cậu Thanh! Quan Chính Sơn và Hàn Khiếu Thiên chủ động mang theo quà mừng tới tập đoàn Nhạn Thanh. Dương Thanh cười đáp, trông hai người hăng hái như vậy, tôi thấy hai người vẫn có thể tiếp tục làm chủ gia tộc thêm mấy năm nữa. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Hàn Khiếu Thiên bất đắc dĩ nói, tôi cũng muốn tiếp tục dẫn dắt gia tộc nhưng sức khỏe không cho phép, chỉ có thể để Hàn Diệp thay thế. Quan Chính Sơn cũng cười nói, tương lai vẫn là thế giới của người trẻ tuổi, chúng ta đều già rồi. Bởi vì không yên lòng, sau khi tới Yến Đô, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn vốn đã nhường vị lại quay về quản lý gia tộc. Nhiệm vụ dẫn dắt gia tộc đứng vững ở Yến Đô quá quan trọng, bọn họ không yên tâm giao cho con cháu làm. Cậu Thanh, hôm nay chúng tôi tới đây không chỉ để chúc mừng tập đoàn Nhạn Thanh lại thêm lớn mạnh mà còn để chào tạm biệt cậu. Hàn Khiếu Thiên bỗng lên tiếng, bây giờ nhà họ Hàn đã cắm sâu rễ ở Yến Đô. Tôi định giao toàn bộ gia tộc cho Hàn Diệp, an hưởng tuổi già. Quan Chính Sơn cũng nói, tôi cũng muốn chào tạm biệt cậu, giao lại vị trí chủ gia tộc cho cháu tôi, Quan Tuyết Tùng. Dương Thanh khẽ mỉm cười, hai người quyết định là được rồi, không cần phải chạy tới chào tôi đâu. Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng đều rất khá, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi tin tưởng chẳng mấy chốc nhà họ Quan và nhà họ Hàn sẽ vươn lên ngang hàng với nhà họ Trần. Cảm ơn cậu Thanh hiểu cho. Hai người cười nói, nhà họ Trần đến sớm hơn một bước, đã cắm rễ ở Yến Đô từ lâu. Tuy nhà họ Hàn và nhà họ Quan nắm giữ một nửa sản nghiệp của liên minh năm nhà nhưng vẫn không thể so được nhà họ Trần. Đúng lúc này, Quan Chính Sơn có điện thoại. Không biết đối phương nói gì khiến sắc mặt ông ta rất kém, cậu nói cái gì? Tuyết Tùng bị ám sát, đang cấp cứu sao? Ngay sau đó, Hàn Khiếu Thiên cũng nhận được điện thoại, tức giận hỏi, Hàn Diệp bị ám sát á? Hai người còn chưa kịp cúp máy, điện thoại của Dương Thanh lại reo lên. Khi thấy người gọi là Trần Hưng Hải, sắc mặt của anh đã tối sầm. Ba gia tộc này đều được Dương Thanh nâng đỡ. Nhà họ Quan và nhà họ Hàn vừa mới đổi chủ nhà mới đã bị ám sát. Hiện giờ Trần Hưng Hải cũng gọi tới, rất có thể cũng là tin dữ. Cậu Thanh, con tôi Trần Hạo bị ám sát, hiện giờ đang được cấp cứu. Dương Thanh vừa nghe máy đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Trần Hưng Hải. Không chỉ như vậy, chủ của 3 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng đều bị ám sát. Sau khi nhận được tin dữ liên tiếp, trong mắt Dương Thanh đã tràn ngập sát khí. Cậu Thanh, tôi nghĩ chắc chắn là do nhà họ Tiết làm. Hàn Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ đang cảnh cáo chúng ta. Không giết hết những chủ gia tộc có quan hệ tốt với cậu mà đều đánh bị thương được cấp cứu. Quan Chính Sơn cũng trầm giọng nói, không sai. Nhà họ Tiết muốn dùng thủ đoạn này để cảnh cáo, bọn họ muốn những người này mất mạng rất dễ dàng. Dương Thanh gật đầu nói, hai người yên tâm, tôi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chúng tôi không trách cậu. Chỉ là nhà họ Tiết khinh người quá đáng, ỷ vào vương tộc có thế lực mạnh mẽ sai cao thủ tới đối phó chúng ta. Nhưng mà, hai người định thuyết phục tiếp lại bị Dương Thanh ngăn lại, được rồi, hai ông mau tới bệnh viện xem Hàn Diệp và Quan Tuyết Tùng thế nào rồi đi. Lần này có khá nhiều người gặp chuyện, Dương Thanh cũng định tới bệnh viện xem thử. Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi tập đoàn Nhạn Thanh, mười mấy chiếc Audi màu đen đồng loạt lao tới, mỗi chiếc đều có 4-5 người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Đám người Dương Thanh bị bao vây ở giữa. Bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều hoảng loạn. Các người là ai? Sao dám đến tập đoàn Nhạn Thanh gây chuyện? Muốn chết hả? Hàn Khiếu Thiên bước lên một bước, tức giận hỏi. Một người trẻ tuổi bước ra từ đám người, cười híp mắt nói, hỏi Lâm Tùng này muốn chết hả? Ông to gan phết đấy. Nhà họ Lâm. Hàn Khiếu Thiên không khỏi giật mình. Ở Yến Đô dám tự xưng là người nhà họ Lâm chỉ có thể là nhà họ Lâm nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Sau khi đoán được thân phận của đối phương, Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều căng thẳng, nhất là Hàn Khiếu Thiên thấy rất áy náy. Ông cụ vừa giận dữ chất vấn người nhà họ Lâm có muốn chết không, chuốc thù oán cho Dương Thanh. Trong mắt Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn,
Tuy Dương Thanh rất mạnh nhưng tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng mạnh không kém, gia tộc bọn họ mới đặt chân tới Yến Đô không thể sánh được. Xem ra nhà họ Lâm muốn bị diệt lắm rồi nhỉ. Dương Thanh bỗng lên tiếng. Trông thấy Dương Thanh, trong mắt Lâm Tùng tràn ngập ý muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói, diệt nhà họ Lâm. Mày khoác lác vừa thôi. Lần trước nhà họ Lâm dẫn người tới nhà họ Diệp ép Diệp Mạn gả vào nhà mình, Lâm Tùng suýt bị Dương Thanh lấy mạng, sau đó bị Mã Siêu đánh ngất xỉu. Còn bị đánh ở trước mắt bao người, một sự sỉ nhục lớn đối với Lâm Tùng. Trước kia nhà họ Lâm rất kiêng kỵ Dương Thanh nhưng bây giờ đã khác. Lập tức dẫn người đi, tao sẽ để nhà họ Lâm tiếp tục là một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Dương Thanh bình tĩnh như đang nói một chuyện rất thường tình. Dường như chỉ cần anh muốn, nhà họ Lâm thật sự sẽ bị hủy diệt. Dương Thanh, tao biết mày có quan hệ rất tốt với nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn nhưng hiện giờ, Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đều bị ám sát, chưa chắc có thể sống sót. Không còn hai gia tộc này làm chỗ dựa, mày nghĩ mày còn làm gì được tao sao? Lâm Tùng cười lạnh hỏi. Thấy anh ta dám dẫn người tới tập đoàn Nhạn Thanh chặn đường mình, Dương Thanh đã biết tại sao nhà họ Lâm dám làm vậy. Nhà họ Tiết ám sát các chủ gia tộc thân thiết với anh, rồi lại hứa hẹn lợi ích lớn cho các gia tộc khác. Với địa vị của nhà họ Tiết, sao nhà họ Lâm có thể từ bỏ cơ hội nhờ vả nhà họ Tiết? Một đám ngu ngốc bị lợi dụng làm vũ khí cũng không biết. Dương Thanh châm chọc nói. Bản thân Tiết Nguyên Bá muốn rời khỏi Yến Đô còn không làm được, người nhà họ Lâm vẫn ngu ngốc tới khiêu khích anh. Rõ ràng Tiết Nguyên Bá muốn lợi dụng nhà họ Lâm kiềm chế Dương Thanh, tạo cơ hội cho ông ta rời đi. Con mẹ nó mày mắng ai ngu ngốc? Lâm Tùng thẹn quá hóa giận, tao nói cho mày biết, tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sắp biến thành năm gia tộc rồi. Không chỉ vậy, chủ của gia tộc Vũ Văn, gia tộc họ Diệp và gia tộc họ Hoàng đều bị thương nặng. Năm gia tộc chúng tao sẽ liên thủ hủy diệt hết. Mày lại dám dõng dạc mắng chúng tao ngu ngốc sao? Mày mới là đồ ngu. Tin tức Lâm Tùng lơ đãng để lộ ra khiến Dương Thanh hơi lo lắng. Hiện giờ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đang ở trạng thái cân bằng. Nhưng Diệp Mạn, Vũ Văn Cao Dương và Hoàng Thiên Hành đồng thời bị ám sát, còn đang được cấp cứu. Ba gia tộc đều không có chủ nhà chống đỡ nhất định sẽ bị rung chuyển. Nhà họ Tiết còn hứa hẹn lợi ích cho năm gia tộc còn lại. Chỉ e ba nhà này sẽ có khả năng bị liên thủ chèn ép. Cứ như vậy, ba nhà Diệp, Hoàng và Vũ Văn sẽ bị hủy diệt. Nhà họ Tiết ra tay quá độc ác. Thế nhưng Dương Thanh vẫn không hề e sợ, ánh mắt càng thêm hung hiểm. Mày không chịu dẫn người rời đi phải không? Hai mắt Dương Thanh lóe lên. Lâm Tùng bị anh nhìn chằm chằm bất giác run lên, nhưng nghĩ tới mình dẫn theo gần trăm cao thủ liền hết lo lắng. Con mẹ nó, đồ ngu xuẩn này, mày không biết tình hình hiện giờ là gì hả? Mày đang bị gần trăm cao thủ của nhà họ Lâm bao vây đấy. Một câu của tao có thể khiến mày toi đời. Lâm Tùng giận dữ hét lên. Dương Thanh lạnh lùng nhìn anh ta, vậy thì tao tuyên bố, chúng mày bị tao bao vây rồi. Ha 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 ha. Lâm Tùng sửng sốt một lúc, không nhịn được cười phá lên. Gần trăm cao thủ anh ta dẫn tới cũng lớn tiếng cười theo. Ngoài cổng tập đoàn Nhạn Thanh chỉ toàn tiếng cười điên cuồng. Chỉ dựa vào mày sao? Mỗi một câu chất vấn như lưỡi kiếm sắc bén. Lâm Tùng hoảng sợ tột độ, rất muốn quỳ xuống xin tha nhưng lại bị Dương Thanh bóp cổ, nói còn không ra tiếng. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn cũng cực kỳ kinh hãi. Hàn Khiếu Thiên biết thân phận của Dương Thanh còn đỡ, nhưng Quan Chính Sơn chỉ biết anh giỏi đánh đấm mà thôi. Bây giờ trông thấy Dương Thanh cách xa mười mấy mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tùng, một tay nhấc bổng người ta lên, ông ta không thể giải thích nổi. Sắc mặt của gần trăm cao thủ nhà họ Lâm đều cực kỳ khó coi. Dương Thanh một tay nhấc bổng Lâm Tùng lên ngay trước mặt bọn họ chính là sự sỉ nhục. Cút hết đi cho tao. Ánh mắt bén nhọn của Dương Thanh quét tới, anh giống lên. Tiếng giống giận này như một tảng đá không lồ rơi xuống đáy biển, khiến lòng người chấn động. Danh con mau thả cậu Tùng ra. Nếu mày làm gì cậu Tùng, nhà họ Lâm sẽ không tha cho mày đâu. Gã cao to đứng đầu lạnh giọng uy hiếp. Dương Thanh khinh miệt nhìn gã ta, trong mắt chỉ có sát khí, mày trung thành thì tới cứu cậu chủ của mày đi. Dứt lời, anh nắm lấy cánh tay của Lâm Tùng, nện anh ta xuống nền đất. Rầm. Lâm Tùng ngã nhào ra đất, cảm giác xương cốt toàn thân đều sắp vỡ nát. Đau đớn rên rỉ. Dương Thanh giẫm lên ngực anh ta, lạnh lùng nhìn gã cao to vừa lên tiếng, cậu chủ của mày đang nằm dưới chân tao, muốn cứu thì tới đây. Mày muốn chết hả? Đối phương tức giận lao vào tới chỗ Dương Thanh. Trong mắt Dương Thanh bắn ra hai tia sáng lạnh lẽo. Chết đi.
Đối phương cách xa mười mấy mét thoáng chốc lao tới tung đấm vào đầu Dương Thanh. Anh không thèm nhúc nhích, chỉ khinh thường liếc nhìn gã ta. Giây phút nắm đấm của gã ta tới gần, Dương Thanh bỗng vung tay ra. Quỳnh! Hai nắm đấm va chạm vào nhau. Nắm đấm của gã cao thủ nhà họ Lâm lập tức nứt toác, một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tràn tới cả cánh tay. Trước mặt tất cả mọi người, cánh tay gã ta truyền ra tiếng xương gãy giòn tan. Ngay sau đó, gã ta như con diều đứt dây bay ra ngoài mười mấy mét rồi nặng nề rơi xuống đất. Á, tay tôi gãy rồi. Á, cao thủ nhà họ Lâm khiêu khích Dương Thanh đau đớn lăn lộn dưới đất. Còn anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chân vẫn dẫm lên ngực Lâm Tùng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sợ hãi. Một đấm chấn động lòng người. Còn ai muốn báo thù cho cậu chủ nữa không? Dương Thanh nhìn xung quanh, lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt của anh quét tới đâu, tất cả đều cúi gằm xuống. Một người khiến gần trăm cao thủ nhà họ Lâm phải run sợ. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn có cảm giác như đang nằm mơ. Đối phương chính là nhà họ Lâm, một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Từ bao giờ cao thủ nhà họ Lâm lại yếu ớt như vậy? Bọn họ hiểu, không phải người nhà họ Lâm quá yếu, mà là Dương Thanh quá mạnh. Lâm Tùng, đây chính là cao thủ mày dẫn tới đấy hả? Dương Thanh nhìn xuống Lâm Tùng đang bị mình dẫm đạp dưới chân, châm chọc hỏi, mày bị tao dẫm dưới chân nhưng không ai dám trả thù cho mày. Lâm Tùng bị Dương Thanh đập xuống đất suýt thì tắt thở, bấy giờ mới dần dần tỉnh lại. Anh ta vừa chứng kiến Dương Thanh đánh bay cao thủ nhà họ Lâm chỉ với một cú đấm, bây giờ nhìn thấy anh liền sợ hãi. Cậu Thanh, tôi sai rồi, tôi không dám dẫn người tới khiêu khích cậu nữa đâu. Xin cậu rộng lượng tha cho tôi một mạng. Lâm Tùng vội vàng cầu xin, toàn thân run lẩy bẩy vì hoảng sợ. Gần trăm cao thủ nhà họ Lâm đều thấy thất vọng. Đến cả cậu chủ cũng phải xin tha, bọn họ còn có thể làm gì? Nói cho tao biết, ai bảo mày tới khiêu khích tao? Nhà họ Lâm đang có âm mưu gì? Nếu lừa gạt tao một câu, tao sẽ đánh chết mày. Dương Thanh trầm giọng nói. Đồng thời dồn lực xuống chân khiến Lâm Tùng ngạt thở, mặt mày tái mét. Dương Thanh đoán được nhất định có người đứng sau giật dây Lâm Tùng tới chặn đường mình. Nếu không nhà họ Lâm vốn biết anh thân với gia tộc họ Diệp và gia tộc Vũ Văn, chắc chắn sẽ không chọc vào anh. Bố tôi bảo tôi tới, nói là không cần làm gì nhiều, chỉ cần giữ chân cậu một tiếng để ông ấy diệt sạch gia tộc họ Diệp. Lâm Tùng không dám giấu giếm, vội vàng nói, cả gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn đều sẽ có người tới xử lý. Dương Thanh không kịp giải thích, quát lớn một tiếng. Hai người kia bừng tỉnh. Vội vàng gọi điện thoại. Chờ bọn họ nói chuyện điện thoại xong, Dương Thanh lại nói tiếp, hai ông đừng đi đâu cả, cứ ở lại tập đoàn Nhãn Thanh đợi tin của tôi. Dứt lời, anh quay lưng rời đi. Hàn Khiếu Thiên và Quan Chính Sơn đều mờ mịt không hiểu. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Quan Chính Sơn lên tiếng hỏi, ông chủ Hàn, cậu Thanh có ý gì vậy? Mặc dù Hàn Khiếu Thiên cũng không biết nhưng vẫn đáp, cậu ấy tự có tính toán. Chúng ta cứ ở lại đây chờ lệnh của cậu ấy là được. Một mình Dương Thanh lái xe rời khỏi tập đoàn Nhãn Thanh. Anh không tới nhà họ Diệp, cũng không tới gia tộc Vũ Văn. Dù anh tới gia tộc nào cũng không có tác dụng. Dù sao mấy gia tộc có quan hệ tốt với anh đều đã bị các gia tộc khác liên thủ chèn ép. Bây giờ chỉ còn một cách mới có thể giải quyết triệt để, chính là lấy đầu Tiết Nguyên Bá để cảnh cáo các gia tộc ở Yến Đô. Anh Thanh, hiện giờ các sân bay, nhà ga và các đường cao tốc lớn rời khỏi Yến Đô đều đã bị phong tỏa. Người nhà họ Tiết có cánh cũng không thoát nổi. Trên đường đi, Dương Thanh nhận được điện thoại của Mã Siêu. Tốt, cậu bảo vệ tập đoàn Nhãn Thanh. Những chuyện khác cứ để tôi xử lý. Dương Thanh lạnh lùng nói. Vâng, Mã Siêu vội vàng đáp. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá rời khỏi biệt thự ở ngoại ô tới nhà ga Yến Đô. Bình thường với thân phận của ông ta đều sẽ đi bằng máy bay tư nhân. Nhưng hôm nay ông ta không thể không thử cảm giác đi tàu. Bởi vì muốn đi máy bay tư nhân vẫn phải mượn đường bay ở sân bay quốc tế Yến Đô, mà hiện giờ sân bay đã bị phong tỏa. Tam Vương Tử, nhà ga cũng bị phong tỏa rồi. Tiết Nguyên Bá còn chưa tới nhà ga đã nhận được tin báo. Cái gì, sao lại như vậy? Tiết Nguyên Bá kinh ngạc nói, Yến Đô đang loạn như cào cào, sao Dương Thanh vẫn có thể rảnh tay phong tỏa nhà ga được? Người kia vội đáp, mấy gia tộc thân thiết với Dương Thanh không hề phản kháng, dứt khoát từ bỏ gia tộc. Lúc nhà họ Lâm và nhà họ Tôn xông vào nhà họ Diệp, trong nhà không có một bóng người. Tôi có cảm giác như đám gia tộc nhà họ Diệp cứ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang bán mạng cho Dương Thanh tìm kiếm người nhà họ Tiết khắp nơi. Nghe vậy,
Tiết Nguyên Bá giận dữ, hai mắt đỏ ngầu, Dương Thanh, mày đang ép tao lấy mạng mày đấy. Ông ta là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, rất có khả năng sẽ thừa kế vị trí chủ vương tộc vậy mà lại phải chật vật thế này. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên Tiết Nguyên Bá bất lực như vậy, muốn rời khỏi Yến Đô cũng không xong. Tam vương tử, Dương Thanh đang đối chọi trực tiếp với nhà họ Tiết, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ phải bỏ mạng ở Yến Đô. Cao thủ ngồi cùng xe với Tiết Nguyên Bá lo lắng nói, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chúng ta không thể giết Dương Thanh ở Yến Đô được đâu. Thằng danh con này khinh người quá đáng. Tiết Nguyên Bá nổi giận đùng đùng. Bà nói đi, bây giờ chúng ta còn có thể làm gì? Tiết Nguyên Bá lại nói, bố tôi gọi tôi về gia tộc, tôi lại bị vây ở Yến Đô. Nếu chuyện này bại lộ, hai người anh kia của tôi sẽ có cớ nhằm vào tôi. Đang vào lúc quan trọng chọn ra người thừa kế, bố tôi biết chuyện chắc chắn sẽ rất thất vọng. Hậu quả chính là không còn cơ hội tranh giành vị trí chủ vương tộc. Tôi mới là người thích hợp thừa kế chủ vương tộc nhất. Không thể để thằng nhãi Dương Thanh này hủy hoại tương lai của tôi. Tiết Nguyên Bá vừa tức giận lại vừa bất lực. Nếu không vì sợ bị hai người anh trai nắm thóp, ông ta đã xin gia tộc phái thêm cao thủ mạnh hơn tới đối phó Dương Thanh từ lâu rồi. Vệ sĩ của Tiết Nguyên Bá im lặng một lúc rồi nói, Tam Vương Tử, tôi biết một thầy hóa trang cực giỏi. Nếu ông ấy ra tay, đến cả chủ vương tộc cũng không nhận ra ông. Mau đưa tôi tới gặp người đó. Tiết Nguyên Bá mừng rỡ vội vàng thúc giục. Trong lúc ông ta đi hóa trang, Dương Thanh đã tới sân bay quốc tế Yến Đô. Cậu Thanh, anh vừa đi vào đã có người chạy tới cung kính chào hỏi. Đối phương chính là Vương Thành, con riêng của anh cả Vũ Văn Cao Dương. Khi Dương Thanh đấu đá với gia tộc Vũ Văn đã cho hắn ta trở về làm người thừa kế đời tiếp theo. Từ khi biết được thực lực khủng bố của Dương Thanh, Vương Thành rất cung kính với anh. Rút người khỏi sân bay tới nhà ga đi. Dương Thanh ra lệnh. Vương Thành nghi hoặc hỏi, cậu nghĩ người nhà họ Tiết sẽ đi tàu sao? Dương Thanh gật đầu đáp, với thân phận của người nhà họ Tiết phải đi máy bay tư nhân mới bình thường. Nhưng bây giờ đang trong lúc nguy hiểm, máy bay lớn như vậy, muốn khống chế sân bay rất dễ. Người nhà họ Tiết thừa máy bay cũng không dám dùng. Ông ta chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị một người trẻ tuổi chặn lại trước mặt. Dương Thanh mỉm cười ôn hòa, người khác nhìn vào còn tưởng là nụ cười thân thiện. Nhưng ông già kia lại thấy rợn tóc gáy. Anh tránh ra đi, chúng tôi phải đi soát vé, nếu không sẽ không kịp lên tàu. Cô gái trẻ tuổi vội vàng lên tiếng. Tôi nói các người không về được. Dương Thanh lặp lại, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn. Thái độ của Dương Thanh cực kỳ bá đạo, ánh mắt cũng dần nghiêm túc. Bởi vì anh đã nhận ra ông già được cô gái trẻ đỡ kia chính là Tiết Nguyên Bá. Còn cô gái trẻ kia là cao thủ bảo vệ ông ta. Dương Thanh có thể nhận ra vì cảm giác được một khí thế mạnh mẽ chỉ người luyện võ mới có. Dương Thanh từng gặp Tiết Nguyên Bá, liếc mắt một cái là nhận ra. Mau tránh ra, chúng tôi gọi bảo vệ đấy. Cô gái trẻ tuổi cắn răng nói. Ông già kia vẫn im lặng như cũ, vẻ mặt lo âu. Gọi bảo vệ. Dương Thanh cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó, anh biến mất tại chỗ. Xoẹt. Dương Thanh xé rách tấm mặt nạ ra người trên mặt cô gái trẻ kia, lộ ra một gương mặt già nua. Quả nhiên là hóa trang, cô gái trẻ biến thành bà già. Bà ta hốt hoảng quát lên, thằng nhãi danh muốn chết hả? Tiết Nguyên Bá đã co giò bỏ chạy từ khi xác định Dương Thanh phát hiện ra mình. Chỉ cần ông ta có thể lên tàu trước khi xuất phát là có thể an toàn rời khỏi Yến Đô. Bà già kia không chút do dự xông lên tấn công. Dương Thanh đứng im tại chỗ, ánh mắt lấp lóe. Bốp! Thấy bà già kia sắp đánh tới, anh giơ tay đánh thẳng vào bàn tay bà ta. Bà ta chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp va vào bàn tay mình rồi tràn ra cả cánh tay. Bà ta không chịu nổi, đau đớn hét lên, cơ thể bị đẩy lùi. Dương Thanh nhanh tay túm lấy bà ta. Bà ta giật mình kinh hãi, không ngờ cao thủ hàng đầu nhà họ Tiết như mình lại không chịu nổi một đòn của Dương Thanh. Quan trọng là Dương Thanh còn quá trẻ. Bà ta chợt hiểu tại sao Tiết Nguyên Bá phải trốn ở ngoại ô ròng rã 3 ngày. Này bà già, đi đường cẩn thận vào, đông người dễ té lắm. Dương Thanh nở nụ cười tươi rói nhưng bà già kia chỉ thấy sởn da gà. Vừa rồi bà ta mới bàng hoàng nhận ra, Dương Thanh đã phế bỏ đan điền của bà ta. Người luyện võ bị hủy đan điền chẳng khác gì tàn phế. Danh con, đối đầu với nhà họ Tiết sẽ chết rất thảm. Mặc dù đã bị phế bỏ nhưng sắc mặt bà ta vẫn rất lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Dương Thanh tràn ngập sát khí. Dương Thanh không muốn làm lớn chuyện ở nơi công cộng nên mới kìm hãm sức mạnh của mình. Ngu ngốc!
Dương Thanh cười lạnh một tiếng, quăng bà ta xuống đất rồi quay lưng đuổi theo Tiết Nguyên Bá. Lúc này Tiết Nguyên Bá đang sợ mất mật. Ông ta biết Dương Thanh rất mạnh, đến cả cao thủ xếp thứ ba nhà họ Tiết cũng không đánh lại được. Tuy võ thuật của ông ta không tệ nhưng chỉ là so với hai người anh mà thôi. So với Dương Thanh chẳng khác nào người trên trời kẻ dưới đất. Ông ta cứ tưởng hóa trang xong là có thể an toàn rời khỏi Yến Đô, nào ngờ hóa trang thành một lão già mà vẫn bị Dương Thanh nhận ra. Nhưng cao thủ bên người Tiết Nguyên Bá cũng là cao thủ hàng đầu của gia tộc, dù không đánh bại được Dương Thanh nhưng cầm chân anh một lúc hẳn là có thể. Ông ta thuận lợi qua vòng soát vé. Lúc sắp bước lên toa tàu lại nghe thấy một giọng nói châm chọc vang lên phía xua. Đường đường là tam vương tử của vương tộc họ Tiết trở thành con chuột nhắt từ bao giờ vậy? Lông tơ toàn thân Tiết Nguyên Bá đều dựng đứng. Ông ta ngó lơ đối phương, cố bước lên tàu. Nhưng áo bị người ta nắm lấy. Nếu ông ta không giãy ra thì không thể tiến lên phía trước. Chàng trai trẻ không biết kính dạ yêu trẻ chú nào. Tiết Nguyên Bá vừa đáng thương kêu cứu với mọi người xung quanh, ối giời ơi! Đánh người rồi, cứu tôi với! Dương Thanh hứng thú nhìn ông ta diễn trò. Mau thả ông ấy ra! Cậu thanh niên này sao lại bắt nạt ông cụ già? Cậu có còn là người không? Thằng nhóc này mau buông ông ấy ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Hành khách bốn phía thấy một ông già bị chàng trai trẻ bắt nạt đều chỉ trỏ chê trách Dương Thanh. Có mấy người trẻ tuổi còn định tới ngăn cản. Vừa nãy tôi chỉ sơ ý dẫm lên giày của cậu thôi, sao cậu không chịu tha cho tôi? Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn thế nào nữa? Dương Thanh cau mày. Anh không muốn làm loạn ở nơi công cộng nên mới không muốn ra tay. Nào ngờ Tiết Nguyên Bá lại diễn trò kích động người dân ngăn cản anh. Tránh ra! Dương Thanh quát lên một tiếng, giơ tay bắt tóm lấy mặt Tiết Nguyên Bá. Quỳnh! Ai ngờ anh còn chưa chạm được vào người ông ta đã bị cô gái kia ngăn cản. Cô ta đấm mạnh vào cánh tay anh. Còn người Dương Thanh lập tức co rút. Bởi vì cô gái xinh đẹp này có sức lực rất lớn. Ngôn tình hay! Trông cô ta cùng lắm chỉ mới 20 tuổi, nhưng thực lực lại đạt tới trình độ của cao thủ đứng đầu 8 gia tộc quyền thế nhất Yến Đô. Dương Thanh chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Đối phương còn trẻ như vậy đã có sức mạnh ngang với cao thủ hàng đầu của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, đúng là không đơn giản. Cô gái trẻ tuổi này còn kinh hãi hơn. Vừa rồi trông thấy Dương Thanh định tóm lấy Tiết Nguyên Bá, cô ta hốt hoảng đánh vào tay anh. Cô ta đã dùng rất nhiều sức. Vậy mà lại cảm giác như đang đánh vào sắt thép. Dương Thanh lại như không cảm thấy gì. Tiết Nguyên Bá thừa cơ định leo lên tàu, một chân đã bước vào. Nhưng Dương Thanh dứt khoát lướt qua cô gái kia kéo áo ông ta lại. Rầm! Tiết Nguyên Bá ngã rầm xuống đất. Mọi người xung quanh đều sợ ngây người, lần đầu tiên thấy thanh niên đánh người già như vậy. Khốn nạn! Cô gái lực điền kia càng nổi giận, tiếp tục ra đòn. Bịch! Cô ta đấm thẳng vào ngực Dương Thanh nhưng anh không hề nhúc nhích. Không phải anh không né được mà là không cần phải né. So với người bình thường, cô gái này rất mạnh nhưng với anh chỉ là gãi ngứa. Duệt! Cô gái lực điền còn định tấn công tiếp, Dương Thanh bỗng xé rách tấm mặt nạ ra người của Tiết Nguyên Bá, lộ ra gương mặt thật của ông ta. Tất cả đều trố mắt ra nhìn, vẻ mặt khó tin. Cô gái lực điền cũng từ bỏ ý định tấn công Dương Thanh, ngơ ngác nhìn Tiết Nguyên Bá, ông ta không phải người già. Dương Thanh, mày chết đi! Tiết Nguyên Bá bị bại lộ, còn bị Dương Thanh dẫm đạp dưới đất. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời này của ông ta. Hơn 50 năm sống trên đời, lần đầu tiên ông ta bị dẫm đạp dưới chân. Ông ta là tội phạm truy nã, đây là chứng nhận nghiệp vụ của tôi. Dương Thanh giơ một giấy chứng nhận thân phận cảnh sát khiến dân chúng hoảng sợ. Anh nói, đây là tội phạm giết người vô cùng nguy hiểm. Để bảo đảm an toàn mọi người mau lên tàu đi. Nghe thấy thế, đám người vây xem cuống quýt trèo lên tàu. Dương Thanh không ngờ mình tiện tay mua một tờ giấy chứng nhận thân phận cảnh sát ngoài sạp vỉa hè lại có chỗ dùng. Tiết Nguyên Bá tức điên lên, đã bị dẫm đạp còn bị nói thành tội phạm giết người. Đi thôi. Dương Thanh áp giải ông ta rời đi. Chờ đã. Anh vừa ra khỏi nhà ga, có người chợt gọi lại. Cô gái lực điền thở hồng hộc chạy tới, áy náy nói, xin lỗi, vừa rồi tôi hiểu lầm anh. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, lắc đầu đáp, không sao, cô không biết chuyện, tốt bụng không có lỗi. Cô gái này có sức lực kinh người, chắc chắn lai lịch không nhỏ nhưng lại có lòng lương thiện đáng quý. Hơn nữa, hai cú đấm vừa rồi của cô ta chỉ như gãi ngứa. Dương Thanh kéo Tiết Nguyên Bá rời đi nhưng lại bị cô ta đuổi theo. Anh cau mày hỏi, không phải cô muốn đi trường hà sao?
tàu sắp chạy rồi. Cô ta tỏ vẻ không quan trọng nói, vừa nãy tôi đánh anh, nhất định phải bồi thường, tạm thời không gì nữa. Tôi nói rồi, không trách cô, không cần bồi thường. Cô mau đi đi. Dương Thanh cũng không muốn dẫn theo một cô gái như vậy. Cô ta lắc đầu nghiêm túc nói, không được, tôi đánh anh là sai, phải bồi thường mới được. Tôi tên là Quan Duyệt. Anh tên gì vậy? Quan Duyệt đi theo Dương Thanh tò mò hỏi. Cô thật sự muốn bồi thường cho tôi hả? Dương Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đương nhiên rồi. Quan Duyệt nói, anh muốn bồi thường thế nào cứ việc nói. Chỉ cần tôi có thể làm được nhất định sẽ không từ chối. Dương Thanh đáp, cô chỉ cần biến khỏi tầm mắt của tôi là bồi thường được rồi. Quan Duyệt sửng sốt một lúc, lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không được. Nếu tôi rời đi sẽ không bồi thường được cho anh. Dương Thanh bỗng cảm thấy bất lực. Sao cô gái xinh đẹp này như cao su vậy? Đánh mình hai cái thôi mà lẽo đẽo theo mình mãi. Cậu Thanh. Đúng lúc đó, một chiếc Maybach hai màu đỗ lại bên cạnh anh. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi xe. Anh ta rất kinh ngạc khi thấy Dương Thanh áp giải Thiết Nguyên Bá, nhưng nhanh chóng căm giận nói, cậu bắt được đồ khốn kiếp này rồi. Anh ta chính là Trần Anh Hào, hiện giờ bố anh ta là Trần Hạo còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Tất cả đều do Thiết Nguyên Bá gây ra. Dù biết thân phận của ông ta, Trần Anh Hào cũng chẳng mảy may e ngại, chỉ muốn giết người. Về rồi nói sau. Dương Thanh lên tiếng. Quan Duyệt định đi theo Dương Thanh lên xe lại bị anh giơ tay chặn lại. Tôi bảo cô biến khỏi tầm mắt của tôi, cô không nghe hiểu tiếng người à. Sốt cuộc Dương Thanh cũng nổi giận. Quan Duyệt tủi thân đứng cạnh xe, đáng thương nhìn anh, tôi đi cũng được, nhưng ít nhất anh phải nói cho tôi biết tên của anh chứ. Dương Thanh. Dương Thanh lạnh lùng đóng cửa xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Quan Duyệt nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt kiên định, tôi nhất định sẽ tìm được anh. Trần Anh Hào lái xe đưa Dương Thanh đến cổng viện y học Yến Đô. Tôi đánh gãy tay chân ông ta rồi. Anh đưa ông ta về nhà họ Trần trước đi. Tôi sẽ tìm anh sau. Dương Thanh dặn dò Trần Anh Hào rồi xuống xe. Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, một người y tá chạy ta hô lên, ai là người nhà Diệp Mạn? Tôi là con gái bà ấy. Tần Thanh Tâm vội vàng chạy tới. Bệnh nhân đang nguy kịch, đây là giấy thông báo bệnh tình nguy kịch của bác sĩ. Y tá đưa giấy thông báo cho Tần Thanh Tâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời của y tá như tiếng sấm nổ vang khiến đầu óc Tần Thanh Tâm trống rỗng, sụi lơ dựa vào người Dương Thanh. Nước mắt rơi lã chã. Dương Thanh cũng khiếp sợ, cô nói cái gì? Diệp Mạn nguy kịch, ý cô là rất có thể bà ấy sẽ không qua khỏi sao? Y tá gật đầu đáp, đầu của bà ấy bị thương nặng, tỷ lệ tử vong rất cao. Đương nhiên bà ấy vẫn có khả năng sống sót. Dứt lời, y tá lại đi vào phòng cấp cứu. Dương Thanh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bác sĩ thông báo mẹ em nguy kịch rồi. Nếu bà ấy thật sự không qua khỏi, em phải làm sao đây? Em vẫn chưa nhận nhau với bà ấy. Bà ấy mà đi, em sẽ không còn mẹ nữa. Tần Thanh Tâm rất kích động, bật khóc nức nở. Dương Thanh ôm chặt cô, trầm giọng nói, em bình tĩnh lại đã. Vừa rồi y tá cũng đã nói bà ấy bị thương quá nặng, chỉ muốn báo cho chúng ta biết vậy thôi, không phải báo tin tử vong. Mẹ vẫn đang được cấp cứu. Chỉ cần không thông báo tử vong thì vẫn còn cơ hội sống sót. Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh chờ đợi. Em yên tâm, chị Lâm cũng ở trong. Chị ấy giỏi lắm, sẽ không để mẹ xảy ra chuyện đâu. Dương Thanh thuyết phục một lúc, Tần Thanh Tâm mới tỉnh táo trở lại, ánh mắt tràn trề hy vọng, anh nói đúng, mẹ vẫn đang được cấp cứu. Nhất định bà ấy sẽ không sao. Nhất định sẽ không sao đâu. Dương Thanh kiên định nói. Anh đang cực kỳ tức giận, tất cả đều do Thiết Nguyên Bá gây ra. Đương nhiên anh cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu anh không đuổi cùng giết tận người nhà họ Thiết ở Yến Đô, Thiết Nguyên Bá cũng sẽ không làm ra chuyện điên rồ này. Bây giờ, toàn bộ gia tộc có quan hệ tốt với Dương Thanh ở Yến Đô đều đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhất là gia tộc Vũ Văn, nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng. Bọn họ không chỉ phải chống đỡ sự chèn ép của các gia tộc khác, còn phải lo lắng cho an nguy của chủ nhà. Thiết Nguyên Bá, ông sẽ phải chết rất thảm, Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi. Anh đã điều tra rõ ràng. Người ám sát các chủ gia tộc đều do Thiết Nguyên Bá sai khiến. Với thực lực của cao thủ hàng đầu nhà họ Thiết, muốn ám sát chủ của một gia tộc đứng đầu Yến Đô rất dễ dàng. May mà bọn họ không dứt khoát giết luôn những người này. Nếu nhiều chủ gia tộc bị giết như vậy, dù là vương tộc họ Thiết cũng sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng dù thế nào,
Dương Thanh cũng đã phán tội tử hình cho Tiết Nguyên Bá. Một tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng cấp cứu lại được mở ra. Rất nhiều bác sĩ cùng đi ra ngoài. Ngài Lâm cũng có mặt, Tần Thanh Tâm vội vàng chạy tới hỏi, chị Lâm, mẹ em sao rồi? Em yên tâm, mẹ em phẫu thuật rất thành công, đã vượt qua cơn nguy kịch rồi. Ngài Lâm đau lòng nhìn cô. Thật sao, mẹ em được cứu rồi sao? Dương Thanh, mẹ vượt qua được rồi. Tốt quá rồi, em vẫn còn mẹ. Tần Thanh Tâm kích động nắm tay Ngải Lâm nói, cảm ơn chị nhiều lắm. Không chỉ có Diệp Mạn, cả Vũ Văn Cao Dương và Hoàng Thiên Hành đều qua khỏi. Nhưng dù sao bọn họ cũng bị thương nặng, tạm thời vẫn phải nằm theo dõi ở khoa hồi sức tích cực. Được rồi, bây giờ mẹ đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, chúng ta cũng không vào thăm được. Anh vẫn còn chuyện cần giải quyết, để anh đưa em về nhà trước nhé. Dương Thanh đau lòng nhìn Tần Thanh Tâm. Cô vội vàng lắc đầu, anh bận thì cứ đi trước. Em không sao, em phải ở đây chờ mẹ vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Dương Thanh biết tính cách của cô. Nếu cô đã quyết định ở lại thì sẽ không chịu rời đi. Được, em ở đây chờ nhé. Anh đi trước, xong việc sẽ về chờ mẹ với em. Có Ngải Lâm ở bệnh viện, Dương Thanh cũng không cần lo lắng. Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh tới thẳng nhà họ Trần. Lúc này trong phòng họp cỡ lớn của nhà họ Trần đông nghịt người. Ngoài người gia tộc họ Trần, thì còn có người của các gia tộc Vũ Văn, Diệp và Hoàng. Người gia tộc họ Quan, gia tộc họ Hàn và gia tộc họ Hồng cũng tới. Nhà họ Hồng vừa mới đi theo Dương Thanh nên Tiết Nguyên Bá chưa biết chuyện, chủ nhà họ Hồng may mắn thoát được một kiếp. Chủ của mỗi gia tộc chúng ta đều bị thương nặng, đến cả nhà cũng bị người ta chiếm mất. Chúng ta đâu thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Vương Thành đột nhiên đứng dậy hỏi. Hắn ta là người thừa kế vị trí chủ gia tộc Vũ Văn đời kế tiếp. Chủ của các gia tộc đang có mặt đều bị ám sát, vừa mới được cấp cứu, tất cả đều đang nằm trong khoa hồi sức tích cực. Bây giờ chỉ có thể dựa vào người thừa kế của các gia tộc. Hoàng Chính, người thừa kế nhà họ Hoàng cũng đứng lên, trầm giọng nói, nếu còn tiếp tục chờ đợi, gia tộc của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Một phe do ba nhà Diệp, Hoàng và Vũ Văn làm chủ, phe còn lại do các gia tộc mới tới như các nhà Trần, Hàn, Quan, Hồng dẫn đầu. Cậu Thanh tới rồi. Đúng lúc này, quản gia nhà họ Trần hớt hải chạy vào phòng họp, kích động hô lên. Ngay sau đó, Dương Thanh lôi theo Tiết Nguyên Bá đi vào. Cậu Thanh, trông thấy Dương Thanh tới, đám người vội vàng đứng dậy. Lúc anh không có mặt, có người rất bất mãn. Nhưng anh đã tới, không ai dám tỏ ra khó chịu. Dương Thanh, tao khuyên mày mau thả tao ra, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu. Tiết Nguyên Bá bị Dương Thanh lôi tới trước mặt nhiều người như vậy thì rất tức giận. Ông ta là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, quyền thế ngập trời lại bị Dương Thanh ép phải trốn chui trốn lủi, không thể rời khỏi Yến Đô. Điều khiến ông ta giận hơn là Dương Thanh còn dẫn ông ta tới trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là đang sỉ nhục ông ta. Nghe thấy giọng nói của Tiết Nguyên Bá, mọi người mới chú ý tới ông ta. Nhưng ngoại trừ Dương Thanh, không một ai biết Tiết Nguyên Bá là ai, cũng chưa từng gặp ông ta. Cậu Thanh, thằng ngu này là ai? Bị đánh te tua thế này còn dám uy hiếp cậu? Dám uy hiếp cậu Thanh đúng là đồ ngu xuẩn. Nếu cậu Thanh không ngại, tôi sẽ giết ông ta cho cậu. Ai cũng thi nhau lấy lòng Dương Thanh. Bốp bốp bốp. Hoàng Chính dứt khoát xông tới tát Tiết Nguyên Bá mấy cái, cả giận nói, con mẹ nó sao mày dám uy hiếp cậu Thanh? Chán sống rồi hả? Tao nói cho mày biết, mọi người ở đây đều là người thừa kế của các gia tộc hàng đầu Yến Đô, đều nghe theo cậu Thanh sai bảo. Mày dám cả gan uy hiếp cậu Thanh chính là tội chết. Mày dám trợn mắt nhìn tao nữa à? Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy Tiết Nguyên Bá giận dữ trừng mắt nhìn, Hoàng Chính lại tát thêm mười mấy cái nữa, đến khi đau tay mới dừng lại. Mặt của Tiết Nguyên Bá đã sưng vù. Ông ta dám uy hiếp cậu Thanh, hay là để tôi chôn sống ông ta luôn nhé? Diệp Hoa cũng tiến lên tươi cười nịnh nọt. Dứt lời ông ta còn nhổ nước bọt vào mặt Tiết Nguyên Bá, hung dữ nói, mày còn nhìn nữa tao khoét mắt mày ra đấy. Tiết Nguyên Bá tức phát điên nhưng không dám cãi lại. Ông ta chưa biết Dương Thanh dẫn mình tới đây để làm gì. Tuy bị sỉ nhục trước mặt nhiều người nhưng cũng may không ai biết ông ta là ai. Nếu thân phận tam vương tử của vương tộc họ Tiết bị bại lộ, ông ta sẽ mất hết mặt mũi. Từ bao giờ tam vương tử nhà họ Tiết lại ngoan ngoãn như vậy? Chịu đánh chịu mắng không thèm phản kháng sao? Dương Thanh mỉa mai hỏi. Tiết Nguyên Bá trợn trừng mắt, không ngờ Dương Thanh lại công khai thân phận của mình. Không nhịn được giống lên, Dương Thanh, mày dám sỉ nhục người của vương tộc, tao phải liều mạng với mày. Bốp,
ông ta chưa kịp làm gì Dương Thanh đã tát ông ta gãy hai cái răng. Vương tử, ai dám xưng vương trước mặt tôi? Dương Thanh mới tát một cái đã khiến Tiết Nguyên Bá ngã nhào ra đất. Anh đạp lên ngực ông ta. Dương Thanh tàn nhẫn nói, ông sai người ám sát chủ của các gia tộc ở Yến Đô, bây giờ bị tôi bắt được còn dám lớn lối vậy sao? Miệng Tiết Nguyên Bá đầy máu tươi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Thanh, ngạo nghễ nói, tốt nhất mày hãy giết tao, nếu không tao sẽ lấy mạng mày. Không chỉ vậy tao còn phải giết hết những người có liên quan tới mày. Tao phải để mày biết, đắc tội Tiết Nguyên Bá này sẽ có hậu quả nghiêm trọng thế nào. Dù đã bị Dương Thanh giẫm dưới chân, Tiết Nguyên Bá vẫn rất phách lối. Lúc này, toàn bộ người trong phòng họp đều trố mắt nhìn Tiết Nguyên Bá bị Dương Thanh giẫm đạp. Nhất là Diệp Hoa và Hoàng Chính vừa mới tát ông ta mấy cái đều sợ hết hồn. Không ngờ người Dương Thanh dẫn tới lại là tam vương tử của vương tộc họ Tiết. Bọn họ vừa tát Tiết Nguyên Bá, còn nhổ nước bọt vào mặt ông ta. Nếu ông ta còn sống rời đi sẽ xử lý bọn họ thế nào? Các gia tộc khác cũng lo lắng, tuy rất căm hận Tiết Nguyên Bá nhưng không ai dám ra mặt. Mặc dù chủ gia tộc của bọn họ bị ông ta ám sát nhưng ít ra đều vẫn còn sống. Tiết Nguyên Bá là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, vốn không phải người cùng thế giới với bọn họ. Sự uy hiếp của Tiết Nguyên Bá khiến Dương Thanh hoàn toàn nổi giận. Trước giờ anh chưa từng e ngại người khác khiêu khích, cũng không sợ bị trả thù nhưng lại không thể tha thứ kẻ dùng người nhà anh để uy hiếp. Tiết Nguyên Bá vẫn đang không ngừng dọa nạt bỗng thấy toàn thân lạnh toát, cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ trên người Dương Thanh. Ông ta lập tức im bặt, lúc này mới ý thức được tình cảnh của mình. Ông đã vội vã đi đầu thai như vậy, tôi sẽ tiến ông một đoạn. Dương Thanh bỗng lạnh giọng nói. Dường như nhiệt độ trong phòng họp rộng lớn cũng giảm xuống mấy độ. Mày không thể giết tao. Tao là tam vương tử của vương tộc họ Tiết, là Tiết Vương tương lai. Nếu mày chịu thả tao ra, tao hứa sẽ không chọc tới mày nữa. Nếu tao thực sự xảy ra chuyện, bố tao là Tiết Vương sẽ không tha cho mày đâu. Toàn bộ Yến Đô đều sẽ phải chôn cùng tao. Tuy Dương Thanh từng là tướng quân biên giới phía Bắc, nắm giữ một vùng biên giới nhưng cũng chỉ là đã từng. Hiện giờ anh chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn và sở hữu thực lực kinh người, quả thực không thể so được với nhà họ Tiết. Cậu Thanh bất giận. Trần Hưng Hải và Quan Chính Sơn cũng vội vàng thuyết phục. Tuy bọn họ không biết thân phận của Dương Thanh nhưng bốn chữ vương tộc họ Tiết đã đủ để bọn họ phải dè chừng. Dương Thanh cũng không thực sự muốn giết Tiết Nguyên Bá, chỉ là nổi nóng vì ông ta dám lấy người nhà anh ra uy hiếp. Nghe đám người Hàn Khiếu Thiên khuyên nhủ, Dương Thanh đá bay Tiết Nguyên Bá, lạnh giọng nói. Nếu còn dám dùng người nhà tôi để uy hiếp, tôi sẽ lấy mạng chó của ông. Tiết Nguyên Bát bị giẫm đạp dưới chân trước mặt bao người, còn bị đám đông mắng mỏ sao còn dám mở miệng. Ông ta nằm im trên đất nhắm mắt giả chết. Vốn là người của vương tộc, còn có khả năng sẽ thừa kế ngôi vị chủ vương tộc, giờ đây lại rơi vào tay Dương Thanh và nhiều người Yến Đô như vậy, ông ta thấy rất nhục nhã. Cậu Thanh, liệu cậu ta có chết không? Thấy Tiết Nguyên Bá không nhúc nhích, Hàn Khiếu Thiên lo âu hỏi. Dương Thanh biết ông ta là người luyện võ, vừa rồi anh đá bay ông ta nhưng không hề dùng sức. Cùng lắm là khiến Tiết Nguyên Bá gãy thêm vài cái xương, không đến mức chết. Yên tâm, ông ta không chết được đâu. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Tiết Nguyên Bá nằm giả chết dưới đất rồi nhìn xung quanh, hiện giờ chủ các gia tộc đều đã được cứu sống. Chỉ là bị thương quá nặng nên vẫn đang nằm trong khoa hồi sức tích cực, vẫn chưa hết nguy hiểm. Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã nhờ người chăm sóc họ rồi. Nghe vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo chúng ta phải thanh lý Yến Đô. Dương Thanh nói tiếp. Tất cả đều tràn đầy mong đợi. Bọn họ biết năng lực của Dương Thanh rất mạnh, giống như vừa rồi ngang nhiên dẫm đạp tam vương tử của vương tộc họ Tiết. Mấy gia tộc ở Yến Đô chẳng là gì với anh. Cậu Thanh, lần này chúng ta không thể tha cho nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống. Hoàng Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Hoa cũng tức giận lên tiếng. Không sai, ba gia tộc này hung hăng nhất, thừa cơ chủ nhà của chúng ta bị ám sát liên thủ chèn ép chúng ta, đúng là hèn hạ. Vương Thành cũng nói, phải đó, ba trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô đột nhiên liên thủ, dù là gia tộc nào cũng không chấp nhận được. Nếu không nhờ cậu Thanh dặn dò không được phản kháng, có lẽ mấy gia tộc chúng tôi đều đã thiệt hại nghiêm trọng. Mọi người đều đồng ý với Vương Thành. Tuy bốn gia tộc Trần, Hàn, Quan, Hồng cũng bị tổn hại nhưng ba gia tộc Tôn, Lâm, Tống nhằm vào gia tộc họ Diệp, gia tộc họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn là chính. Còn mấy gia tộc như nhà họ Trần lại bị gia tộc khác chèn ép, ví dụ như Liên minh năm nhà trước đó. Liên minh năm nhà từng đối phó nhà họ Trần, kết quả lại bị Dương Thanh cướp đoạt một nửa sản nghiệp.
Bọn họ biết tin Dương Thanh gặp chuyện liền tranh thủ ra tay với nhà họ Trần. Cậu Thanh có dự định gì không? Đúng lúc này, Diệp Hoa bỗng lên tiếng hỏi. Dương Thanh lại nhìn Tiết Nguyên Bá vẫn nằm giả chết, lạnh lùng nói, trong vòng 10 giây nữa ông còn tiếp tục giả chết, tôi sẽ cho ông chết thật. Tiết Nguyên Bá lập tức ngọ nguậy bò dậy, nào còn giống người bị thương nặng. Tất cả đều sợ ngây người. Lần đầu tiên Tiết Nguyên Bá cảm thấy nhục nhã đến vậy. Nhưng ông ta đang bị Dương Thanh bắt giữ, đánh không lại anh nên chỉ đành phải nhẫn nhịn. Cậu muốn tôi làm gì? Tiết Nguyên Bá đi tới, lạnh giọng hỏi. Lấy danh nghĩa của ông mời toàn bộ chủ các gia tộc có liên hệ với ông tới khách sạn Đế Đô. Dương Thanh lạnh lùng ra lệnh. Nghe vậy, con người Tiết Nguyên Bá co rút lại. Dương Thanh đang muốn một lưới bắt gọn toàn bộ. Đám người Vương Thành cũng nghe ra được mục đích của anh, ai cũng vô cùng kích động. Tám gia tộc đứng đầu Yến Đô tranh đấu nhiều năm vẫn chưa thể thống nhất. Nếu Tiết Nguyên Bá đứng ra mời toàn bộ chủ gia tộc tới khách sạn Đế Đô, chắc sẽ không ai dám không đi. Đây là cơ hội để thống nhất toàn bộ gia tộc ở Yến Đô. Tiết Nguyên Bá cũng lo lắng, Yến Đô rất quan trọng, cũng là thành phố duy nhất không nằm trong sự kiểm soát của hoàng tộc, vương tộc và bốn biên giới. Nhưng thành phố nhỏ bé này lại quan trọng hơn tất cả các tỉnh khác. Nếu Dương Thanh thống nhất các gia tộc ở Yến Đô, chỉ sợ nhà họ Tiết sẽ càng khó đối phó anh hơn. Sao hả, không muốn? Thấy Tiết Nguyên Bá im lặng, Dương Thanh nhíu mày hỏi. Ông ta cắn răng nói, nếu tôi làm vậy, sau này còn ai dám hợp tác với tôi? Cậu muốn tôi trở thành kẻ bất nghĩa, tôi không làm được. Dương Thanh nheo mắt lại, ông không chịu thì tôi chỉ có thể làm thịt ông, sau đó cầm đầu ông tới từng nhà đòi nợ. Anh không hề che giấu sát khí của mình với ông ta. Những người khác cũng lo Dương Thanh sẽ giết Tiết Nguyên Bá. Bọn họ sợ Dương Thanh, nhưng càng sợ vương tộc hơn. Bây giờ bọn họ đứng cùng phe Dương Thanh. Nếu anh giết Tiết Nguyên Bá, nhà họ Tiết sẽ tìm Dương Thanh tính sổ, cũng sẽ không tha cho họ. Đối với nhà họ Tiết, mấy người bị ám sát kia chỉ là rác rưởi. Mạng của họ sao quan trọng bằng mạng tôi? Nghe Tiết Nguyên Bá giải thích như vậy, không chỉ Dương Thanh mà những người còn lại cũng đều nổi giận. Xem ra ông vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Dương Thanh bỗng lắc đầu, lạnh giọng nói. Bốp! Ngay sau đó, tiếng bạt tai vang dội cất lên. Mạng của ông thì tính, mạng của chúng tôi là rác rưởi sao? Bây giờ ông đang là tù nhân của chúng tôi, ông có tư cách gì khoe khoang thân phận ở đây? Mọi người kinh ngạc khi thấy người ra tay là Hoàng Chính. Đến cả Dương Thanh cũng ngạc nhiên, không ngờ còn có người dám đánh Tiết Nguyên Bá. Cái danh vương tộc có thể hù dọa rất nhiều người. Tiết Nguyên Bá cũng sững sờ. Bị Dương Thanh đánh là vì mình đánh không lại. Nhưng đến cả một kẻ vô danh trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng dám tát ông ta. Mày dám đánh tao sao? Tiết Nguyên Bá khó tin hỏi. Bốp! Hoàng Chính lại tát thêm một cái, đánh ông thì sao? Bốp bốp bốp! Hoàng Chính vừa nói vừa tát lia lịa 5-6 cái. Tiết Nguyên Bá quên cả tránh né, cứ chết lặng nhìn Hoàng Chính. Không sai, ông đáng bị đánh. Diệp Hoa cũng xông lên. Ông ta hùng hổ tát Tiết Nguyên Bá. Thân phận của ông cao quý cũng chỉ là quá khứ. Bây giờ ông là tù nhân của chúng tôi, dù có bị giết cũng phải rửa cổ chịu chết. Diệp Hoa lạnh lùng nói, ông lại còn dám uy hiếp cậu Thanh, đúng là chán sống rồi. Đồ khốn kiếp! Tiết Nguyên Bá lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên đấm vào mặt Diệp Hoa. Đám người sửng sốt không ngờ ông ta còn dám ra tay đánh người. Ông ta vốn là người luyện võ, Diệp Hoa chỉ là người thường sao chịu nổi cú đấm này. Diệp Hoa quên cả thở trợn mắt nhìn nắm đấm của Tiết Nguyên Bá ngày càng tới gần. Bốp! Trong giờ phút nguy hiểm, Dương Thanh kịp thời bắt lấy bàn tay của Tiết Nguyên Bá. Ông thích đánh người lắm hả? Tôi sẽ phế bỏ võ công của ông. Dương Thanh lạnh lùng nói, tôi rất muốn biết người dựa vào võ công được nhà họ Tiết coi trọng như ông khi mất đi võ công sẽ thế nào. Tiết Nguyên Bá chợt có dự cảm chẳng lành. Bịch! Dương Thanh đạp mạnh vào đan điền của ông ta. Tiết Nguyên Bá phụt máu, sắc mặt tái mét. Mày dám phế bỏ võ công của tao. Đối với người trong vương tộc, võ công rất quan trọng. Ông ta được chủ vương tộc họ Tiết yêu thương nhất cũng vì từ nhỏ tập võ, thực lực cũng nằm trong những cao thủ hàng đầu trong gia tộc họ Tiết. Nhưng bây giờ Dương Thanh đã phế võ công của ông ta. Trước giờ ông ta chỉ biết tập võ, không có tài kinh doanh. Nếu mất đi võ công, ông ta sẽ trở thành kẻ vô dụng đối với gia tộc. Chủ vương tộc họ Tiết sẽ không bồi dưỡng một kẻ vừa không có võ công lại vừa không có tài kinh doanh làm người thừa kế. Càng nghĩ, Tiết Nguyên Bá càng thấy hối hận tột cùng.
nếu có thể quay trở về quá khứ, ông ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc Dương Thanh. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Bây giờ nói gì cũng đã muộn màng. Mày giết tao đi. Tiết Nguyên Bá bỗng tuyệt vọng nói, tao sẽ không mời chủ của các gia tộc khác theo lời mày đâu. Mày phế võ công của tao, tao hận mày chưa hết sao có thể giúp đỡ mày. Tao nói cho mày biết, nhà họ Tiết sẽ không buông tha mày. Dương Thanh cười nhạo một tiếng, vậy sao? Anh búng tay một cái, hai gã cao to lôi một người trẻ tuổi máu me be bét tới. Bố ơi, con không muốn chết. Cứu con với, con không muốn chết đâu. Người kia trông thấy Tiết Nguyên Bá lập tức gào khóc ầm ĩ. Tiết Khải. Tiết Nguyên Bá nhìn thấy con mình, hoảng sợ hét lên, mau thả con tao ra. Muốn thả con ông cũng được, mau liên hệ cho chủ các gia tộc kia đi, Dương Thanh bình thản nói. Anh vốn không có ý định dùng Tiết Khải để uy hiếp Tiết Nguyên Bá, mà là vô tình bắt được anh ta trong quá trình tìm kiếm Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá có thể sai người ám sát toàn bộ chủ gia tộc quen biết Dương Thanh, anh dùng Tiết Khải uy hiếp ông ta thì có gì sai? Dương Thanh, tao phải giết mày. Hai mắt Tiết Nguyên Bá đỏ bừng lên, dường như sắp mất khống chế. Chôn sống Tiết Khải đi. Tiết Nguyên Bá hốt hoảng tự bóp cổ muốn nôn ra thứ Dương Thanh vừa nhét vào. Nhưng viên thuốc đã trôi xuống bụng sao có thể phun ra. Đây là phệ tâm hoàn, cứ cách 3 tháng sẽ xuất hiện cơn đau nhức như bị cắn xé trái tim. Dương Thanh lạnh giọng nói, sau này 3 tháng tìm tôi một lần, tôi cho ông thuốc giải. Đương nhiên ông cũng có thể không tìm. Nhưng nếu quá hạn, uống thuốc giải cũng vô dụng. Nghe vậy, Tiết Nguyên Bá kinh hãi hỏi, cậu muốn khống chế tôi sao? Tiết Nguyên Bá thật sự hoảng sợ. Nếu phệ tâm hoàn Dương Thanh đút cho ông ta là thật thì sau này cách 3 tháng ông ta sẽ phải tìm Dương Thanh lấy thuốc giải, chẳng phải có nghĩa anh nói gì ông ta phải nghe theo sao? Dương Thanh không thèm trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ lạnh lùng nói, ông không còn giá trị ở Yến Đô nữa, cút đi được rồi đấy. Chủ của các gia tộc đều âm thầm kinh hãi. Xem ra Dương Thanh thật sự có thể khống chế Tiết Nguyên Bá. Nghĩa là sau này người thừa kế của một vương tộc sẽ phải nghe lời Dương Thanh răm rắp sao? Không ít người đều thấy kinh hoàng. Có lẽ thế lực Dương Thanh đang nắm giữ đã có thể sánh với vương tộc. Tiết Nguyên Bá rất giận dữ, bị Dương Thanh ép uống phệ tâm hoàn, còn bị nói không còn giá trị trước mặt mọi người, đuổi ông ta cút. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất với ông ta. Được, tôi đi. Lúc này Tiết Nguyên Bá chỉ có thể chịu đựng, cắn răng rời đi. Cậu Thanh, cậu thật sự cho ông ta ăn phệ tâm hoàn gì đó sao? Đợi Tiết Nguyên Bá rời đi, Diệp Hoa dè dặt hỏi. Dương Thanh híp mắt đáp, các người nghĩ là thật thì là thật, không tin thì không phải. Nghe vậy, Diệp Hoa không khỏi rùng mình một cái. Không chỉ Diệp Hoa, những người khác đều không dám hỏi nhiều. Mặc kệ là thật hay giả, tin tức này truyền ra ngoài sẽ gây họa cho bọn họ. Để giữ mạng, Tiết Nguyên Bá chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ bí mật này. Dù sao ông ta chính là đứa con được Tiết Vương coi trọng nhất. Nếu chuyện bị khống chế truyền ra ngoài, không chỉ các gia tộc có mặt bị liên lụy, bản thân ông ta cũng phải rời xa trung tâm quyền lợi của vương tộc họ Tiết. 20 phút sau ở khách sạn Đế Đô. Hôm nay ở đây vô cùng náo nhiệt. Bãi đỗ xe trước cổng có rất nhiều loại xe sang trọng. Những chiếc giá trị chục triệu, thậm chí là cả trăm triệu không ngừng kéo tới. Ha ha, chúc mừng ông chủ Lâm, ông chủ Tôn và ông chủ Tống. Trong sảnh tiệc trên tầng cao nhất tràn đầy tiếng chúc mừng. Người bên trong đông nghịt. Trên bàn ăn đầu tiên chỉ có 3 người ngồi. Chủ nhà họ Lâm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Lâm Thiên Trạch. Chủ nhà họ Tôn trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Tôn Húc. Chủ nhà họ Tống trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Tống Thanh Sơn. Đến cả người thừa kế của 3 gia tộc này cũng không có tư cách ngồi cùng bàn với họ. Nhưng vị trí chủ tiệc trên bàn vẫn để trống. Tuy chủ tiệc vẫn chưa tới nhưng ai cũng biết người đó là ai. Ha ha, mọi người cùng vui. Tôn Húc đứng lên cười nói. Từ khi Dương Thanh ép ông ta quỳ xuống xin tha, ông ta vẫn luôn phải xấu hổ cúi đầu. Lần này người nhà họ Tiết tìm tới, ông ta mới dám đứng ra đối phó Dương Thanh. Lâm Thiên Trạch cũng cười lớn, hôm nay mọi người vất vả rồi. Đợi Tiết Vương Tử tới, Yến Đô sẽ được thanh lý sạch sẽ. Tống Thanh Sơn cũng đứng lên, đắc ý cười nói. Không sai, chiến thắng hôm nay đều nhờ có mọi người ủng hộ. Tất cả đều vất vả. Tuy chủ lực nhằm vào nhà họ Diệp, nhà họ Hoàng và gia tộc Vũ Văn là 3 nhà Lâm, Tôn, Tống nhưng các gia tộc khác cũng giúp một tay. Không chỉ vậy, trừ nhà họ Trần họ chưa kịp ra tay vơ vét thì nhà họ Hàn và nhà họ Quan đều bị bọn họ cướp sạch. Tiếc là Tiết Phương Tử gọi chúng ta tới đây mở tiệc ăn mừng,
nếu không nhà họ Trần cũng xong đời. Đúng vậy, nhà họ Quan, nhà họ Hàn và nhà họ Hồng cũng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Không sao, hiện giờ đến cả ba nhà Diệp, Hoàng, Vũ Văn đều đã diệt vong. Mấy gia tộc kia không có chỗ dựa thì có thể làm gì được. Trong sảnh tiệc, mặt ai cũng tươi cười vui vẻ. Tuy không có đủ toàn bộ gia tộc hàng đầu ở Yến Đô nhưng cũng được hơn một nửa. Ba người ngồi bàn đầu cười không ngậm được mồm. Nhiều ông lớn chủ động đi tới chúc mừng, còn chắp tay dâng quà mừng. Ông chủ Tống, ông chủ Tôn, ông chủ Lâm, sắp hết một tiếng rồi sao Tiết Phương Tử vẫn chưa tới. Mọi người đã đợi gần một tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ tiệc đâu, không khỏi sốt ruột. Chắc là sắp tới rồi, mọi người đừng gấp. Tiết Phương Tử là người có địa vị, bận rộn trăm công nghìn việc. Cứ kiên nhẫn chờ đi. Tôn Húc đứng dậy cười nói. Nếu lúc này nhà họ Tôn xảy ra chuyện, nhà họ Lâm sẽ kiếm được lợi ích, có cơ hội vượt xa nhà họ Tôn. Nhưng chưa đầy một phút sau, trang viên nhà họ Hoàng ông ta mới đoạt về đã bị giành lại. Tống Thanh Sơn cũng xa sầm mặt. Trang viên nhà họ Diệp và nhà họ Hoàng liên tục bị giành lại không phải tin tức tốt. Chủ gia tộc, lớn chuyện rồi. Vương Thành dẫn người giành lại gia tộc Vũ Văn, thậm chí còn tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Tống chúng ta. Lại có thêm một người vội vàng chạy tới báo tin dữ. Lần này sắc mặt của Tôn Húc, Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn đều trở nên nghiêm nghị. Nếu chỉ đoạt lại một trang viên thì cũng bỏ đi vì điều này có thể chứng tỏ đó là do mấy gia tộc liên thủ lại mới có thể cướp được một trang viên. Nhưng bây giờ ba trang viên lớn đều bị đoạt lại. Điều này cũng có nghĩa là mọi vất vả trước đó của bọn họ đều uổng công. Sắc mặt của đám ông chủ nhà giàu dưới sân khấu hết sức khó coi. Trong số này, có nhiều gia tộc không tham gia vào hành động hôm nay, bọn họ chỉ đến để tìm cơ hội ôm chân các ông lớn thôi. Một khi ba gia tộc lớn là Tôn, Lâm, Tống thất bại, bọn họ cũng sẽ gặp vận xui theo. Không được, bây giờ là lúc nhà họ Diệp, nhà họ Hoàng và nhà họ Vũ Văn yếu ớt nhất. Chúng ta không thể để bọn họ đoạt lại trang viên như vậy được. Nếu không đợi đến lúc gia tộc bọn họ củng cố lại, chúng ta sẽ rất khó để tiêu diệt bọn họ lần nữa. Tôn Húc lập tức đứng dậy nói. Không được, Tiết Phương Tử mời chúng ta tới đây chúc mừng, bây giờ Tiết Phương Tử vẫn chưa đến nếu chúng ta bỏ đi như vậy Tiết Phương Tử nhất định sẽ tức giận. Lâm Thiên Trạch cau mày nói. Tống Thanh Sơn cũng lên tiếng, không sai, nếu chúng ta đã có Tiết Phương Tử làm chỗ dựa, dù bây giờ gia tộc của chúng ta bị diệt, chúng ta cũng không cần phải sợ. Đúng, chỉ cần có Tiết Phương Tử làm chỗ dựa, chúng ta không cần sợ ai. Mọi người nhao nhao lên tiếng, sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Nhưng Tôn Húc lại có cảm giác bất an, ông ta luôn cảm thấy Dương Thanh sắp tới rồi. Được rồi, ông chủ Tôn đừng lo lắng nữa, có Tiết Phương Tử ở đây, ông còn sợ gì nữa. Lâm Thiên Trạch cười nói, nếu bọn họ muốn đoạt lại trang viên của mình, vậy cứ để bọn họ lấy về là được, đợi Tiết Phương Tử đến rồi, chúng ta chúc mừng xong sẽ đi cướp lại chẳng phải được rồi sao. Ông chủ Lâm nói rất đúng, nào, uống rượu thôi. Tôn Húc cười nâng ly lên, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy rất gượng gạo. Chớp mắt đã nửa tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Tiết Nguyên Bá tới. Sao Tiết Phương Tử vẫn chưa tới? Tôn Húc hơi lo lắng hỏi. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn cũng hơi sốt ruột, đã qua một tiếng rưỡi so với giờ hẹn nhưng Tiết Nguyên Bá vẫn chưa tới. Điều này khiến bọn họ thấy vô cùng bất an. Ông chủ Tống, ở đây vai vế của ông lớn nhất, hay là ông gọi điện thoại liên hệ với Tiết Phương Tử đi? Xem ông ấy đã tới đâu rồi. Lâm Thiên Trạch nói với Tống Thanh Sơn. Tống Thanh Sơn chau mày, tuy lão ta cũng sốt ruột nhưng bảo lão ta gọi điện cho Tiết Nguyên Bá lão ta thật sự không dám. Các người lo gì chứ? Tiết Phương Tử là người chúng ta có thể tùy tiện gọi điện thoại quấy rầy sao? Tống Thanh Sơn nói, yên tâm đi, nếu Tiết Phương Tử đã bảo chúng ta ở đây chờ cậu ấy tới mở tiệc chúc mừng thì nhất định không có vấn đề gì đâu. Nhưng... Tôn Húc vẫn còn muốn khuyên bảo thì Tôn Thanh Sơn đã nhíu mày nói, sao nào? Chủ gia tộc họ Tôn đang nghi ngờ Tiết Phương Tử sao? Tôn Húc nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng lắc đầu, nào có, sao tôi lại dám nghi ngờ Tiết Phương Tử chứ? Nếu ông ấy còn chưa tới, chắc chắn là có việc gì đó trì hoãn, chúng ta cứ tiếp tục chờ là được. Tôn Húc cười gượng, vội vàng uống rượu nhằm che giấu tâm trạng của mình. Nhưng trong lòng lại thầm mắng con cáo già Tống Thanh Sơn. Nếu để Tiết Nguyên Bá biết được mình không tin tưởng ông ta, thì nhà họ Tôn cách ngày bị diệt không còn xa nữa. Chủ gia tộc, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đột nhiên thuộc hạ lúc nãy của Tôn Húc lại chạy trở vào, lần này vẻ ngạc nhiên trên mặt được thay bằng sự sợ hãi, trang viên của nhà họ Tôn đã bị người nhà họ Diệp đoạt rồi.
anh em nhà họ Tôn thương vong nặng nề. Cậu nói gì, trang viên nhà họ Tôn bị người khác cướp đi. Tôn Húc lập tức đứng bật lên, nắm cổ áo của tên thuộc hạ kia, giận dữ hét lên, cậu có biết hậu quả của việc lừa gạt tôi là gì không? Lúc này Tôn Húc tức giận đùng đùng, đồng thời cũng rất hoảng sợ. Đối với danh môn vọng tộc, trang viên gia tộc là căn cơ của bọn họ. Tuy không đáng bao nhiêu so với các sản nghiệp khổng lồ, nhưng cũng là biểu tượng của các gia tộc hàng đầu. Ở Yến Đô, chỉ có những giàu kiểu tám gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có được trang viên riêng. Bây giờ trang viên của nhà họ Tôn bị lấy mất, điều này chẳng phải chứng tỏ nhà họ Tôn sắp rớt khỏi hàng ngũ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Chủ gia tộc, những gì tôi nói đều là sự thật, nếu ông không tin có thể gọi điện cho quản gia Mộ sẽ biết ngay, gã thuộc hạ vội vàng nói. Chủ gia tộc, trang viên của nhà họ Lâm đã bị người nhà họ Hoàng đoạt mất rồi. Người nhà họ Tôn thương vong vô số. Thuộc hạ nhà họ Tôn vừa dứt lời thì thuộc hạ nhà họ Lâm lại chạy vào, vẻ mặt cũng vô cùng sợ hãi. Tay của Lâm Thiên Trạch bỗng run lên, cái ly đế cao đang cầm trong tay rơi thẳng xuống đất choang một tiếng vỡ tan tành, rượu vang bắn tung tóe lên chân ông ta. Chủ gia tộc, trang viên nhà họ Tống đã bị gia tộc Vũ Văn cướp đi rồi. Đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu Tiết Phương Tử vẫn không tới, chúng ta nhất định phải rời đi. Tôn Húc cắn răng nói. Được, vậy thì đợi thêm nửa tiếng nữa. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn đều đồng thanh nói. Bọn họ cũng hiểu bây giờ là lúc không thể hành động theo cảm tính, nếu thêm nửa tiếng nữa thì bọn họ đã đợi ròng rã 2 tiếng rồi. Nếu Tiết Nguyên Bá vẫn chưa xuất hiện, dù sau khi bọn họ rời đi Tiết Nguyên Bá có tới chắc cũng không trách bọn họ đâu nhỉ. Chớp mắt lại qua nửa tiếng, nhưng bọn họ vẫn không đợi được Tiết Nguyên Bá mà đợi được tin tức dữ hơn. Chủ gia tộc, xảy ra chuyện lớn rồi. Tập đoàn Tôn Thị đã bị niêm phong, giám đốc tài chính cũng bị dẫn đi. Hơn nữa tỏ ý nói công ty làm sổ sách giả. Không chỉ như vậy, còn có truyền thông Tôn thì cũng bị niêm phong điều tra, vụ xâm phạm bản quyền bị vạch trần. Và cả tổng giám đốc của giải trí Tôn thì cũng bị bắt đi luôn bởi vì bị phanh phui vụ giao dịch tình tiền, giải trí Tôn thị đang bị niêm phong điều tra. Thuộc hạ nhà họ Tôn liên tiếp báo đến mấy tin dữ. Chỉ là gã ta vẫn chưa kịp nói hết tin dữ mà nhà họ Tôn đang gặp phải thì Tôn Húc đã lảo đảo ngồi phịch xuống đất. Vẻ mặt ngập tràn hoảng sợ, là cậu ta, nhất định là cậu ta. Lúc này trong đầu Tôn Húc bỗng xuất hiện bóng dáng Dương Thanh, ngoài Dương Thanh ra ông ta thật sự không nghĩ ra ai khác có thể làm được những việc này. Mà sau khi Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn nghe được cảnh ngộ của nhà họ Tôn thì hít sâu một hơi. Nhà họ Tôn sắp bị tiêu diệt tận gốc luôn rồi. Đồng thời trong đầu bọn họ cũng xuất hiện dự cảm không may. Mỗi lần thuộc hạ nhà họ Tôn báo tin dữ xong nhà họ Lâm và nhà họ Tống đều sẽ nhận được tin dữ giống vậy, nên bọn họ rất sợ dây tiếp theo thuộc hạ của bọn họ sẽ chạy tới báo tin. Chỉ là trên đời, càng sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới ngay. Chủ gia tộc, không hay rồi, nhà họ Lâm xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ gia tộc, không hay rồi, nhà họ Tống xảy ra chuyện lớn rồi. Hoàn cảnh của nhà họ Lâm và nhà họ Tống về cơ bản cũng giống như nhà họ Tôn. Các sản nghiệp của bọn họ đều bị phong tỏa, kiểm tra. Đủ mọi tội danh từ trốn thuế, lậu thuế và các hoạt động mờ ám đều bị phanh phui. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, 3 gia tộc họ Tôn, Lâm, Tống đã hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Lúc này bên trong sảnh tiệc, người của các gia tộc khác sợ xanh mặt. Hôm nay bọn họ đến chủ yếu là muốn đu bám đám cây cao bóng cả này, nào ngờ họ chưa kịp bám víu thì cây đã bị cắt trụi rồi. Nhìn tình hình này, trừ khi Tiết Phương Tử giúp đỡ, nếu không 3 gia tộc lớn này sẽ bị diệt thật. Tiết Phương Tử, bây giờ hãy gọi điện cho Tiết Phương Tử, chỉ có ông ấy mới có thể cứu được chúng ta thôi. Tôn Húc bỗng gào lên. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn như nhìn thấy hy vọng, vội nói, không sai, bây giờ chỉ có Tiết Phương Tử mới có thể cứu được gia tộc của chúng ta. Nhưng sau khi Tống Thanh Sơn gọi điện thoại xong, sắc mặt lão ta xanh như tàu lá. Ông chủ Tống, Tiết Phương Tử nói gì? Không phải ông ta đã biết 3 gia tộc của chúng ta gặp nạn rồi đấy chứ? Tất cả những thứ này đều là âm mưu của ông ấy, nhằm hãm hại Dương Thanh, đúng không? Đam Mỹ Hài. Bây giờ, có phải ông ấy đang thu lưới không? Vẻ mặt của Tôn Húc và Lâm Thiên Trạch vô cùng chờ mong nhìn Tống Thanh Sơn. Sắc mặt Tống Thanh Sơn cực kỳ khó coi, giận dữ nói, Tiết Phương Tử đã trở về vương tộc họ Tiết. Cái gì, ông nói cái gì? Tôn Húc đột nhiên xông lên, túm chặt cổ áo Tống Thanh Sơn. Cực kỳ kích động hét lên, ông nói Tiết Phương Tử đã trở về vương tộc họ Tiết. Sao lại thế được, ông đang lừa gạt chúng tôi phải không? Không phải Tiết Phương Tử nói ông ấy muốn mời chúng ta đến dự tiệc chúc mừng sao? Chúng ta đợi ông ấy ròng rã 2 tiếng đồng hồ,
thế mà ông ấy lại vứt bỏ chúng ta, một mình trở về vương tộc họ Tiết. Lâm Thiên Trạch cũng giận dữ hét lên, tại sao Tiết Vương Tử lại làm như vậy? Lẽ nào không phải ông ấy đã đồng ý nâng đỡ ba gia tộc chúng ta trở thành nhà giàu trên cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô sao? Sao cậu ấy có thể bỏ đi? Dù có bỏ đi cũng phải nói cho chúng ta biết một tiếng chứ. Trong mắt Tống Thanh Sơn tràn đầy tuyệt vọng. Lão ta cũng nghĩ giống Tôn Húc và Lâm Thiên Trạch. Với thân phận và địa vị của Tiết Nguyên Bá thì ông ta không thể lừa gạt bọn họ được. Thế nhưng bây giờ, sự thực đã chứng minh, Tiết Nguyên Bá thật sự bỏ rơi bọn họ, tự mình trở về vương tộc họ Tiết. Không có Tiết Nguyên Bá, làm sao bọn họ có thể giành lại tất cả những thứ thuộc về gia tộc mình? Không thể. Chuyện này hoàn toàn không thể. Ông chủ Tôn, rất xin lỗi. Vợ tôi sắp sinh con rồi, tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện xem sao. Một ông chủ tầm 70 tuổi bỗng nói. Lão ta nói xong cũng không chờ Tôn Húc đáp lại đã quay người bỏ đi. Ông chủ Lâm, thật sự rất xin lỗi, tôi chợt nhớ ra hôm nay là lễ cưới của bố của cháu trai của ông nội con trai tôi. Tôi phải mau đến đó cho kịp sự lễ cưới đây. Lại có một người rời đi. Ông chủ Tống, hình như tôi ăn phải thứ gì ôi thiêu nên đau bụng quá, tôi phải đến bệnh viện làm phẫu thuật thôi. Chẳng mấy chốc sảnh tiệc lúc nãy còn vô cùng nhộn nhịp mà bây giờ toàn bộ đám nhà giàu đều tìm đủ lý do chạy mất dạng. Không tới 5 phút, hơn 100 người trong sảnh tiệc đều chạy đi hết, chỉ còn sót lại người của ba gia tộc lớn. Ông chủ Lâm, ông chủ Tống, bây giờ chúng ta nên làm gì? Cũng không thể ngồi đây chờ chết chứ. Tôn Húc bỗng cắn răng nói, theo sự hiểu biết của tôi với Dương Thanh, chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta đâu. Nói không chừng, lúc này cậu ta đang trên đường đến khách sạn Đế Đô rồi. Nếu chúng ta còn không nghĩ được đối sách e là sẽ mất mạng ở nơi này. Để bảo đảm an toàn, chúng ta lập tức dẫn theo cao thủ mạnh nhất của gia tộc cùng rời đi với chúng ta. Nghe vậy Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều vui mừng, vừa đi ra ngoài vừa bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp. Nhưng lúc bọn họ vừa ra đến bên ngoài khách sạn đã thấy trước cửa khách sạn đông nghịt người. Nhìn thấy đám người đen kịt bên ngoài, Tôn Húc, Lâm Thiên Trạch và cả Tống Thanh Sơn đều kinh ngạc, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Một số người run lên vì sợ hãi. Mấy người đứng hàng đầu là Vương Thành của gia tộc Vũ Văn, Diệp Hoa của nhà họ Diệp, còn có cả Hoàng Chính của nhà họ Hoàng. Và người đứng giữa đám người này chính là sự tồn tại khiến họ sợ hãi nhất. Thanh, cậu Thanh, sao cậu lại đến đây? Tôn Húc run rẩy nói, giọng nói cũng run lên. Phải nói là Dương Thanh đã để lại cho ông ta nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn, nếu không khi nhìn thấy Dương Thanh, ông ta sẽ không sợ hãi như vậy. Lâm Thiên Trạch và Tống Thanh Sơn cũng run rẩy mãi không thôi, nếu họ không bám vào lan can, e rằng họ đã không thể đứng vững được. Dương Thanh lạnh lùng liếc nhìn mấy người đó với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng gần như khiến anh bùng cháy. Nếu không phải anh hạ lệnh không cho phép những gia tộc thân hữu với mình kháng cự, e rằng phe của anh sẽ bị thương vong nặng nề. Hiện nay ngay cả mấy chủ gia tộc như Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn, còn có cả Hoàng Thiên Hành và Trần Hạo, Quan Tuyết Tùng, Hàn Diệp vẫn đang ở trong khoa hồi sức tích cực. Mặc dù tất cả những điều này đều là do Tiết Nguyên Bá mưu tính, nhưng ba gia tộc lớn là nhà họ Tôn, nhà họ Lâm và nhà họ Tống cũng đều là thủ phạm. Thấy Dương Thanh không lên tiếng, ba chủ gia tộc này không khỏi thấp thỏm, trong lòng lo lắng vô cùng. Các người thuộc tám gia tộc lớn của Yến Đô nhưng lại cấu kết với người ngoài đối phó với những gia tộc giàu có ở địa phương, đây chính là tội chết. Ánh mắt Hoàng Chính quét qua người Tôn Húc, ông ta nói với giọng lạnh băng. Diệp Hoa cũng tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy sát khí, ông ta lạnh lùng nói, hôm nay chính là ngày diệt vong của ba gia tộc lớn các người. Ngay sau đó Vương Thành cũng đi về phía trước, khóe miệng có chút giễu cợt, ánh mắt quét qua ba chủ gia tộc và cười nói, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Nếu như các người đã muốn chết thì chúng tôi sẽ tác thành cho các người. Giết giết giết. Đột nhiên, hàng nghìn cao thủ đứng ở cửa khách sạn đồng thanh hét lên, giọng nói của họ làm rung chuyển cả trời đất. Khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy sức chiến đấu mạnh mẽ. Không chỉ có ba chủ gia tộc này, mà cả mấy chủ gia tộc giàu có mới thăng cấp là nhà họ Trần và nhà họ Hàn cũng như nhà họ Quan đều nhìn chằm chằm vào đám người Tôn Húc. Sau ngày hôm nay, Yến Đô sẽ không còn nhà họ Tôn, nhà họ Tống và nhà họ Lâm nữa. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói. Chỉ với một câu nói, anh đã kết án ba gia tộc lớn với mức án tử hình. Dương Thanh, cậu là cái thá gì? Cậu mà cũng đủ tư cách quyết định đến sự tồn vong sống chết của tám gia tộc lớn ở Yến Đô sao? Lâm Thiên Trạch chỉ vào Dương Thanh và gầm lên. Ông ta biết Dương Thanh rất mạnh, cũng rất sợ Dương Thanh, nhưng trong lòng ông ta,
Dương Thanh vẫn chỉ là một người đến từ nơi khác. Đôi mắt Tống Thanh Sơn lóe lên tia tức giận, lão ta lạnh lùng nói, năm xưa khi tôi còn đang hô mưa gọi gió, bố cậu còn đang đái dầm nghịch bùn đất, một thằng nhóc phát mũi chưa sạch như cậu mà cũng dám la hét trước mặt tôi sao? Dám xúc phạm cậu Thanh, tự tìm đường chết. Ánh mắt Hoàng Chính lạnh lùng, ông ta ra lệnh cho cao thủ bên cạnh có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mình, giết Lâm Thiên Trạch. Một người đàn ông vạm vỡ lập tức bước ra từ phía sau lưng ông ta. Hổ không ra oai, các người lại cứ tưởng rằng ông đây là con mèo bệnh hay sao? Nếu như các người đã muốn chết như vậy thì ông đây tác thành cho các người. Lâm Thiên Trạch vẫy tay, xích thố, lên đi. Xích thố. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi ra từ phía sau Lâm Thiên Trạch, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thì ra xích thố đã làm thuộc hạ của ông, tôi lại đang nghĩ là ông lấy đâu ra dũng khí đối đầu với cậu Thanh chứ? Chỉ là một tên xích thố thì có thể giúp ông chống đỡ được bao lâu? Hoàng Chính cười khẩy, sau đó lại ra lệnh, cậu cũng lên đi. Một người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ khác bước ra từ phía sau Hoàng Chính, toàn thân người này cuồn cuộn cơ bắp. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Lâm Thiên Trạch khó coi đến cực điểm, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng Chính, tôi chỉ để xích thố ra trận mà ông lại cử hai cao thủ ra, ông không biết xấu hổ à? Ông lại nói chuyện thể diện với tôi à? Hoàng Chính cười giễu cợt, lúc ông ỷ mình có nhà họ Tiết chống lưng, đưa người ra tay với nhà họ Hoàng tôi có nói đến thể diện không? Bây giờ, các người chỉ là tù nhân của chúng tôi. Một tù nhân mà cũng xứng nói chuyện thể diện với chúng tôi sao? Giết cho tôi, giết tên xích thố đó đi. Sau khi nghe những lời Hoàng Chính nói, vẻ mặt của Lâm Thiên Trạch vô cùng ảm đạm. Xích thố là cao thủ số một của nhà họ Lâm, vốn dĩ ông ta muốn dùng xích thố để răn đe đối phương, nhưng không ngờ Hoàng Chính lại cử hai cao thủ lên. Vẻ mặt Tống Thanh Sơn và Tôn Húc cũng rất khó coi, bọn họ là ba trong tám gia tộc lớn của Yến Đô, nhưng đối phương cũng là ba trong tám gia tộc lớn của Yến Đô. Trông ra thế lực hai bên rất cân xứng, nhưng họ vốn tưởng rằng Tiết Nguyên Bá mời họ đến đây để tham gia tiệc mừng nên chỉ mang đến một số người thôi. Hôm nay, trang viên của họ đã bị chiếm, những người ban đầu ở lại trang viên có lẽ ai chết thì cũng đã chết, ai đầu hàng thì cũng đã đầu hàng. Những người mà họ có thể dùng được chắc cũng chỉ là mấy thuộc hạ họ mang theo bên mình đây thôi. Có thể nói, hiện giờ họ có mọc cánh cũng khó thoát. Dương Thanh không hề có ý định ra tay. Anh đã giải quyết được Tiết Nguyên Bá rồi. Nếu phần còn lại vẫn cần anh phải tự mình xử lý thì sự tồn tại của mấy gia tộc họ Hoàng còn có ý nghĩa gì chứ? Hai cao thủ mà Hoàng Chính phái ra một trái một phải xông về phía xích thố. Xích thố có mái tóc ngắn màu đỏ và đôi mắt đỏ, thậm chí quần áo hắn mặc cũng là màu đỏ. Chân hắn di chuyển như một cơn lốc màu đỏ, hắn lao ra ngay lập tức. Với một cú đấm, không gian dường như đang rung chuyển. Tự tìm đường chết. Chiến thắng của xích thố khiến Lâm Thiên Trạch càng thêm kiêu ngạo, dường như trở lại thời kỳ huy hoàng nhất của nhà họ Lâm. Ông ta chỉ ngón trỏ vào đám đông và nói, không phải tất cả các người vừa mới kêu là muốn giết chúng tôi hay sao? Tới đây đi, đừng có dừng lại chứ, tiếp tục đi. Nếu ông đã muốn chết đến như vậy thì tôi sẽ tác thành cho ông. Lúc này, Dương Thanh đột nhiên nói.